Đối với bọn người tứ cẩu mà nói, tham quan hay không tham quan Tiên Duyên Cốc cũng chẳng có gì quan trọng, họ chỉ muốn bế nàng lên giường để tham quan mỗi một bộ phận trên thân thể nàng mà thôi. Thế nhưng bọn họ vẫn chỉ có thể tưởng tượng, chứ hiện tại thì động đến nàng một chút xíu cũng không thể, cả bàn tay nhỏ xinh kia cũng không được nắm, thật là thất bại chồng thêm bi ai. Lúc đám người hầu gọi họ đến dùng cơm thì Hoa Tiểu Ba cũng đã ăn no nê tú sắc. Bữa tiệc buổi chiều rất thịnh soạn. Sau khi rời tiệc, Lôi Long phu phụ, đám nữ nhân Lôi Phượng quay về phòng ngủ. Hai tỷ muội Độc Cô cũng không cho phép Từ Triệu hai người tiếp tục giở trò lưu manh, lôi mỗi người bọn họ về phòng của mình làm khổ sai. Hoàng Đại Hải và Đỗ Manh Manh từ sau chiều hôm đó không còn ngủ chung nữa. Tứ cẩu vì bại lộ hàng tung bị mọi người trách mắng vì chuyện đi trộm hươn mà buồn rầu, buồn đến hai ngày không chịu bò dậy, Lan Hoa Tam nữ biết hắn thật sự vẫn có thể vận động tốt, đời nào chịu bỏ quả cho hắn. Còn đôi Nan huynh Nam đệ Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba chiều nay bị Xuân Thủy, Hạ Vũ lưỡng nữ xa lánh, vì họ đối với những hành vi của bọn hắn trong hai ngày hôm nay rất chi là bất mãn, Môn Thị uy với họ một chút. Hoa Tiểu Ba nói, thật đúng là mê người. Hoa Tiểu Ba ta từ trước tới nay chưa nhìn thấy mỹ nhân nào xinh đẹp đến vậy, mẹ nó, quả là đúng lúc. Độc Cô Minh nói, người nói về Thủy Khiết Nhu à? Ta nghĩ Mộng Hương có lẽ cũng chỉ được như thế, theo đuổi nàng ta thì có khác gì theo đuổi Mộng Hương. Độc Cô Minh nói, nữ nhân này thân hình cao gầy bốc lửa, lại còn thuần mỹ vô bỉ, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều thấy dễ thương lại lẳng lơ, nhãn thần đó chứa đựng đầy mùi vị câu dẫn nam nhân, nếu có thể ôm nàng trong tay, không biết sẽ sung sướng đến thế nào. Độc Cô Minh nói, nghe nói, Tiên Duyên Cốc chú trọng âm dương song tu, bất luận là nam hay nữ khi trên giường đều rất mạnh mẽ, xem ra Thủy Khiết Nhu trên phương diện này cũng không ai có thể bì kịp. Hoa Tiểu Ba trầm mặc một hồi, nói, Lãng Vô Tâm có nhiều nữ nhân như vậy, mỗi người đối với hắn đều tâm chết đất bình, công phu trên giường của hắn nhất định thập phần tuyệt diệu. Độc Cô Minh nói, Tích Hoa Tú Sĩ năm đó mang danh thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, có vô số tình nhân, đương nhiên là cao thủ trên phương diện này, đồ tôn của lão hiển nhiên cũng không kém, nhưng so với Hy Bình thì không biết thế nào nhỉ. Hoa Tiểu Ba cười nói, bất luận là hắn lợi hại như thế nào, cũng chỉ là hậu thiên tu luyện, tuyệt đối không thể hơn được tỷ phu ta vốn là cỗ máy tình dục trời xanh được. Độc Cô Minh nói, nhưng mà Hy Bình không có ở đây, như băng bọn họ liệu có thể bị hắn công hạ hay không? Hoa Tiểu Ba cười nói, làm gì có chuyện đó. Sáu nữ nhân của tỷ phu cùng với Hồ Điệp Lục Cơ đều rất yêu huynh ấy. Lần này Tư Tư, Phong Vũ và Lục Cơ không đi cùng chúng ta, trong số bốn nữ nhân đi cùng, Lãnh Tỷ Tỷ tuyệt đối không phải là hạng người dễ để cho nam nhân thừa cơ nhà trống mà đánh vào. Phượng Tỷ Tỷ thì càng không cần phải nói, muội muội của ngươi cũng một lòng một dạ theo tỷ phu, còn tỷ tỷ của ta á. Hắc, tỷ ấy nào thèm để mắt đến Lãng Vô Tâm. Chúng ta tốt nhất là nên lo lắng về nữ nhân của mình đi. Độc Cô Minh giật mình đáp, Lãng Vô Tâm chắc nhìn không vừa mắt họ đâu, đúng không? Hoa Tiểu Ba nói, hy vọng là như vậy, bằng không, ta chỉ còn cách đi tìm một vết cỏ thơm nào đó khác thôi. Độc Cô Minh đột nhiên nói, Lãnh Tình Oánh quả thật là dâm đãng, ngang nhiên cùng với sư điệt của Minh Hoan Hảo trong Tiên Duyên Cốc, người nói xem, Lãng Vô Tâm có khả năng đả bại bà ấy không? Hoa Tiểu Ba cảm thấy hứng thú nói, chỉ bằng chúng ta lén đi coi một chút. Độc Cô Minh nói vẻ khó tin, bây giờ á. Hoa Tiểu Ba đã tuột xuống giường để đi giày, đương nhiên. Lãng Vô Tâm ngắm nhìn Lãnh Tình Oánh đang nằm trên giường, hết sức thán phục cơ thể vô cùng hoàn mỹ và làn da vẫn còn tính đàn hồi như thiếu nữ thanh xuân của bà. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong vô số những nữ nhân đã lên giường cùng hắn, đây là nữ nhân mê người nhất và đủ tính khiêu chiến nhất. Hắn khen ngợi, Oánh Di thật là thiên sanh lệ chất, mãi vẫn giữ được vẻ thanh xuân. Lãnh Tình Oánh lộ ra tư thái trêu người, cười quyến rũ, tên tiểu mao đầu ngươi, miệng lưỡi ngon ngọt, thảo nào lừa được nhiều mỹ nhân vây lấy như vậy, không biết bản lĩnh chân thật có được bao nhiêu. Lãng Vô Tâm cũng có chút gấp gáp không muốn chờ đợi, vừa cởi y phục vừa nói, Oánh Di, đợi một lát là người sẽ biết ngay thôi. Lãnh Tình Oánh nhìn hắn, nói, nhanh lên một chút. Để Oánh Di nhìn xem cái đó của ngươi đã được bao lớn rồi nào. Sẽ không làm cho Oánh Di thất vọng đâu. Hắn nói xong, cởi bỏ toàn bộ y phục của mình xuống, để lộ ra dương can sớm đã bừng bừng khí thế dựng đứng lên, ngạo nghễ nói, thế nào. Lãnh Tình Oánh nhìn cái vật ngạo nhân đó của hắn, thầm nghĩ, đây là cái đồ chơi lớn thứ hai mà ta đã từng nhìn,
so với cái của tên nữ tế vô lại đó của ta chỉ nhỏ hơn một chút, thật đáng tiếc. Bà cười yêu kiều, quả nhiên là hàng tốt siêu cấp, oánh di giang chân đón chờ rồi đây. Lãng vô tâm nhào lên nữ thể phong mãn của lãnh tình oánh, cùng bà trao đổi một cái hôn dài, hai tay không ngừng trà sát những điểm mẫn cảm trên thân thể bà, vênh váo nói, sư phụ từ nhỏ đã dùng các loại dược liệu để bồi đắp ta, lại kiêm luyện cách có thể kích phát long dương thần công trong tiềm năng của nam giới, khiến cho bảo bối của ta to dài đến trình độ tột cùng của nam nhân, ta tuyệt đối tin rằng, trên đời không có nam nhân nào có được cái như vậy, oánh gì, bà có hài lòng không? Lãnh tình oánh hơi thở đã bắt đầu rối loạn, còn phải xem biểu hiện của ngươi đã. Lãng vô tâm đối phó với nữ nhân quả nhiên rất có bản lĩnh, chưa đến giai đoạn thật chiến đã khiến cho lãnh tình oánh xuân tình rào rạt, rên la ầm ĩ, thở hổn hển nói, thuần nhi, vào nhanh đi. Lãng vô tâm y lời dùng tay nắm lấy cái cự vật của hắn, đột phá vào hang động, lãnh tình oánh thân thể run lên, cảm thấy một sự đầy đủ chưa từng có, hai tay vòng qua eo lãng vô tâm. Nói, ngươi là nam nhân duy nhất có thể lấp đầy cái lỗ rỗng của oánh di, hảo thuần nhi. Sự tôn nghiêm của nam giới trong lãnh vô tâm đạt được thăng hoa cực đại, mãnh liệt rút ra đập vào vài chục cái, nói, oánh di, chiều nay ta muốn ngươi phải hướng tới thuần nhi mà cầu xin. Lãnh tình oánh ra sức lay động mông thêm vài cái, thỏa mãn nói, oánh di tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, nhào vô. Lãng vô tâm vận khởi long dương thần công. Hướng về phía lãnh tình oánh phát động sự công kích mãnh liệt, dập phầm phập như cành dương liễu trong gió lớn. Bà từ trước tới nay chưa từng có được sự thỏa mãn như hiện tại, chỉ sợ lần trước Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh và Biên Mệnh Tam Lang cùng nhau làm cũng không hơn được một mình lãng vô tâm, do đó có thể thấy được sự lợi hại của long dương thần công của lãng vô tâm. Qua lỗ thủng của giấy dán cửa sổ, Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba đang xem trộm cũng thấy kinh khạc, không ngờ rằng lãng vô tâm lại có thực lực vậy. Cô hồ đuổi kịp cả Hy Bình. Hai người xem thêm không lâu nữa thì ham muốn nổi lên, đưa mắt nhìn nhau một cái rồi lặng lặng bỏ đi, nhưng không về phòng mình mà chạy đến phòng của Xuân Thúy và Hạ Vũ. Lúc này lãnh tình oánh đang cưỡi ngựa, lãng vô tâm dùng đôi bàn tay to lớn của hắn đo đạc đường kính của hai bán cầu hoặc là vân vê hai quả cầu đang lúc lắc va đập vào nhau. Thật là thích thú. Hai ngày đại chiến hết 3 giờ thì lãng vô tâm cuối cùng cũng gân cốt giã rời. Sau đó nằm gục trên cái bụng trắng ngần của lãnh tinh oánh. Lãnh tinh oánh khép chặt hai mắt, mồ hôi đầy người, mỏi mệt buồn ngủ, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mở mắt nhìn lãng vô tâm cũng đang thấm mệt nói, thuần nhi, bao nhiêu năm nay giới âm nhu thần công cậu oánh gì, không có một nam nhân nào có thể chỉ được hơn nửa giờ, ngươi lại chỉ đến tận 3 giờ, làm cho oánh gì toàn thân vô lực, thật sự là hiếm có đó. Lãng vô tâm nói, dưới long dương thần công của ta, cũng không có nữ nhân nào chỉ được quá bữa giờ mà không hôn mê bất tỉnh. Ta một chiều có thể liên tục bồi tiếp 16 nữ nhân, hôm nay chỉ có thể làm thỏa mãn mỗi một mình oánh di, xem ta còn phải cố gắng hơn nhiều. Lãnh tình oánh nói, thuần nhi, sau này oánh di sẽ ở cùng ngươi, được không? Lãng vô tâm vừa mừng lại vừa lo, nói, như vậy thì không được, thuần nhi không thể đáp ứng oánh di. Lãnh tình oánh thất vọng nói, ngươi ghét bỏ oánh di sao? Lãng vô tâm vội nói, không, không, ta không muốn vì chuyện đó mà làm hại đến oánh di. Ta từ nhỏ đã là cực phẩm được mỹ nhân trong thiên hạ mơ tưởng đến, trong số các nữ nhân mà ta đã chơi qua, nếu ta cảm thấy chán ngấy, ta đều có thể vứt bỏ không chút lưu tình, càng là nữ nhân mà ta say mê, ta càng muốn ruồng bỏ, khiến họ vì ta mà ruột gan đứt đoạn. Sở dĩ ta tuy đã chơi qua vô số mỹ nữ, nhưng những người ta thường mang theo cũng chỉ có hơn 20. Và lại thường thay đổi bằng những gương mặt mới, như vậy ta mới cảm thấy sự kích thích mới mẻ. Phải biết rằng, bất luận nữ nhân nào cũng chỉ là đồ chơi của ta, ta tuyệt đối không để bị tình cảm chi phối, đó là lý do ta đổi tên của mình thành Lãng Vô Tâm. Lãnh Vô Tâm đầu óc chợt trở nên lạnh băng, đột nhiên cảm thấy nam nhân đang nằm trên người có chút đáng ghét, lại không hiểu hắn vì sao lại biến thành như vậy, lạnh lùng nói, sao ngươi còn muốn theo đuổi Băng Băng. Lãnh vô tâm vội vàng nói, ta đối với Băng Băng là thật lòng. Lãnh tình oánh vô phương tin tưởng lời nói của hắn, lúc lắc mông, hất cái đó đã mềm xèo của ra khỏi lỗ, nói, khiết nhu cũng xinh đẹp như nữ nhi của ta, tại sao người không chịu động tới ả? Lãng vô tâm nói, bà chẳng lẽ không nhìn ra ả là tuyết kình chi thân ư? Lãnh tình oánh kinh ngạc nói, tuyết kình chi thân. Lãng vô tâm cười khổ nói, chỉ sợ có 10 lãng vô tâm cũng không dám hoàn hảo cùng ả. Lúc ả phá thân,
có thể bạo phát ra âm hàn chi lưu cực mạnh, cho dù không bị ả làm cho đông lạnh đến chết, thì các cục gân đó về sau cũng chẳng còn dùng được nữa. Lãnh Tinh Oánh nói, có thể dùng phương pháp khác, ví dụ như một loại vật phẩm, đồ chơi ấy ấy đấy, để tiến hành phá thân cho ả. Lãng Vô Tâm nói, chẳng ăn thua gì, không có thiên nhiên tương hấp của nam giới, chúng không thể bạo phát ra được. Huống chi, âm hàn chi khí này là một lọ ai chí dâm nguyên tố, phải cùng nam nhân giao hợp mới có thể khống chế bản thân không bị xung động lại giống như không ngừng hấp thụ tráng dương dược, và kinh hấp chi huyệt của ả thiên xanh có thể hút lấy tinh huyết của nam nhân, cho nên nam nhân nào cùng ả hoàn hảo lần đầu tiên đảm bảo chết chắc. Và lại, một khi nam nhân đó chết đi, dương vật của hắn cũng không còn xanh khí, không thể tiếp tục hấp thu luồng hàn lưu mãnh liệt chảy ra, hàn lưu sẽ chảy ngược vào trong cơ thể của ả, khiến ả vì kinh mạch đông cứng lại mà chết. Chỉ sợ là trải qua lần đầu tiên trong kiếp này ả không còn là xử nữ, ta vẫn không dám dụng vào ả, bởi vì thân thể của ả cực kỳ kích dục, một khi tiến nhập vào thể nội của ả rồi, nam nhân sẽ hưng phấn phi thường. Còn nữa, kinh hấp chi huyệt của ả không thuận theo âm hàn chi khí mà thất tán, nam nhân cùng ở hoàn hảo nếu không thể làm ả thỏa mãn hoặc là không ngăn cản được kinh hấp chi lực cũng nhất định tinh tận nhân vong tinh hết người mất. Lãnh Tinh Oánh nói, ả vẫn còn khiêu gợi như vậy là để câu dẫn nam nhân xung quanh sao? Lãng Vô Tâm cười nói, ả trời xanh đã khiêu gợi, dù cho ả có thánh khiết vô bỉ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều là vô tình lộ ra thần thái xinh tươi mê người, ả câu dẫn nam nhân cũng là để thỏa mãn sự hư vinh trong tim ả, nhưng rốt cuộc trong cuộc đời này ả vĩnh viễn không có duyên với nam nhân. Lãnh Tinh Oánh nói, nếu như nam nhân khác không biết nội tình của ả, cưỡng gian ả, ả có thể vì chuyện đó mà táng mệnh hay không? Lãng Vô Tâm nói, cưỡng gian ả, sao mà dễ dàng thế được? Không nói đến chuyện võ công của ả cao cường, cho dù ả có là một nữ nhan không biết võ công, nam nhân cũng không thể dễ dàng cưỡng gian được ả. Là tuyết kình chi thân nữ nhân, hạ thể lúc chưa bị quả dưa chuột công phá sẽ ấm mát, trơn bóng như ngọc, lại cứng chặt như sắt, chỉ lưu lại một đường khe hở nhỏ hẹp, vĩnh viễn không tách mở ra được. Ngay cả một ngón tay cực nhỏ cũng vô phương đâm vào, huống chi là cái đó của nam nhân. Chỉ khi ả động tình đến cực độ, hạ thể sẽ ấm lên rồi biến thành mềm dẻo như tơ, lúc đó cái vật của nam nhân mới có thể tiến vào được. Tuyết kình chi thân nữ nhân tâm trí rất kiên định, cực ít động tình, đối với tên cưỡng gian, đương nhiên càng không thể động tình. Lãnh Tinh Oánh nói, vậy nếu dùng dâm dướng để đối phó với ả thì sao? Bà nghĩ tới lần đầu tiên mình vì chúng dâm dược mà làm chuyện đó. Lãng Vô Tâm nói, tuyết kình chi thân nữ nhân thiên xanh không sợ bất kỳ một loại dâm dược nào, bản thân ả đã có một thân thể đầy dâm tính, đam dược đối với ả mà nói như nước chảy vào biển. Lãnh Tinh Oánh đồng tính nói, xem ra ả chỉ có thể làm một bối tử hoạt ni cô mà thôi, một nữ nhân như vậy thì còn gì là lạc thú. Lãng Vô Tâm thở dài, ai, nếu không phải như vậy. Ả sớm đã là nữ nhân của Lạc Thiên rồi, ả từ nhỏ đã rất thích Lạc Thiên, Lạc Thiên là một anh hùng cái thế, rất được sư phó và sư nương thương yêu, lại truyền cho hắn Long Dương thần công của Tiên Duyên Cốc, để cho hắn và Thuần Nhi cường hãn như nhau. Hắn tuy nhỏ hơn Thuần Nhi 2 tuổi, nhưng ta rất bội phục hắn, hắn là người khiến cho Thuần Nhi phải tâm phục khẩu phục. Lãnh Tinh Oánh nghe vậy giật mình nói, nếu vậy thì ta phải thử qua một chút. Lãng Vô Tâm hiểu ý, tuyệt đối không kém ta đâu. Lãnh Tinh Oánh nói, hai tỷ nữ Tiểu Tiên và Đỗ Quyên của Khiết Nhu cũng là tuyệt đại vưu vật, vậy sao ngươi lại có thể bỏ qua họ? Lãng Vô Tâm nói, khỏi phải nói, hai con nha đầu lông vàng này không chỉ còn nhỏ tuổi, con mẹ nó, lại chán ghét ta, hơn nữa Khiết Nhu ra lệnh cho ta không được đụng đến chúng, còn nói hai năm nữa khi ả gả cho Lạc Thiên rồi, sẽ mang họ cùng đi, để chúng thế chỗ cho ả cùng Lạc Thiên tiến hành phu thê chi đạo. Ta còn có thể làm được gì cơ chứ? Ai, há chỉ như thế thôi đâu. Ta rất muốn một nữ nhân nữ, nhưng nàng ấy với ta thật không có duyên. Lãnh Tinh Oánh ngạc nhiên nói, người nói là Băng Băng á. Lãng Vô Tâm nói, không phải là Băng Băng, là muội muội song sinh của sư nương Lạc U Nhân. Lãnh Tinh Oánh nói, sư nương của ngươi có một muội muội song sinh sao? Lãng Vô Tâm hãm nhập hồi ức, năm trước, khi ta đến Đại Địa Minh làm khách. Ở trong một bí viện được gặp gỡ nàng, nàng và sư nương rất giống nhau, chỉ là mái tóc dài của nàng trắng như tuyết, giống như ánh trăng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhu thuận, cũng khiến người ta phải say mê dốc như sư nương. Lãnh Tinh Oánh cảm thấy dương căn của Lãng Vô Tâm có phản ứng, lại cứng lên, tay dùng tay giữ lấy nó rồi đâm vào nhu nhuận của Lãnh Tinh Oánh,
khiến bà cảm thấy một sự sung sướng vô bì. Oánh Di, nghĩ tới U Nhi, ta không hiểu sao lại thấy kích thích, chúng ta chiến đấu thêm một trận nữa. Lãnh Tinh Oánh không hề sợ hãi nói, ai sợ ai chứ? Lãng Vô Tâm rút ra một nửa rồi đột nhiên dùng toàn lực đâm trở lại, lần này thô bạo hơn hẳn so với ban nãy, Lãnh Tinh Oánh đương nhiên không sợ hắn, hai người cuống nhiệt quấn lấy nhau, không ngừng không nghỉ, lại có thanh có sắc. Bóng tối đang dày hơn. Mọi người lưu lại ở Tiên Duyến Cốc 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lãng Vô Tâm sử dụng toàn lực đối phó Lãnh Tinh Oánh, vô phương tham gia cùng đám nữ nhân của hắn. Cuối cùng bị Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh hai người lợi dụng cơ hội đột nhập, mỗi người ôm một nữ nhân lén lút hoàn hảo. Lúc sau, Hoa Tiểu Ba nói nếu Lãng Vô Tâm biết, hắn chắc chắn giết chúng ta chứ không sai. Độc Cô Minh giết ta chắc chắn không dễ dàng. Hoa Tiểu Ba cả Liên Đại Hải cũng không xứng làm đối thủ với hắn, huynh có tự tin thắng hắn ta không? Độc Cô Minh kiêu hãnh phát ngôn chân tránh vào thời khắc sinh tử quan đầu, người phải chết tuyệt không phải Độc Cô Minh ta. Hoa Tiểu Ba bán tín bán nghi nhưng cũng không tranh biện với hắn nữa. Chủ đề chuyển tới việc dạo chơi mạnh bạo trên thân của hai nữ nhân, cảm giác mùi vị nữ nhân của Lãng Vô Tâm đủ man dại. Sau 2 ngày, Lôi Phượng thấy không cần thiết lưu lại đây nữa, do đó hướng về Thủy Thiên Trương phu phụ từ biệt. Hai người bọn họ đích thân dẫn mọi người ra khỏi Tiên Duyến Cốc. Thủy Thiên Trường ôm chặt Lãnh Tinh Oánh, hôn lên trên trán cô một lúc rồi nói Tinh Oánh, hãy nhớ quay lại. Hoa Tiểu Ba cũng muốn cùng với Thủy Khiết Thu hôn tạm biệt, Thủy Khiết Thu yêu kiều mỉm cười, xúc động né tránh hắn khiến hắn không khỏi thất vọng. Tuy nhiên hắn vẫn lên tiếng Khiết Thu muội muội, ngày nào muội đến Trường Xuân Đường của ta nhất định chiêu đãi muội thật tốt. Nhớ rằng ta vẫn tiếp tục theo đuổi muội. Độc Cô Minh Khiết Thu cô nương, được gặp cô nương là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời Độc Cô Minh, giống như ánh nắng mặt trời rực rỡ tuyệt đẹp sưởi ấm tâm hồn ta. Tứ Cẩu la lớn Khiết Thu, nếu cô nương thấy tứ cẩu ta không thể khiến cô nương yêu thích, hãy đợi chúng ta tìm lại Hy Bình. Ta sẽ dẫn huynh ấy giới thiệu với cô nương, tin chắc nếu đem huynh ấy ra so sánh với Tâm và biểu ca của cô nương còn tốt hơn nhiều. Á, Thanh Thanh, đừng có kéo tai ta. Triệu Tử Thanh cáu kỉnh huynh nghĩ Hy Bình là ai? Huynh ấy không thể thích một thiếu nữ vị thành niên. Hiển nhiên cô ta đang ghen tị, tức khí khi tứ cẩu dám đem Hy Bình giới thiệu với nữ nhân khác. Tứ cẩu chịu đau Tiểu Tả cùng Băng Băng bọn họ còn không phản đối, lý do nào khiến cô nương tức giận? Triệu Tử Thanh sẵn giọng bằng vào Triệu Tử Thanh ta. Thủy Khiết Thu mỉm cười tứ cẩu ca ca, vị phu nhân này cùng với nam nhân huynh nói đó có quan hệ gì? Tứ cẩu cô ta yêu thầm Hy Bình. Thủy Khiết Thu hiếu kỳ lớn nam nhân được gọi là Hy Bình đó ưu tú đến vậy ư? Đỗ Manh Manh đại ca quả thật là nam nhân tốt nhất. Thủy Khiết Thu nhìn Đỗ Manh Manh hỏi tỷ cũng yêu huynh ấy. Đỗ Manh Manh không thể lường trước được Khiết Thu có thể hỏi một câu như thế, không biết trả lời sao, ửng đỏ tới tận mang tai. Mọi người thấy thần thái của cô ta như vậy ngay lúc đó biết rõ trong tim của cô ta thực sự yêu Hy Bình. Lôi Phượng ôm lấy Đỗ Manh Manh còn đang xấu hổ vào lòng, Đỗ Manh Manh lập tức úp khuôn mặt xinh đẹp vào ngực nàng. Lôi Phượng vuốt nhẹ làn tóc đẹp đen nhánh của nàng nói Manh Manh. Tỷ tỷ rất thích khi muội kiên định với Hy Bình như thế này, chúng ta đi nào. Thủy Khiết Thu nói ta nhất định sẽ đi gặp huynh ấy, để xem huynh ấy là nam nhân như thế nào. Hoàng Đại Hải cô nương sẽ không thất vọng, chính bản thân hắn cũng biết rõ đại ca mình đối với nữ nhân thân cận có một loại lực hấp dẫn ma quái. Biện mệnh tam lang cô gia của chúng ta có tất cả những gì nữ nhân mộng tưởng. Lôi Long ôm quyền đa tạ nhị vị tiền bối khoản đãi trong những ngày qua, chúng tôi giờ xin cáo từ. Thủy Thiên Trường rất thích đám tiểu nữ nhân này, cười nhẹ khi có thời gian hãy quay lại Tiên Duyến Cốc chơi. Tiên Duyến Cốc dõi về bọn họ đã đi xa. Lạc Gia nói Thiên Trường, đám trẻ này tất cả đều rất giỏi. Thủy Thiên Trường nói tứ đại võ lâm thế gia năm đó cùng huyết ma nhất chiến, tinh anh mất hết. Giờ đây bồi dưỡng ra những anh tài này, xem ra tứ đại võ lâm thế gia muốn từ dưới thấp vươn lên tới đỉnh cao. Thủy Khiết Thu bất phục phụ thân. Người đã quá đề cao bọn họ. Tất cả bọn họ chỉ là sắc quỷ, làm sao mà sánh được với biểu ca. Thủy Thiên Trường mỉm cười giữa bọn họ đích xác không có một cá nhân nào có thể cùng biểu ca Lạc Thiên của ngươi sánh ngang hàng, nhưng bọn họ cũng là những thế hệ cao thủ trong đương kim võ lâm. Ta còn nghe Oánh Di của ngươi nói chân chánh thủ lĩnh trong thế hệ trẻ của tứ đại võ lâm thế gia là một thanh niên tên Hoàng Hy Bình.
Lãng Vô Tâm đó có phải là trượng phu của Băng Băng? Thủy Khiết Thu bĩu môi, cũng chính hắn. Hắn cuối cùng là thần thánh phương nào chứ? Oánh Di có nói với phụ thân võ công của hắn cao không? Thủy Thiên Trường cái này thì thực không có nói đến, chỉ nói hắn ta ở một vài phương diện rất lợi hại. Thủy Khiết Thu truy vấn phương diện nào? Lãng Vô Tâm có phần cảm xúc, sư phó, đó có phải phương diện nam nữ không? Những nữ nhân đó cùng nhau đi theo hắn như mù quáng, trừ phi hắn ta có bản lĩnh chân thật, bằng không hắn làm sao có trình độ khiến những nữ nhân có thể si mê đến như vậy. Thủy Thiên Trường đích xác như vậy. Thủy Khiết Thu cha, nữ nhi nghĩ làm nữ nhân bình thường, lẽ nào thực sự không có ý nghĩa? Lạc Gia ôm nàng vào lòng trìu mến nói, cả biểu ca và tâm ca của ngươi vô pháp chống lại con, thiên hạ vẫn có nam nhân mạnh hơn so với họ sao? Thủy Thiên Trường trầm tư. Tình Oánh có nói Hoàng Hy Bình đó cũng rất mạnh, không biết hắn có khả năng chống lại Thu Nhi không? Thủy Khiết Thu, phụ thân, thân thể nữ nhi chỉ thuộc về biểu ca. Con cũng không muốn nam nhân khác chiếm dụng lấy thân thể. Tuy nhiên, khi nào thích hợp con có thể đi kiếm gã Hoàng Hy Bình đó, làm cho hắn thần hồn điên đảo. Chờ cho đến khi hắn phát hiện không có năng lực tiến nhập vào thân thể con, không biết có biểu tình gì. Lạc Gia, Thu Nhi, đừng chơi với lửa, con có thể vừa hại người cũng vừa hại chính mình. Thủy Khiết Thu thì thầm với lão nương mẹ, con không chơi với lửa. Ngoại trừ biểu ca, con sẽ không đồng tình với bất cứ ai, mẹ cứ yên tâm. Lãng Vô Tâm, sư muội, nếu muội đồng tình với hắn, hắn chết không tiếc, chỉ e là muội không phải cũng sẽ chết theo hắn chứ. Thủy Khiết Thu, huynh muốn nói bao nhiêu về muội thì cứ việc, muội tuyệt đối sẽ không động tình, huynh nghĩ muội là nữ nhân phóng đãng vậy sao? Lãng Vô Tâm thầm nói, hai thứ cũng không giống nhau. Thủy Thiên Trường nói, hai ngươi không phải cãi nhau, hồi cốc nào. Khiết Thu, nghe cha một câu, đừng có đi trêu chọc nam nhân đó. Thủy Khiết Thu im lặng theo sau cha mẹ, suy nghĩ, các người nói về tên xú thí đó như vậy, ta nhất quyết trêu chọc hắn, cho hắn thử mỹ nữ trước mặt nhưng lại không thể nếm được mùi vị thế nào. Hâm, Hoàng Hy Bình, người hãy đợi đó. Triệu Tử Uy dẫn đám người Lôi Phượng tìm kiếm đại ca khắp nơi trên thảo nguyên, rốt cuộc vẫn không có hy vọng nào về Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt, Hoa Tiểu Mạn lo lắng đến nỗi khóc nhiều lần. Lúc này, lại thêm một ngày dài nữa, mọi người thu dọn gọn gàng chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng trừ phi tìm lại những nơi đã tìm qua chứ cũng không biết bắt đầu tìm kiếm nơi nào. Lôi Phượng hỏi Tử Uy, hạp cốc đó có lối ra khác không? Triệu Tử Uy rung động toàn thân, vui mừng không sai, có một lối ra khác. Hốt nhiên dừng lại một lúc rồi nói tiếp, không tốt, lối đó là sa mạc, họ vốn không quen đường, cả hai lại không chuẩn bị gì, bỗng nhiên vào nơi đó, xem ra lành ít dữ nhiều. Mọi người kinh sợ, tại sao trước đây không nghĩ tới vấn đề này? Tứ Cẩu hét lên, tại sao tiểu tử người lại không nói sớm? Triệu Tử Uy, lối đó cách rất xa nơi này, hơn nữa lại cạnh sa mạc, ta nghĩ họ không thể chạy tới đó. Huống hồ, một khi tiến vào Gia Lạc sa mạc, cơ hội sống sót quay trở về là rất ít. Vì thế ta thấy tốt hơn chọn tìm kiếm đại ca trên thảo nguyên trước tiên, nếu may mắn, họ có thể trên thảo nguyên đợi chúng ta. Còn nếu như họ tiến vào sa mạc, chúng ta không cần thiết phải tìm kiếm. Cho dù họ không gặp bão cát, họ có lẽ cũng bị vây hãm đến chết trong sa mạc. Ai, tìm người trong sa mạc, tìm sao đây? Lôi Long, dẫu sao ngươi cũng nên nói cho chúng ta một lời để lúc đó chúng ta có thể ngay lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Triệu Tử Uy hổ thẹn cúi đầu, ta xin lỗi. Tứ Cẩu la lớn một câu, xin lỗi há có thể đơn giản giải quyết vấn đề không? Hoàng Đại Hải ngăn họ, tranh cãi đừng sinh chuyện nữa, làm vậy có tác dụng gì không? Triệu Huynh, Gia Lạc sa mạc trong quá khứ là địa phương nào? Triệu Tử Uy, nó là hai mảnh thảo nguyên nối liền lại với nhau, được gọi là Mạc Tư Thảo Nguyên, cư trú trong đó là Dã Mã tộc và Bạch Dương tộc. Hoàng Đại Hải, chúng ta lập tức quay về Thần Đao Môn, sau đấy đi vào Mạc Tư Thảo Nguyên. Nếu đại ca cùng Tiểu Nguyệt có thể may mắn vượt qua sa mạc, họ chắc chắn có thể ở đó. Còn như họ không ở nơi đó, chúng ta không cần phải tìm kiếm lại nữa. Đến lúc này có lẽ cũng chỉ biết làm như vậy, tất cả mọi người đều mang tâm sự nặng nề. Vài nữ nhân càng đau đớn sầu khổ tột cùng. Qua 3 ngày dùng khoái mã cấp tốc, mọi người đã về tới Thần Đao Môn. Đỗ Tư Tư cùng Phong Ái Vũ và Hồ Điệp Lục Cơ thấy mọi người quay trở về mà không có Hy Bình và Tiểu Nguyệt, liền lập tức chạy tới truy vấn, kết quả chỉ khiến Đỗ Tư Tư câm lặng ôm Tuyết Nhi vào lòng lưu lệ, còn Phong Ái Vũ choáng váng hồi tưởng quá khứ.
Sau khi khẩn trương chuẩn bị, Khả Dĩ đến giờ xuất phát, Lãnh Như Băng đột nhiên cảm thấy không khỏe liền để Hoa Tiểu Mạn bắt mạch của mình, tức khắc phát giác ra nàng đã mang thai được 2 tháng. Theo đó, Hoa Tiểu Mạn kiểm tra chúng nữ cùng với bản thân một lượt, phát giác bản thân cùng với chúng nữ của Hy Bình, thêm vào Bích Nhu, Lan Hoa, Oanh Thúy tất cả đều mang thai. Cái này phải chăng là bi trong hỉ? Tuy nhiên sự tình này lại rắc rối, đã mang thai thì sao có thể quay trở lại địa phương sa mạc đó? Vì những hài tử, nam nhân không cho phép đám nữ nhân theo cùng cũng để tránh khỏi liên lụy mình. Song Đỗ Manh Manh vẫn ương ngạnh đòi đi theo tìm kiếm Hy Bình và Tiểu Nguyệt. Dù mọi người không ưng thuận, nhưng cũng không thể khuyên can nàng, cuối cùng đành để nàng theo cùng, còn lại mọi nguyện vọng của nữ nhân khác đều bị cự tuyệt. Cái đáng nói đến nhất là Từ Thanh Vân thời gian này lưu tại Thần Đao Môn, Tịnh không tưởng hắn cùng mọi người tham gia đi tìm kiếm khi mà hắn không có một đại giao tình nào với Hoàng Hy Bình. Thêm vào đó, đám người tứ cầu nghĩ dù có hắn hay không có hắn cả hai không có sự khác biệt, mà cũng không ép buộc hắn trao tặng mối nhân tình này. Ngay sau đó, nhóm người bao gồm 7 người này, 6 nam một nữ, mang theo kỳ vọng của mọi người lại một lần nữa tiến về phía trước tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm người. Họ đã đi được 2 ngày, Đỗ Thanh Phong phu phụ đưa người Bích Lục Kiếm Trang quay trở về Sơn Trang, tiếp đấy Lãnh Tinh Oánh cùng với người của mình trở lại Hồ Điệp Môn, Từ Phiêu Nhiên cũng mang theo 2 nữ nhân và môn đồ ly khai Thần Đao Môn. Từ Thanh Vân Nhân vì thê tử muốn lưu lại Thần Đao Môn chiếu cố tỷ tỷ Độc Cô Kỳ, hắn cũng lưu lại đây, thuận tiện giúp đỡ sắp xếp Thần Đao Môn một chút. Vào ngày thứ 7 tính từ lúc đám người Lôi Long rời đi, có một nhóm người đến Thần Đao Môn toàn là những kẻ không mời mà tới, nhân số rất đông, tổng cộng có đến 500-600 người, trực tiếp xông vào Thần Đao Môn, hai bên giao chiến, tử thương rất nhiều. Phụ tử Triệu Kiệt Anh cùng đám người Từ Thanh Vân nhận được tin liền dẫn mọi người lao ra, Đỗ Tư Tư vừa trông thấy liền dẫn đầu đoàn người, toàn thân kịch chiến, thối lui vài bước, khuôn mặt trắng bạch không còn huyết sắc. Triệu Kiệt Anh la lớn, ngươi là ai? Tại sao lại dẫn người xâm phạm Thần Đao Môn ta? Kẻ cầm đầu có thanh âm bán nam bán nữ, ta là Thi Trúc Xanh Địa Ngục Môn, chuyến viếng thăm đặc biệt này đến để bái phỏng Triệu Môn Chủ. Triệu Kiệt Anh không thể tưởng tượng người ăn mặc diêm dúa đầy yêu khí đang đứng trước mặt này, không ngờ lại là một trong võ lâm thất công tử Thi Trúc Xanh, nói chúng ta với Quý Môn vô oan vô cừu, công tử gây ra thế này, không phải là đi quá xa sao? Thi Trúc Xanh Môn Chủ, thuyết có nói, vô sự bất đăng tam bảo điện, ta đương nhiên có mục đích mới đến. Tư Tư, dạo này có khỏe không? Đỗ Tư Tư nhìn nam nhân tuấn mỹ này đã từng khiến trái tim nàng thổn thức một khoảng thời gian, chỉ thấy hắn đã không còn bất cứ một điểm nào của nam nhân, biến thành giống như nữ nhân rất kỳ dị quái gở, ngay cả cử động cũng giống nữ nhân, sao mà có thể thay đổi thành hình dạng thế này? Chẳng lẽ mắt nàng đã đui? Nhìn vào dáng vẻ hiện giờ của hắn, Đỗ Tư Tư có cảm giác kinh tởm, lạnh lùng tại sao? Thi Trúc Xanh cười nói, rất kỳ quái phải không? Kỳ thật ta nên đa tạ Hoàng Hy Bình, nếu không có hắn hãm hại ta vô pháp luyện thành một trong 2 võ học chí cao của bổn môn Địa Tàng Chi Khí, khi tối hậu ta cũng không phải hạ quyết tâm tự cung tu luyện chí cao võ học khác của bổn môn Tuyệt Tình Luân Hồi Đao và hôm nay đã có thành tựu như ý muốn. Nhưng cũng bởi thế ta tuyệt hậu, điều đó khiến ta bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhi của chúng ta. Trước đây, ta đã ra lệnh cho Nhị Kiệt đi kiếm nàng ở đâu để thu hồi nữ nhi, nhưng lại bị Hoàng Hy Bình phá hoại. Lúc đó ta còn đang trong lúc bế quan, vì thế vô pháp tự thân xuất thủ. Ngày hôm nay, ngoài việc muốn hạ uy phong một trong tứ đại võ lâm thế gia, thêm vào đó ta còn muốn thu hồi nữ nhi. Đỗ Tư Tư hét lớn, ta không đáp ứng, ta tuyệt không thể giao nữ nhi cho ngươi. Ngươi tâm bệnh cuồng nhân, Tuyết Nhi theo ngươi, có thể bị hại cả đời. Thi Trúc Xanh cười yêu kiều, cái đó nằm ngoài sự kiểm soát của nàng, nữ nhi là của ta phải quyết định. Triệu Kiệt Anh, Thi công tử, người muốn người, phải hỏi qua chúng ta có cho không? Thi Trúc Xanh, ta muốn nữ nhi của ta, không phải chuyện của lão, đừng can sự. Lão già, đi sang một bên. Triệu Tử Hào thét chửi, yêu nhân ngươi, dám tại Thần Đao Môn lộng hành lỗ máng. Thi Trúc Xanh thần sắc âm u, có vẻ bọn ngươi không chuẩn bị giao người. Tốt, nếu đã vậy cho bọn ngươi chứng kiến sự thật chân chính, Nhị Kiệt, Ngũ Hành Quỷ, dẫn người đánh. Nhân mã hai bên không một lời giải thích lao lên khai chiến tại phía trước Thần Đao Môn, tiếng thét sát, tiếng kêu la thống hận vang lên kéo dài trong tai, đao quang kiếm ảnh, huyết tinh trùng thiên, đoạn thủ đoạn cước, tử thương vô số. Triệu Kiệt Anh bị Ngũ Hành Quỷ quấy rối, cùng 5 người chiến đấu tương đương.
lãnh như băng và Đỗ Tư Tư tìm đánh địa ngục nhị kiệt. Lôi Phượng dẫn chúng nữ giết môn đồ địa ngục môn thành từng mảnh, cuồng phong bạo vũ, kiếm chém mọi nơi, huyết lưu thành hồ. Triệu Tử Hòa cùng Từ Thanh Vân ngay từ lúc đầu đã tự tìm đến khai chiến với Thi Trúc Xanh, nhưng hai người liên thủ cũng vẫn biết sớm không phải là địch thủ, chỉ thấy Thi Trúc Xanh huy động kiếm khí âm xâm, hơn nữa còn rất nhanh và mạnh, vô cùng hiểm độc dữ dội, tất cả mỗi một kiếm xuất ra đều có một lực lượng thần bí như thể đến từ địa ngục, có thể khiến đối phủ sản sinh ảo giác khiếp đảm, giống như có rất nhiều quỷ hồn khủng khiếp đến trước mặt, từ từ khiến cho hai người tâm kinh đảm chiến, không phát huy xuất ra được năm thành công lực như bình thường. Cả hai người thời khắc này cảm thấy lực bất tòng tâm, trên thân có vài nơi xuất hiện màu sắc. Triệu Kiệt Anh và đám người Lôi Phượng nhìn thấy hai người họ lâm hiểm cảnh, nhưng bản thân mình cũng đang trong tình trạng chịu đựng, vô pháp thoát thân qua đó trợ giúp họ, chỉ có thể vô vọng nhìn bọn họ không còn sức vô phương hoàn thủ bị Thi Trúc Xanh sát tử, tâm can trùng xuống lo lắng vô cùng. Từ Triệu hai người cùng với Thi Trúc Xanh đều là võ lâm thất công tử. Nhưng bọn họ không tưởng sức mạnh thật sự của Thi Trúc Xanh lại cao hơn họ nhiều đến thế này, bị kiếm của Thi Trúc Xanh bước đến nỗi chỉ có khả năng đón đỡ. Bọn họ lúc này thấy chấn kinh, ngoài ra còn cảm giác hôm nay không có sinh khí hy vọng sống sót trở về, lập tức sinh ra một trạng thái tâm lý anh hùng bất phục rất hào dũng, toàn tâm cùng nhau dự định dù chết cũng phải toàn lực chiến đấu. Ánh mắt hai người trao đổi nhanh giữa trận chiến, tâm lĩnh thần hội, cả hai biểu lộ ra một nét tiếu dong thảm liệt. Cùng lúc đó hét lên một tiếng lớn, đao thế và trường kình đồng thời nghênh đón trường kiếm của Thi Trúc Xanh, khi bị kiếm chiêu của Thi Trúc Xanh chặn đứng, hai người lùi lại nhanh như chớp. Triệu Tử Hào phi thân lùi lại đánh gục phía có nhiều người đang chiến đấu ở phía sau, lùi ra ngoài khoảng 4 trượng, đột nhiên đứng sững lại như núi, đại đao cử quá đầu, khí thế cấp bách tăng tới mức tối cao. Từ Thanh Vân thi triển thiên phong phiêu vạn lý thân pháp ngưng lại trên không phía sau Triệu Tử Hào. Bên trong thân thể thiên chánh cương khí vận tới cực điểm, toàn thân ngân mang bạo xạ, chân khí tụ lại chờ bộc phát. Thi Trúc Xanh hàn mang kiếm bạo phát, như thể vạn đạo oan hồn từ địa ngục cùng với sát khí hướng hai người phóng tới. Từ Triệu hai người xuất thanh hét lớn, cùng lúc phát động công kích, Triệu Tử Hào với bản cổ liệt thiên đao kình từ phía trước ngực trực xạ Thi Trúc Xanh. Ngay lúc Thi Trúc Xanh cử kiếm để đón đỡ, liền cảm thấy từ trên đỉnh đầu có trưởng kình hùng hậu như áp lực núi đè xuống. Từ Thanh Vân với Toái Vân trưởng đã phóng tới thiên linh cái của gã, nếu như bị hắn kích trúng, không những mây trên trời vỡ nát mà còn cả cái đầu trên cổ của Thi Trúc Xanh gã. Thi Trúc Xanh không suy nghĩ nhiều, lùi lại 3 bước, phiêu thân chuyển sang hướng phải, trạng thái tốc độ nhanh không thể tin được, tuy có thể tránh né được một đao quân lâm thiên hạ của Triệu Tử Hào, nhưng lại không thoát được Từ Thanh Vân dụng thiên phong vạn lý thân pháp theo sát như hình bóng cùng với trưởng pháp khiến mọi vật rắn chắc đều bị phá hủy Toái Vân trưởng. Phải cử kiếm nghênh tiếp. Kiếm Thi Trúc Xanh xuất ra vạn quỷ hiện, khiến cho thế công của Từ Thanh Vân lộ ra sơ hở, trường kiếm của Thi Trúc Xanh từ phía trước ngực của hắn mang theo hàn khí âm xâm đâm xuyên tới ngực, nhưng dư kình Toái Vân trưởng của Từ Thanh Vân ở phía trước vẫn không triệt thoái, kích trúng vai trái Thi Trúc Xanh. Thi Trúc Xanh trúng trưởng lùi lại, theo đó rút kiếm ra khỏi ngực Từ Thanh Vân, máu từ ngực họ từ tuôn ra không ngừng, ngã đổ trên đất, khoảnh khắc đã đoạn khí. Triệu Tử Hào nhân lúc Thi Trúc Xanh lùi lại, đại đao chém xiên nửa thân về phía bên trái. Thi Trúc Xanh ngoan cường chịu đựng đau đớn dùng vai trái trụ lại cùng với toàn thân huyết khí tăng lên, trong nháy mắt chuyển thân đối diện Triệu Tử Hào, kiếm trong tay huy suốt 13 nhát kiếm chém lên đao phong của Triệu Tử Hào, hữu cước cùng lúc phóng vào eo trái Triệu Tử Hào, một cước cường mãnh khiến chân khí hộ thân của Triệu Tử Hào xung động lẫn nhau, phát ra thanh âm lớn. Triệu Tử Hào chịu một cước xuất ra ngoài ý liệu đó của Thi Trúc Xanh, đau tận tâm phế, chân khí ngưng trệ, đại đao trong tay bị Thi Trúc Xanh huy xuất kiếm khí chấn bay tuột khỏi tay. Trong lúc đại kinh, hắn không thể nghĩ nhiều, thân ngã xuống đất lập tức lùi lại, vừa lúc may mắn tránh được một kiếm âm lạt của Thi Trúc Xanh đang đâm tới ngực. Thi Trúc Xanh lao sát đến truy kích, huy kiếm về phía Triệu Tử Hào từ trên bổ xuống một kiếm, tuy nhiên đã bị Đỗ Tư Tư nghe thấy hét lên Thi Trúc Xanh, ngừng tay. Trong khi nói, Đỗ Tư Tư phi thân tới, chặn kiếm phong của Thi Trúc Xanh đang hướng tới Triệu Tử Hào, Thi Trúc Xanh vì thế thu hồi lại. Đỗ Tư Tư nói lớn kêu bọn họ ngừng tay, ta giao Tuyết Nhi cho ngươi mang đi. Lúc này, địa ngục nhị kiệt tuy đã bị lãnh như băng bước lui liên tiếp, nhưng toàn bộ chúng môn đồ thần đao môn còn lại không thể giết xông ra khỏi vòng vây chặt của địa ngục môn, ngũ hành quỷ bị Triệu Kiệt Anh giết mất 2, bản thân Triệu Kiệt Anh cũng đã bị vài vết thương, trông như tiếp tục chiến đấu được. Cuối cùng chịu thua vẫn là thần đao môn.
Thi Trúc Xanh nghe Đỗ Tư Tư nói vậy, cũng thấy đã đủ vừa ý, bởi vì lần này hắn đến đây mục đích chủ yếu cuối cùng đã đạt được, vẫy tay ra hiệu cho môn đồ, nói lớn toàn bộ đình thủ. Bọn họ đã bị chúng ta đánh cho khiếp sợ. Nhân mã hai bên dần dần đình chỉ tàn sát, trên mặt đất nhân số tử thương không ít hơn 200. Đỗ Tư Tư khóc nói nếu đã biết sớm mọi chuyện thế này, ta chỉ việc đưa Tuyết Nhi cho hắn, ta in lỗi mọi người. Kỳ kỳ, đi vào trong ôm Tuyết Nhi ra đây, nhớ dùng miếng vải che lên mắt của nó, tỷ không muốn nó nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này. Thanh Vân, huynh hãy tỉnh lại đi. Độc Cô Thi phủ phục trên thân thể từ Thanh Vân đau đớn khóc lớn, đột nhiên khởi thân cầm kiếm hướng về Thi Trúc Xanh lao tới. Lôi Phượng và Độc Cô Cầm liền giữ nàng lại, nói Thi Thi, muội đừng qua, thực lực chúng ta so với bọn họ cách nhau quá xa, muội qua chẳng những không báo được thù còn có thể mất mạng, muội trước tiên phải nhẫn nhịn, sau này tìm cơ hội báo thù lại. Độc Cô Thi bi thống công tâm, vô pháp chịu đựng, ngã vào lòng Độc Cô Cầm. Đỗ Tư Tư Thi Trúc Xanh, ngươi theo ta qua một bên, ta có vài câu muốn nói riêng với ngươi. Thi Trúc Xanh nhìn nữ nhân này người đã sinh ra một nữ nhi cho hắn, khẽ gật đầu, theo nàng ly khai mọi người. Khi đã đi được tương đối xa, Đỗ Tư Tư quay đầu lại đối diện Thi Trúc Xanh, ngươi có thể mang Tuyết Nhi đi, nhưng không thể nói với nó, ngươi là phụ thân của nó. Thi Trúc Xanh lãnh đạm cười hỏi nó là nữ nhi của ta, sao ta không thể nói vậy? Đỗ Tư Tư chính vì nó là nữ nhi của ngươi, ngươi không thể nói thế. Lẽ nào ngươi cho nó biết phụ thân nó là kẻ yêu quái bán nam bán nữ? Ngươi có muốn nó biết phụ thân nó là ma quỷ độc ác không thể dung thứ? Trong tâm của nó phụ thân nó chắc chắn không có hình dạng giống ngươi như thế này. Nếu ngươi còn chút nhân tính, ngươi hãy chỉ trong tưởng tượng của Tuyết Nhi chung quy là nữ nhi của ngươi. Ta nói điều này, tự bản thân ngươi cân nhắc. Thi Trúc Xanh trầm mặc một lúc nói nàng nghĩ tất cả mỗi cá nhân địa ngục môn cùng một dạng như ta sao? Phải, ta vì một tưởng tranh bá võ lâm, không ngại bất cứ giá nào, nhưng Tuyết Nhi là dòng giống duy nhất của ta, ta có thể chiếu cố tốt cho nó nhất định sẽ trở thành hảo nữ hài giống như A Di thuần khiết mỹ lệ của nó, nàng có thể tuyệt đối yên tâm giao nó cho ta, còn về chuyện ta khiến nó chấp nhận ta hay không, đây là chuyện của ta, nàng bất tất đa tâm. Hai người quay trở về hai phía nhân mã đứng đối diện với nhau, Tuyết Nhi đã được Độc Cô Kỳ ôm trong lòng bước ra. Đỗ Tư Tư bước tới ôm lấy Tuyết Nhi, nước mắt tuôn rơi hôn xuống chiếc má nhỏ của cô bé, nói Tuyết Nhi, mẹ phải cùng với Tuyết Nhi phân khai một khoảng thời gian. Tuyết Nhi la lớn tại sao lại như vậy, con không muốn cùng với mẹ phân khai, con muốn ở cùng với mẹ. Mẹ, con muốn được cởi bỏ miếng vải đen trên mắt, Tuyết Nhi hiện giờ hoàn toàn không nhìn thấy gì. Đỗ Tư Tư giao Tuyết Nhi cho Thi Trúc Xanh, đột nhiên che mặt chạy nhanh về Thần Đao Môn. Tuyết Nhi ông là ai? Mẹ! Thi Trúc Xanh nhìn tiểu nữ hài khả ái này, không ngờ đây là nữ nhi của hắn. Trong tâm của hắn không biết tư vị yêu thương là gì, không tưởng tuy Thi Trúc Xanh hắn cả đời ác độc nhưng lại có một nữ nhi khả ái đến như vậy, trời cao đối với hắn thật không bạc. Thi Trúc Xanh có vài phần kích động Tuyết Nhi, cha đưa con về nhà. Tuyết Nhi nghe thấy thanh âm của hắn rất kỳ lạ, ở trong lòng hắn vùng vẫy ta không muốn theo ngươi về nhà, ta không biết ngươi, ta muốn mẹ, ngươi hãy thả ta ra, đồ xấu xa. Mọi người nhìn người địa ngục môn từ từ đi xa, tất cả cảm thấy mệt mỏi vô bỉ cũng như bi thương trầm trọng. Trận chiến này, Thần Đao Môn tử thương hơn 80 người, ngoại trừ số ít vài người ở ngoài, gần như tất cả mỗi cá nhân hoặc nhiều hoặc ít đều thụ thương, Triệu Môn Tam Đao cũng mất mạng trong trận chiến này. Tổn thất cực lớn. 7 ngày sau, Tam gia còn lại trong tứ đại võ lâm thế gia, tất cả dẫn theo nhân mã tới Thần Đao Môn, thương lượng chư sự. Người của Thiên Phong Bảo Nhân vì Từ Thanh Vân chiến tử, tất cả từng người đều phẫn nộ, chỉ muốn lập tức đến địa ngục môn báo cừu tuyết hận, nhưng Tam gia còn lại kiên quyết phản đối vì cứ thế này đi tới địa ngục môn chẳng khác gì đi vào chỗ chết. Địa ngục môn vẫn còn một Thi Viễn lệnh và lại địa ngục có vô số môn đồ, dễ thủ khó công. Chúng ta hiện tại chỉ có Tam đại trưởng môn cùng Triệu Tử Hào, Lôi Phượng, Lãnh Như Băng và vài người khác nữa có thể chiến đấu, thực lực không thể chắc chắn chiến thắng, muốn được báo thù, phải chờ sau này Lôi Long bọn họ quay về, liên hợp lại với người của Viễn Dương Tiêu Cục, mới có khả năng tiêu trừ địa ngục môn. Từ Phiêu Nhiên tuy bi phẫn khó chịu đựng được, sau một lúc đã hơi điềm tĩnh lại, cũng minh bạch mọi chuyện đều phải qua đi, lúc này điều có thể làm là trước tiên chuẩn bị hậu táng nhi tử. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Ngày mà những nhân vật đầu não quay về,
cũng là lúc báo thù. Bảy người lôi long dùng thời gian 5 ngày, đi qua sa mạc, đến một mảnh thảo nguyên. Mọi người cảm thấy hưng phấn không thể tả cùng với giải thoát. Bởi vì 5 ngày trong sa mạc, tuy có Triệu Tử Huy chỉ dẫn thêm vào có chuẩn bị sung túc nhưng quả thật cũng phải chịu đựng sự ác liệt của sa mạc. 6 nam nhân có lẽ còn khá hơn một chút, chứ Đỗ Manh Manh thực sự khó có thể chịu đựng, thường là có vài hối hận khi đi theo. 7 con ngựa sau 3 ngày cưỡi, đã tráng liệt hy sinh. Đỗ Manh Manh thật sự không thể đi nổi, khiến 6 nam nhân phải dìu nàng, thậm chí ôm nàng đi tiếp. Trong tình huống thế này, 6 nam nhân cũng không có tâm tình liệp diễm, dù ôm thân thể kiều mỹ của Đỗ Manh Manh, cũng không hưởng thụ chút nào, ngược lại lúc này giống như làm việc khổ lực. Tuy nhiên Tứ Cẩu cùng Hoa Tiểu Ba nhiều hay ít cũng lén lút chiếm vài tiện nghi với Đỗ Manh Manh, khi dùng tay giúp nàng hay lúc ôm nàng, không tránh khỏi họ muốn dùng ma chảo đó thừa lúc không chú ý sờ nhẹ một chút trên thân thể Đỗ Manh Manh. Đỗ Manh Manh cũng không ngại tiểu động tác của hai người, chỉ là vào lúc đó chừng ánh mắt mỹ lệ về phía bọn họ mà phẫn nộ. Tuy những người khác biết rõ về hành động và biểu hiện của hai người, tuy nhiên không nói gì, biểu hiện của Hoàng Đại Hải cũng rất cao thượng. Dẫu sao Đỗ Manh Manh cũng không có một biểu hiện thẳng thắn cự tuyệt, nên bọn họ không chú ý những cử động tiểu tiết này. Trong sa mạc, bọn họ chỉ dựng một cái lều, 7 người ngủ cùng trong đó. Thường ngày ôm Đỗ Manh Manh ngủ đương nhiên là Hoàng Đại Hải, song lúc tỉnh dậy lại phát hiện Đỗ Manh Manh ôm nam nhân khác cùng chỗ đó, thậm chí có một lần có hoàn cảnh nàng ngủ vắt ngang trên 3 thân thể nam nhân. Cứ như vậy, bọn họ thiên tân vạn khổ mơ mơ hồ hồ rốt cuộc đã đi ra khỏi sa mạc. Đến mảnh đất xanh tươi này. Triệu Tử Huy nhìn địa hình một thoáng rồi nói nơi chúng ta hiện tại đang đứng là thảo nguyên thuộc về dã mã tộc, chúng ta phải cẩn thận hành sự. Hoa Tiểu Ba uy cam, sao vậy? Người ở đây không thân thiện ư? Triệu Tử Huy đáp thân thiện quá mức, ta đã từng cùng với Triệu Môn Tam Đao đi qua mảnh thảo nguyên này, lúc đó ta tới Bạch Dương tộc. Hắc, đó là nơi tốt, đệ nhất định thích thú. Từ miệng của Bạch Hoạt trong Bạch Dương tộc ta biết được. Nam nhân dã mã tộc trông thấy nam nhân ngoại lai thì sẽ cướp đoạt ngay. Đỗ Manh Manh tò mò hỏi họ chiếm đoạt lấy nam nhân để làm gì. Triệu Tử Huy như muốn hồi đáp, đột nhiên lại dừng lại, tựa hồ khó nói ra. Tứ Cẩu nói đi, không nghe thấy mỹ nữ của chúng ta hỏi ngươi sao. Triệu Tử Huy nhìn Đỗ Manh Manh, ho lên trả lời họ cướp lấy nam nhân để cùng với nữ nhân của bọn họ lên giường. Đỗ Manh Manh ửng hồng sao có thể có chuyện đó chứ. Hoa Tiểu Ba vỗ tay điều này thực sự quá tốt. Đỗ Manh Manh châm chọc có cái gì tốt, ngươi không có cùng nữ nhân lên giường sao, đêm nay không cho phép tới gần ta, đồ xấu xa. Lôi Long lo lắng nói xem ra ta không thể vì Bích Nhu bảo trì trinh khiết. Ai, thiên vạn không muốn gặp phải sự tốt lành đó, Bích Nhu mà biết sẽ cương quyết không để ý đến ta. Đỗ Manh Manh chỉ Tứ Cẩu, Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh và Triệu Tử Huy nói các ngươi xem. Công tử Lôi Long của chúng ta si tình chuyên nhất, đâu có như các ngươi thấy ai là yêu, ngay cả ta cũng dám đụng chạm, không thèm lý tới các ngươi nữa. 4 người kêu to oan uổng, tất cả nói bản thân nàng khi ngủ ngẫu nhiên lăn qua đè bọn họ còn chưa tính, thậm chí còn duỗi tay vào thân thể bọn họ chọc ngoáy, khiến bọn họ tựa hồ dục hỏa phần thân, may mắn bọn họ giữ vững bản thân điềm tĩnh chịu đựng, phát dương quân tử chi đạo, nếu không sự trinh khiết của nàng đã sớm không được bảo toàn. Cuối cùng Tứ Cẩu nói thêm đây gọi là màu sắc chân thực của nữ nhân. Đỗ Manh Manh nhớ lại từ khoảng thời gian gần đây, ngủ chung một lều với họ, đích xác có ngủ qua cùng tất cả bọn họ, hơn nữa thậm chí thường xuyên cho tay vào bên trong quần dài ngắn của họ, tự nhiên, nhiều lần cũng bị bọn họ cảm thấy rất rõ ràng. Nàng đỏ mặt xấu hổ tới tận tai tranh biện không phải như vậy, là các ngươi đám sắc lang này giữ lấy ta mà ôm qua. Sư huynh, huynh giúp Manh Manh với. Manh Manh rốt cuộc là người của huynh, huynh không thể để đám huynh đệ sắc lang của huynh tùy tiện khi phụ Manh Manh. Hoàng Đại Hải cười nói các ngươi đừng trêu chọc muội ấy nữa, cẩn thận muội ấy khi quay về tố cáo tình trạng các ngươi trước mặt các lão bà, đừng quên nữ nhân lúc mang thai không dễ đối phó nhất, họ khởi phát tính khí xấu và có các ngươi đón nhận. Độc Cô Minh chúng ta tìm nguồn nước, rửa sạch thân thể, săn vài thứ ăn lại một bữa no, ngủ một giấc ngon, tinh thần sung túc để đi tìm Hy Bình và Tiểu Nguyệt. Đỗ Manh Manh Độc Cô biểu ca vẫn quan tâm tới đại ca hay huynh chỉ biết chiếm tiện nghi của Manh Manh, hăm. Hoa Tiểu Ba cười huynh ấy đang quan tâm Tiểu Nguyệt. Độc Cô Minh nhớ lại một tối hôm đó đi tìm Tiểu Nguyệt, vừa đúng bị Hoa Tiểu Ba nhìn thấy hắn bị Tiểu Nguyệt cự tuyệt, khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng.
Đỗ Manh Manh tức giận so với ngươi còn tốt hơn nhiều. Tứ cẩu đi thôi, lâu rồi chưa được tắm, trên thân bốc mùi đến chết mất. Hắn hướng về phía Đỗ Manh Manh liếc một cái thật nhanh này, Manh Manh rõ ràng sạch nhất, ha ha. Đỗ Manh Manh nghe thấy, lập tức chửi rủa chạy tới đuổi đánh, tứ cẩu giật mình chạy ra xa một lúc, mọi người thấy thế cười to. Tiếng nước ẩn ẩn ước ước. Đỗ Manh Manh nhớ lại trên dòng sông đã trút bỏ quần áo giống như một mỹ nhân ngư bơi lội sung sướng, cảm giác thiên đường. Ngay khi nàng nhìn thấy dải sông này, không cần quan tâm tới nhiều người, lập tức trút bỏ hoàn toàn y phục lao mình xuống nước sông mát lạnh, đồng thời nghiêm lệnh 6 nam nhân chỉ được phép nhìn, cấm đi xuống. Độc Cô Minh và Lôi Long vừa đi săn, Hoa Tiểu Ba cũng bị sai đi kiếm củi khô, trên bờ sông chỉ còn 3 người cặp mắt không di chuyển chăm chú nhìn mỹ nữ khỏa thân giữa dòng sông. Lúc này, Đỗ Manh Manh lưng quay thẳng về phía bọn họ dùng tay chà sát vùng ngực của nàng, hai người nhìn thấy đường nét thân hình sau lưng mịn màng mảnh khảnh bừng sáng cùng với bờ mông mềm mại trắng hồng hoàn hảo. Tứ cẩu đại hải, nếu không phải chúng ta rõ cặn kẽ về ngươi, chúng ta thực sự tin ngươi vô năng. Nằm cùng với mỹ nữ như thế này, không ngờ ngươi vẫn bất động với nàng, quả thực không biết ngươi nghĩ thế nào. Hoàng đại hải cười nhạo ngươi đám sắc lang này. Đoạn thời gian gần đây chiếm nhiều tiện nghĩ nữ nhân của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính toán tổng số. Giờ đây không ngờ lại dám tại trước mặt ta nói những lời bừa bãi. Hãy nhìn đi, đừng có suy nghĩ ngu ngốc lung tung chó chết. Tứ cẩu lúng túng xấu hổ sao có thể chứ? Thậm chí nếu ta thực sự nghĩ vậy, ta quả thật cũng không thể làm được. Hay, ngày nào ngươi quay trở về cũng chiếm lại vài tiện nghĩ nữ nhân của ta không được sao? Ngươi biết Thanh Thanh của ta so với Manh Manh của ngươi mạnh không khác biệt gì. Triệu Tử Uy tứ cẩu, ngươi phản bội muội muội ta. Tứ cẩu vội giải thích không có, không có. Tứ cẩu ta nghĩ về điều tốt, không sợ mang ra cho mọi người hân thưởng, nhưng tất cả cũng chỉ là hân thưởng, không được giữ lấy nữ nhân của ta mà thực sự giật lấy để chiếm hữu. Các ngươi có hiểu không? Triệu Tử Uy và Hoàng Đại Hải cười lớn tiếng. Hoàng Đại Hải ngươi hãy quên đi. Ta không làm việc buồn chán đó, ngươi tự mình mà hân thưởng. Lúc này, Lôi Long và Độc Cô Minh vác hai con cừu trên vai quay trở lại, Hoa Tiểu Ba cũng mang hai bó củi lớn về, giết cừu, châm lửa, chuẩn bị quay cừu. Đỗ Manh Manh toàn thân thượng hạ tẩy rửa đến trắng hồng mềm mại, thậm chí so với con cừu quay còn dụ nhân hơn. Nàng hướng mặt đối diện 6 nam nhân, rất tự nhiên từ dòng sông đi lên tới, lau khô những giọt nước trên thân, thay y phục mới. Sau đó hướng về phía 6 nam nhân nói chỉ được phép nhìn, cấm được nghĩ. Vẫn còn nhìn, không xuống sông sao. 6 nam nhân như lĩnh thánh chỉ, tất cả vứt quần áo khắp nơi trên đất, lao tới giữa sông vang lên tung tóe. Đỗ Manh Manh thay bọn họ quay cừu, một bên nướng cừu một bên nhìn 6 nam nhân giữa sông. 6 nam nhân này đều cao lớn anh tuấn, mỗi thân thể lõa lồ cũng có vẻ đẹp riêng. Tuy nhiên giờ đây nàng lại nghĩ tới một thân thể nam nhân khác đã từng được nhìn qua một lần, đó đơn giản là hoàn mỹ một cách tà dị, tất cả mỗi thốn cơ nhục khiến người ta cảm thấy lực lượng kinh nhân, phát đi mệnh lệnh tạo ra dã tính cuồng đầy mị lực, có lẽ thân thể đó không thuộc về nàng Đỗ Manh Manh, nhưng nàng mãi mãi hoài niệm hắn. Đại ca, Manh Manh kỳ thật rất yêu huynh, huynh biết không? Đỗ Manh Manh đang suy tư loạn tưởng, nghe thấy tứ cẩu gọi Manh Manh, không biết nhìn gì mà tới mức mê mẩn thế. Hoa Tiểu Ba Manh Manh, nếu tối nay muội cùng Đại Hải động phòng, chúng ta làm những người xem đặc biệt cho hai người, thế có được không? Hoàng Đại Hải tóm lấy đầu Hoa Tiểu Ba dìm xuống nước. Tứ cẩu cười nói chắc chắn không muốn chúng ta nhìn thấy thụ tội sống động, đợi khi ta mang 4 nữ nhân của ta đi cùng, người động phòng lại cho ta xem, ta vừa xem vừa làm theo, ha ha. Hoàng Đại Hải thả Hoa Tiểu Ba sau khi hắn đã uống vài ngụm nước sông. Rồi lại giữ lấy cẩu đầu của tứ cẩu nhẫn xuống nước. Hoa Tiểu Ba uy ca, thượng du của dòng sông này khô ráo sạch sẽ không? Triệu Tử Uy cười trả lời dòng sông này nối tiếp Bạch Dương tộc và Dã Mã tộc, thượng du là Bạch Dương tộc, tại nơi đó hàng ngày nữ nhân thường cọ rửa mông, không những sạch mà còn đẹp chết người. Hoa Tiểu Ba lập tức có tư thế ói mửa, la lớn Hoàng Đại Hải, không ngờ huynh lại cho đệ uống nước tắm của nữ nhân, đệ và huynh chưa kết thúc đâu. Hắn vội vàng lao tới muốn cùng Hoàng Đại Hải lý luận, tuy nhiên lại bị một cánh tay khác của Đại Hải nhấn xuống tận tới đáy nước, vẻ như Hoa Tiểu Ba hắn sẽ lại uống nhiều ngụm nước sông dùng để rửa mông của nữ nhân. Nhận lấy những gì hắn xứng đáng. Ban đầu mọi người chuẩn bị đi dọc trên sông,
vượt qua đó tới mảnh thảo nguyên bị chia ra làm hai nửa bởi đại sơn mạch, tới Bạch Dương tộc để quyết định lại hành trình sau này. Thế nhưng khi bọn họ ăn xong cừu quay, trời đã tối, bắt buộc dựng lều ngủ lại một đêm. Đỗ Manh Manh đi sang một bên ôm lấy Hoàng Đại Hải, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, đột nhiên mở mắt nói Hoa Tiểu Ba, đừng có dụng cái thứ của ngươi đâm vào phía sau ta. Hoa Tiểu Ba đang dựa sát vào thân thể Đỗ Manh Manh liền lùi ra xa một chút, lúng túng sao có được. Đỗ Manh Manh chuyển thân quay lại không có, nếu nó không ở đó sao mọi người mặc y phục, người từ sớm đã xấu xa lấy đi trinh tiết những người khác, không có. Nàng không chú ý kháng nghị của Hoa Tiểu Ba, dụng ngọc thủ tháo dây quần hắn, một tay xuất ra chảo giữ chặt lấy dâm căn đó của hắn, thét đây là thứ gì? Nó không phải cửa ngươi, vẫn nói không có, hăm. Hoa Tiểu Ba cẩu xin Manh Manh, bỏ ra đi, cái này trách đệ thế nào được, đệ cũng không nghĩ đến. Nhưng nó ngoan cố phô trương khả năng của nó, để có cách gì? Hoàng Đại Hải dựng người lên Hoa Tiểu Ba, để cẩn thận với thứ của đệ, đêm khuya nếu nó ra ngoài ăn lén, huynh sẽ chặt nó ngay. Hoa Tiểu Ba bảo chứng tuyệt đối không? Đỗ Manh Manh đột nhiên nói sư huynh cũng xấu xa như thế, nhiều người ở đây thế này, không ngờ huynh đối với Manh Manh ấp ủ say mê trong tưởng tượng, vẫn không lùi lại sát muội ư. Hoàng Đại Hải Manh Manh, sư huynh xấu như thế nào? Đỗ Manh Manh buông lỏng Hoa Tiểu Ba, lăn người tới áp sát Hoàng Đại Hải, tiếp theo chuẩn bị đối phó hắn giống như đối phó với Hoa Tiểu Ba, đây là minh chứng. Hoàng Đại Hải ngăn lại cử động tai hại của nàng nói muội nhìn họ. Đỗ Manh Manh nhìn một lượt, phía dưới quần mỗi người tất cả căng lên đánh trống, tức giận một đám sắc lang. Mọi người thấy lại bị oan uổng, Độc Cô Minh ngẩng đầu lên phản đối Manh Manh, kỳ thật chúng ta đã rất tránh nhân quân tử, nhiều tối ngủ cùng nhau như thế này. Nhưng vẫn để muội bảo tồn đồng trinh, nói đi, có khi để người thiên hạ cười chúng ta đám nam nhân này vô năng, muội hãy cho chúng ta duy trì một chút quyền lợi. Hơn nữa, cái vật này căn bản không nhận sự khống chế ý chí của chúng ta, tự bản thân nó có quyền phát ngôn. Năm nam nhân còn lại thật sự đối với cao luận của Độc Cô Minh bội phục đến phục sát đất, người này nói những giải thích chó chết đó thực là tuyệt vời. Hoa Tiểu Ba a hát, Manh Manh, chúng ta đều có phong độ nam nhân. Trừ phi dùng dâm dược, nếu không dù đánh đến chết tất cả cũng có thể chịu đựng được. Triệu Tử Huy Tiểu Ba, tới Bạch Dương tộc, đệ không cần phải chịu đựng nữa. Tứ Cấu vui mừng ngạc nhiên thật chứ. Triệu Tử Huy đương nhiên là thật, nữ nhân Bạch Dương tộc, bất cứ lúc nào họ được sự đồng ý của trưởng phu, ngay lập tức có thể cùng bất cứ nam nhân nào làm tình. Lần trước khi ta đi tới đó, ngoại trừ Triệu Môn Tam Đao, cũng mang theo Dạ Lai Hương và Dã Mân Côi. Chúng ta nhận được Bạch Hoạt phụ tử chiêu đãi nhiệt tình. Sau bữa tiệc lớn buổi tối, Bạch Hoạt phụ tử chạy tới cùng Dạ Lai Hương, Dã Mân Côi hai người hoan hảo, ta cùng Triệu Môn Tam Đao và đám thể tử của họ chơi đùa xung quanh, hắc, con mẹ nó, thật sự sáng khoải hết sức. Tứ Cẩu vuốt đầu không lấy làm lạ Triệu Môn Tam Đao cãi nhau muốn đi theo, nguyên lai có hảo sự này. Hoa Tiểu Ba uy cam, huynh đã cùng bao nhiêu nữ nhân làm chuyện đó. Triệu Tử Huy khoảng 5-6. Hoa Tiểu Ba tò mò tất cả từng người đạt được cao trào chứ. Triệu Tử Huy tự hào đương nhiên, họ đối với ta không chịu chia tay, khiến ta khoảng thời gian tới sẽ quay lại tìm bọn họ. Tứ Cẩu biết sớm thì đã không lãng phí thời gian trên sông, nếu đi nhanh tới Bạch Dương tộc, tối nay không phải có thể ôm nữ nhân trong lòng mà phiên vân phúc vũ sao. Triệu Tử Huy ta đối với họ không quá nhiều cảm giác hứng thú, ta thấy muốn ôm Mộng Hương lên giường nhất. Sau đấy là Thủy Khiết Thu. Độc Cô Minh cười hỏi ngươi đối với muội muội ta không làm gì sai quấy chứ? Triệu Tử Huy cười nói với muội muội ngươi, ta chỉ là giận dữ phẫn nộ. Quấn chặt ta suốt cả ngày, làm ta không có nhiều không gian biểu hiện với Mộng Hương, giờ đây cuối cùng gây ra cái bụng đầy lên, để coi sau này khi nàng ta thực sự mang thai quấn lấy ta như thế nào. Tứ Cẩu đồng cảm ngươi cảm thấy cật lực. Ta hàng tối phải đối phó bốn người mệt đến nỗi ta thở hổn hển không ra hơi, đặc biệt là muội muội của ngươi, bám lấy ta mà giày vò đến chết. Triệu Tử Huy sao lúc đầu ngươi lại muốn theo đuổi nó? Tứ Cẩu ta không hối hận sao? Ban đầu biết sớm, ta chỉ việc nhường nàng ta cho Hy Bình, đâu để nàng ta hành hạ tới chết. Triệu Tử Huy kinh ngạc muội muội ta cũng thích tên xấu xa đó. Tứ Cẩu Hy Bình dường như có ý muốn nàng, chỉ là không muốn làm Tứ Cẩu ta đau khổ. Triệu Tử Huy, sự lựa chọn của muội muội ta là chính xác, ngươi chỉ có ba nữ nhân, tên hỗn đản đó ít nhất vài mươi nữ nhân, cưới hắn,
muội muội ta có khi phải sống như quá phụ. Hoa tiểu ba uy ca, huynh đại khá chưa có biết bản lĩnh chân chính tỷ phu của đệ. Huynh ấy hàng đêm cùng vài mươi nữ nhân quần thảo tới bình minh, tất cả từng người một bị huynh ấy làm đến mức mê man cho tới hôm sau, nếu huynh tìm được người nghe huynh ấy hát, huynh ấy nhất định hát từ sáng sớm tới tối, rồi đến tối huynh ấy vẫn có thể đối phó đám nữ nhân của mình hai ba lần. Hắc, vì thế huynh muốn theo đuổi Mộng Hương thì phải nhanh một chút, tranh thủ lúc huynh ấy đổi với Mộng Hương chưa có hứng thú, còn trong trường hợp huynh ấy yêu thích Mộng Hương, huynh chỉ có thể đứng nhìn trong tuyệt vọng. Triệu Tử Uy không tin nói không thể chứ. Có thể, gần như có tất cả thanh âm hồi đáp gã, bao gồm cả Đỗ Manh Manh cũng không ngoại lệ. Triệu Tử Uy chán nản, nếu thực sự như vậy, ta theo đuổi hai bảo bối muội muội của Từ Thanh Vân vậy. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba kinh ngạc, ngươi muốn cùng với chúng ta tranh giật. Triệu Tử Uy cười nói, công bình cạnh tranh mà. Tứ Cẩu cũng tính cả ta vào. Ba người kháng nghị ngươi không được phép gia nhập. Tứ Cẩu kỳ lạ hỏi, tại sao? Triệu Tử Uy, ngươi đã có bốn nữ nhân, chúng ta chỉ có một, ngươi không có lấy một chút thông cảm sao? Mà vẫn muốn cùng chúng ta tranh giành. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba tán đồng chính thị. Đỗ Manh Manh tức giận, một đám dâm côn. Lôi Long phát ngôn, ngày mai đấu lại, đi ngủ, cho ta an tĩnh. Đêm thảo nguyên bao la. Một đoàn người ước chừng hơn 5-60 người đang di chuyển trên thảo nguyên. Đêm tối nên không thể nhìn rõ mặt mũi họ, nhưng có một điểm chắc chắn là người dẫn đầu là một nữ nhân. Bỗng nghe nữ nhân dẫn đầu hỏi nhỏ, Nguyên Đan, mấy tên nam tử Trung Nguyên có đẹp trai thật không? Nguyên Đan trả lời, thưa đúng vậy, bọn chúng khá đẹp, những nam nhân trong tộc ít có người nào đẹp như chúng. Nữ nhân đầu lãnh nói, người đã yết tính mẹ ta rồi đó, bà ấy không thích dùng những thứ không đẹp đâu. Nguyên Đan nói, tiểu thư, năm người tỉ muội của chúng ta đang tuần tra thì tình cờ thấy bọn chúng đang tắm. Cơ thể bọn chúng cũng cao lớn như nam nhân của tộc ta, còn dương căn của chúng thì lớn hơn, tộc trưởng chắc chắn sẽ rất thích. Nữ nhân đầu lãnh nói, nếu vậy thì chúng ta động thủ đi. Chờ bọn chúng ngủ say, chúng ta sẽ dùng mê hồn yên vụ để làm chúng mê man. Ngũ Đóa Kim Hoa, việc này giao cho các ngươi. Sau khi đánh mê bọn chúng thì thông báo cho chúng ta qua tiếp ứng, đi đi. Nam nữ nhân tuân lệnh phóng đi, thân pháp nhẹ nhàng nhanh chóng, giống như một làn gió thổi trong màn đêm thảo nguyên, không hề ảnh hưởng đến thảo nguyên thanh bình. Bảy người Lôi Long tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng lộng lẫy như trong cung điện, trong lòng cảm thấy kinh hãi. Nhìn lần nữa thì thấy trong phòng có rất nhiều nữ nhân, những nữ nhân này so với họ còn cao hơn một cái đầu, người nào cũng cực kỳ xinh đẹp, làm cho họ như cảm thấy mình đang mơ, thấy mình lạc bước đến Mỹ Nhân Quốc. Triệu Tử Oai tỉnh hồn lại trước nhất, biết mình đã trở thành con mồi của dã mã tộc, hắn muốn ngồi dậy thì phát giác toàn thân vô lực. Mọi người tuy đại nã lâm đầu nhưng không hề sợ hãi, cặp mắt không ngừng liếc qua liếc lại các nữ nhân đó. Trước đây họ chưa bao giờ thấy qua những nữ nhân cao lớn như vậy, ít nhất cao hơn họ một cái đầu, thậm chí có người còn cao hơn thế. Họ từ từ nhìn xuống ngực của các nữ nhân đó. Họ thầm kêu lên, trời ơi, bộ ngực lớn quá. Bọn họ miễn cưỡng cố gắng ngồi dậy. Lôi Long hướng về người phụ nữ ngồi giữa trong chướng hỏi, xin hỏi cô nương đây là đâu vậy? Không ai hồi đáp. Tứ Cẩu nói, các người câm rồi hả? Sao hỏi mà không trả lời? Vẫn không ai hồi đáp. Hoa Tiểu Ba nói, cô nương, vì sao các người bắt chúng ta đến đây? Bọn nữ nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, vẫn không ai trả lời. Độc Cô Minh nói, cô nương, các nàng không nói đã đẹp như thế, không biết khi nói thì đẹp đến cỡ nào nữa. Hãy cho chúng ta thấy vẻ úp một đẹp của các nàng khi nói đi. Một nữ nhân trong bọn bỗng nói, cuối cùng bọn ngươi cũng biết ha. Tình thoại cao thủ Độc Cô Minh cuối cũng nhận được một câu nói. Tộc trường đến, một thanh âm thánh thoát từ bên ngoài vọng vào. Bên ngoài bước vào bốn nữ nhân, bọn họ ước cừng ngoài 30 tuổi, sắc đẹp của họ làm lóa mắt mọi người. Bốn nữ nhân đó đều cao lớn, người đứng đầu trong bốn người là Ngựa Ơi cao nhất, nhan sắc tuyệt đẹp, không hề thua kém Lãnh Tinh Oánh. Xem ra nàng ta là tộc trưởng dã mã tộc. Sáu nam nhân nhìn bốn nữ nhân tiến vào, mắt trố ra nhìn, lòng thầm nói, chỉ sợ bọn mình chỉ đứng tới ngực họ thôi. Bọn nữ nhân này ăn gì mà cao dữ vậy nhỉ, trong thiên hạ không ngờ có những nữ nhân cao thế này, mà không phải một người, mẹ nó đúng là tà môn. Lôi Long nói, bà Hà tộc trường, bọn ta không có thủ oán gì sao đối đãi với bọn ta như vậy.
Nguyên Na cười nói, ngươi muốn ta đối đãi các ngươi như thế nào? Nói xong liền cúi xuống đưa tay nắm lấy Hạ Bộ Lôi Long, cứ ơi dâm nói của ngươi dài thật đó nha. Khi bà cúi xuống, bảy người đều thấy cặp nhũ phong dựng thẳng như núi, trắng như tuyết lộ ra, mắt mỗi người đều mở to không chớp, ngay cả Đỗ Manh Manh nhìn thấy cũng bất giác nuốt một ngụm nước bọt, hận ông trời không ban cho mình bộ ngực to bằng nửa bà. Nguyên Na nói, đẹp không? Mọi người hoàn toàn không ngờ bà nói năng thẳng thừng như vậy. Hoa Tiểu Ba si mê nói, đẹp chảy nước luôn. Lôi Long mặt đỏ lên nói, các người đánh thuốc mê chúng ta rồi đem đến đây, thật ra có ý đồ gì? Nguyên Na không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, ta có đẹp không? Lôi Long bị cô ta hỏi đến á khẩu. Tứ Cẩu nói lớn, còn phải hỏi, nếu các người không đẹp mê hồn như vậy, chúng ta đâu cần đối xử tốt với các người nãy giờ. Nguyên Na cười nói, người định đối xử không tốt với chúng ta như thế nào? Các ngươi hiện một chút sức lực cũng không có, làm sao đối xấu với chúng ta? Tứ Cẩu cáu tiết hỏi, không được là sao? Triệu Tử Oai nói, tộc trường, hãy nói vào chính để đi, các người muốn làm gì chúng ta? Nguyên Na liếc Triệu Tử Oai một cái nói, ta muốn 6 nam nhân các người ngủ với ta. Lôi Long biến sắc mặt la lớn, không được. Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba đồng thanh nói, hay lắm. Độc Cô Minh nói, tộc trường, hiện tại chúng ta toàn thân không có sức, làm sao phục thị người. Ngựa ơi trước tiên hãy cho chúng ta giải dược, chúng ta có sức mới vui vẻ với người được. Hắn ngoài việc nói chuyện yêu đương hay cực, còn là người biết suy nghĩ. Hoàng Đại Hải nói, tộc trường, những việc như thế này tốt nhất là song phương tình nguyện, vì sao ngựa ơi lại độc đoán tự mình quyết định như thế. Nguyên Na nói, ta cũng muốn các ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta vui vẻ, nhưng cảm giác cưỡng gian nam nhân thật là tuyệt diệu. Ai, ta thật mâu thuẫn quá, không biết là nên cưỡng hiếp các ngươi hay là để các ngươi cam tâm tình nguyện đây. Nguyên Anh, ngươi giúp ta quyết định được không? Một trong ba nữ nhân cao lớn như Nguyên Na đứng bên cạnh nói, tộc trường, bọn chúng hít phải phục hổ yên vụ mà còn nhanh chóng tỉnh lại thế này, nếu như khôi phục võ công cho họ chúng ta có thể gặp những phiền phức không đáng có. Người nên dùng chiêu cưỡng gian là tốt nhất. Nguyên Na nói, người nói rất có đạo lý. Nguyên Linh, hãy dùng phương pháp khích tình mạnh nhất đi. Nữ nhân lùn nhất trong ba người, thật ra chỉ lùn hơn hai người kia một chút thôi, lấy trong túi ra một bình nhỏ màu hồng, từ trong bình lấy ra một viên thuốc màu xanh lá. Nguyên Na nói, chỉ cần các ngươi chịu uống viên thuốc kia, ta sẽ khôi phục công lực cho các ngươi, thế nào? Hoa Tiểu Ba nói, ngươi xem chúng ta là đồ ngốc hết hả? Nhìn sơ qua thì biết không phải thứ tốt lành gì rồi. Nguyên Na nói, ngươi thật thông minh, dì thích ngươi lắm, có muốn uống sữa không? Hoa Tiểu Ba thành thật nói, muốn. Nguyên Na nói, vậy trước tiên phải uống viên thuốc đó đi. Hoa Tiểu Ba nói, thuốc đắng khó uống lắm, uống sữa trước đã. Nguyên Na nói, quên nói với các người không muốn uống cũng phải uống. Nếu không uống các ngươi chỉ có con đường chết, còn uống các ngươi sẽ được khoái lạc vô biên. Các ngươi chọn cái nào? Mọi người im lặng suy nghĩ. Hoàng Đại Hải lên tiếng nói, chơi một ván. Đem thuốc đến đây, ta uống. Lôi Long ngăn lại nói, Đại Hải, đừng làm vậy. Hoàng Đại Hải nói, thật ra nói tới chết thì chết vì độc hay vì bất kỳ cái gì khác, có gì khác nhau đâu. Chỉ là chưa tìm được Đại Ca và Tiểu Nguyệt, ta chết không cam lòng. Tứ Cẩu biết lúc này vô pháp phản kháng, không biết bọn chúng dùng thuốc gì chế trụ bọn họ, mà toàn thân không có một chút sức lực. Ai, cũng tại tối hôm trước mơ thấy cùng Triệu Tử Thanh vui vẻ, nếu không Tứ Cẩu ta tuyệt đối không thể bị các xú bà nương đó bắt mà không biết chút gì. Hiện tại, bất luận thế nào cũng phải tạm thời nghe theo bọn chúng. Hắn cùng Hoàng Đại Hải nhận lấy viên thuốc từ tay Nguyên Linh bỏ vào miệng nuốt đi, nhận ra thuốc này có mùi thơm ngào ngạt. Thì ra độc dược có mùi vị tuyệt hảo như thế, thật là không thể tưởng được. Hoa Tiểu Ba hỏi, mùi vị thế nào? Tứ Cẩu nhận ra mình không lập tức trúng độc thân vong, không nhịn được nói, rất ngon. Hoa Tiểu Ba quay sang Nguyên Linh nói, đại mỹ nhân, cái thứ ngon lành đó Hoa Tiểu Ba cũng phải có phần, hãy cho ta một viên. Mọi người đều biết tai kiếp nan đào, vì vậy đều uống thuốc do Nguyên Linh đưa cho, phát hiện Tứ Cẩu không hề lừa họ. Thì ra mùi vị tử vong lại thơm tho như vậy, như giấc mộng đêm xuân vậy. Một khá trước khi chết, mọi người đều có tâm sự trầm trong vô cùng. Lôi Long thì nhớ đến Bích Nhu và đứa con chưa ra đời của hắn. Tứ Cẩu thì nhớ đến bốn nữ nhân của hắn,
đương nhiên cũng nhớ đến các hài tử trong bụng họ. Triệu Tử Oai thì nhớ đến Mộng Hương. Độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba nhớ Nhung Thủy Khiết Thu. Hoàng Đại Hải đầu tiên nhớ đến Hy Bình và Tiểu Nguyệt, nhớ đến cha mẹ tại Hoàn Sơn Thôn, hắn ôm chặt Đỗ Manh Manh ở bên cạnh, nói các ngươi chỉ cần nam nhân, có thể tha cô ta không? Nguyên Na nhìn Đỗ Manh Manh nói, tạm thời không thể thả cô ta đi được, nhưng ta có thể hứa với ngươi không hại cô ta, thế nào? Hoàng Đại Hải thở ra một hơi nói, vậy cũng được. Nguyên Na nói, Nguyên Anh, ngươi mang vị tiểu cô nương này đến chỗ đó đi. Nguyên Anh phân phó hai tên thị nữ đỡ Úc một Đỗ Manh Manh cùng nhau bước ra. Sáu nam nhân còn lại đều nhắm mắt chờ chết. Hoa Tiểu Ba và Tứ Cẩu hai người nghỉ thầm nhắm mắt chết sao bằng mở mắt ngắm nữ nhân rồi chết. Sau khi hai người mở mắt ra thì thấy Độc Cô Minh đang ngắm mỹ nữ trước mặt, đúng là đồng cảm mà. Hoàng Đại Hải đột nhiên mở mắt nói, chúng ta không có chúng độc, công lực đang từ từ khôi phục lại nè. Năm người còn lại cùng rúng động, đồng thời vận khí toàn thân, quả thật như Hoàng Đại Hải nói, thắc mắc nhìn Nguyên Na. Nguyên Na nở một nụ cười làm điên đảo nam nhân nói, ngạc nhiên hả? Thứ các người vừa uống là giải dược đó. Ai, cá ngừ thật dễ thương, ta làm sao để các ngươi chết được chứ? Triệu Tử Oai nói, thật ra trong hồ lô của bà bán thứ thuốc gì vậy? Nguyên Na cười nói, Xuân Dược. Tứ Cẩu nhíu mày hỏi, ý bà là sao? Nguyên Na nói, ta muốn các ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta ân ái, biết chưa? Lôi Long nói, công lực chúng ta khôi phục tương đối rồi, bà không ép được chúng ta đâu. Đa tạ giải dược của bà. Mọi người đứng dậy, phát giác nữ nhân đó thật quá cao, bọn họ vốn đã cao rồi nhưng cũng chỉ đứng tới ngực của bà ta, thật là xấu hổ. Nguyên Na duyên dáng cười nói, các ngươi muốn làm gì? Hoàng Đại Hải nói, chúng ta muốn đi, xin giao Manh Manh lại cho ta, chúng ta sẽ xem như không có gì xảy ra. Nguyên Na như là gặp việc gì tức cười lắm, đột nhiên cười rung rinh gò ngọc nhũ, cười xong liền nói, các ngươi đã vĩnh viễn là nô lệ của ta rồi, đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi bàn tay ta. Mọi người cảm thấy lạnh toát sống lưng, đồng thời cũng nổi giận. Không khí trong chướng phút chốc bỗng nhiên căng thẳng như cung đã dương, chỉ cần dây căng là tên phát. Nguyên Na như không thấy sáu nam nhân đang phẫn nộ, duyên dáng cười nói, bộ các người tính động thủ hả? Hãy để dành sức mà phát tiết trên cơ thể ta nè. Ta quên cho các người biết, thuốc lúc nãy các người đã uống là si tình hoàn, tuy có thể giải khai dược tính của phục hổ yên vụ, nhưng đồng thời để lại tình căn trong cơ thể các ngươi, làm các người vĩnh viễn yêu thương ta, không thể ly khai ta, các ngươi có tin không? Cặp mắt của bà ta bỗng nhiên xạ ra ánh nhìn ôn nhu và nhiệt tình vô hạn. Nhìn sáu người một cái rồi nhắm mắt lại không nhìn họ nữa. Sáu người không biết bà ta đang làm trò quỷ gì, nhưng chỉ một lúc sau, mắt họ bỗng xạ xuất những tia si mê và cuồng nhiệt, đăm đăm nhìn Nguyên Na, giống như bà ta là kẻ mà họ yêu thương nhất. Nguyên Na mở đôi mắt mỹ lệ, nhìn thần sắc của sáu người, lộ xuất nụ cười mãn ý, nói, Nguyên Linh, Nguyên Thu, các ngươi ra ngoài được rồi. Trong nháy mắt, trong chướng chỉ còn Nguyên Na và sáu người bọn họ. Nguyên Na từ từ cởi áo, lộ ra tấm thân cực kỳ mỹ lệ, cười nói, các con, ta có đẹp không? Sáu người đồng thanh nói, đẹp. Nguyên Na nói, ta là nữ hoàng của các con, hãy qua đây ngủ với ta. Sáu người nói, vâng, thưa nữ hoàng. Nguyên Na nằm xuống mặt thảm, chờ đợi sự thô bạo và ôn tồn của nam nhân. Người nhảy lên mình Nguyên Na đầu tiên là Tứ Cẩu. Lúc Nguyên Na khêu gợi hắn thì hắn bỗng thấy cơ thể tràn đầy sức lực. Chút nữa là làm hắn không thở nổi. Lúc bốn người kia đang cởi bỏ quần áo thì Nguyên Na đã bị Tứ Cẩu và Hoa Tiểu Ba làm cho động tình đến đỉnh điểm. Thời cơ vừa đến, Tứ Cẩu dương thương công phá thành quách, thì lần đầu tiên phát giác thần thương của mình oai lực không lớn lắm. Nhưng trên chiến trường không thể suy nghĩ nhiều, đâm hết nhát này đến nhát kia, chết cũng không buông. Tứ Cẩu giết địch hết một thời thần, cuối cùng gục ngã. Đồ đệ hắn, Hoa Tiểu Ba, tiếp tục tái chiến phong vân. Bị xa luân chiến nhưng Nguyên Na không những không mệt mà còn nhiệt tình nghênh đón, giết địch vô số, thật không hổ là nữ trung đại anh hùng. Không biết đã qua bao lâu, sáu nam nhân cuối cùng cũng không địch lại Nguyên Na, gục ngã trên mỹ lệ chiến trường, bị Nguyên Na điểm một chỉ, tạm ngừng chiến. Nguyên Na hài lòng mặc lại y phục, sau đó nói, Nguyên Anh, các người có thể vào được rồi. Ba người Nguyên Anh, Nguyên Linh và Nguyên Thu nghe gọi tiến vào. Nguyên Anh hỏi, tộc trường. Sáu nam nhân này ra sao ạ?
Nguyên Na đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực tráng kiện của Triệu Tử Oai, nói, dương căn của bọn chúng không khác mấy so với nam nhân trong tộc, nhưng sức chịu đựng của họ mạnh mẽ hơn nam nhân trong tộc nhiều, có thể là do họ có nội công cao thâm mà ra. Nguyên Linh, chúng ta còn bao nhiêu viên trọng sinh hoàn? Nguyên Linh nói, thưa tộc trường, thật là trùng hợp, chúng ta còn đúng 6 viên. Nguyên Na nói, lấy hết cho bọn chúng uống đi. Nguyên Linh lấy ra một bình nhỏ màu xanh lục, chút ra 6 viên thuốc cho 6 người bọn Lôi Long uống. Khoảnh khắc sau, hạ thể của bọn họ từ từ dương lên, từ từ dài và to ra, so với trước đây dài và to hơn phân nửa, thật là bất khả tư nghị. Nguyên Na giải khai huyệt đạo cho họ, 6 người từ từ tỉnh lại, thấy tình hình trước mắt, thật là không thể tin được. Lôi Long nói, Bích Nhu, Lôi Long ta thật có lỗi với nàng. Hoa Tiểu Ba nửa mừng nửa sợ nói, ồ, chú em của mình sao mà biến ra lớn vậy nè. Còn to hơn cả tên khốn lãng vô tâm nữa. Sao nó không dài và lớn hơn chút nữa nhỉ? Được vậy thì ta có thể so trường luận đoản với tỷ phu được rồi. Hắc, các mỹ nhân ơi, các nàng hãy chuẩn bị tiếp chiêu nha. Nguyên Na cười nói, ta sẽ đấu với ngươi, thế nào? Hoa Tiểu Ba nói một tiếng tốt lắm, rồi lập tức nhảy lên bụng của Nguyên Na. Nguyên Na thuận thế nằm xuống, vừa nằm xuống là đã cởi sạch sẽ quần áo. Hoa Tiểu Ba đang chuẩn bị giáp chiến thì bỗng dưng hắn ta dừng lại ngơ ngẩn nhìn Nguyên Na hỏi, vì sao ta lại nghe lời bà như vậy nhỉ? Đó cũng là điều mà năm người kia tự hỏi từ khi tỉnh dậy, dường như đối với Nguyên Na họ không có một chút hận ý nào, trái lại còn có tình ý miên man với bà ta không dứt ra được. Chỉ cần bà ta nói một tiếng là họ tự nguyện phục tùng mà trong lòng không có một chút miễn cưỡng nào. Bọn họ bị chúng ta hay bị nhan sắc của Nguyên Na làm cho mê mẩn. Tuy nhiên bọn họ biết vào lúc này bọn họ hoàn toàn tỉnh táo. Nguyên Na quay sang Độc Cô Minh ngoắc tay nói, người cũng qua đây đi. Độc Cô Minh không có một chút kháng nghị, quả nhiên cùng với Hoa Tiểu Ba, một trước một sau dập vào hai cự cự huyệt của Nguyên Na. Thân thể bà ta quằn quại, miệng liên tục rên lên nho nhỏ. Tứ Cẩu ngạc nhiên nói, thật là biết nghe lời ha. Nguyên Anh đứng bên cạnh nói, có biết tại sao không? Tứ Cẩu nói, nữ nhân thật lắm mồm, có dám thì mau phóng đi, nhịn sẽ chết người đó. Nguyên Anh nói, thứ các người uống lúc nãy là si tình hoàn, thuốc này làm cho người uống không khống chế được tình cảm của mình. Nếu như kết hợp với nhiếp hồn thuật của bản tộc thì cả đời người đó sẽ chung chinh với người thi thuật. Bất luận các người đến đâu, chỉ cần bà ta nghĩ đến các người thì các người cũng sẽ cảm ứng được mà quay về theo ý nghĩ trong đầu của bà ta. Nói một cách đơn giản là hiện tại các ngươi đã trở thành sủng nam của tộc trưởng bản tộc. Triệu Tử Oai nói, xem ra có vẻ đúng như thế. Ta hiện tại không muốn ly khai bà ta, còn đối với bà ta tình thâm như biển, vì bà ta chết không hối tiếc. Ba người Nguyên Anh gật đầu, biểu thị hắn nói đúng. Triệu Tử Oai tiếp tục nói, các ngươi cho ta một viên si tình hoàn nữa được không? Nguyên Linh trả lời, hết rồi. Triệu Tử Oai thất vọng nói, nếu mà cho Mộng Hương uống thuốc này thì ta có thể nắm được linh hồn của nàng rồi. Tứ Cẩu chế giễu, đừng có mơ mộng hảo huyền nữa. Lôi Long ôm đầu đau khổ nói, các người đừng tranh cãi nữa, để ta yên một chút được không? Ai, Bích Nhu ơi, ta thật sự đã yêu thương nữ nhân đó mất rồi, còn phát sinh quan hệ với nàng ta nữa. Ta làm sao còn mặt mũi nhìn nàng đây? Nàng thiên vạn đừng bỏ mặc ta nha. Tứ Cẩu nghĩ thầm, công tử thật si tình. Triệu Tử Oai cũng chìm vào trong trầm tư, lặng lặng nhìn ba người Phượng Đảo Loan Điên, thầm nghĩ, nữ nhân này thật vô cùng kiêu dũng không ai địch lại. Không biết chúng ta làm sao đối với bà ta nhu tình như thủy, bách hy bách thuận đây. Ai, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, dù sao thì việc cũng đã như vậy rồi. Triệu Tử Oai và Tứ Cẩu thay thế Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh. Hoàng Đại Hải nói, tộc trường. Bà có thể thả manh manh được chưa? Nguyên Na hổn hển nói, chỉ cần các ngươi có biểu hiện tốt, ta có thể để cho nó đi, nhưng các ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc ly khai ta, các ngươi hiện đã là những sủng nam mới nạp của ta. Tứ Cẩu vừa hì hục vừa hỏi, cuối cùng bà có bao nhiêu sủng nam? Nguyên Na cười nói, không ít không nhiều, chỉ có 108 hảo hán ở trên gường thôi. Hự nhanh hơn chú nữ, các mạ các tố. Tứ Cẩu đạo, được kích động. Mỗ lập bà ý độc là úc một ôm ta múa nã ở à. Mông cổ Nguyên Na sạc qua sạc lạ, hổ hề nó, múa ta được ký độc hả nhanh hơn chú nữ đi. Tứ Cẩu và Yểu Tử Oai nghe cả ai nó như vập, nhà lên ngừa Nguyên Na tiến hành khiêu khích bà ta.
Lôi Long và Hoàng Đại Hải Bía là hông thể á giao hợ với Nguyên Na Đựa. Bọ họ uy nó là hông tỳ nguyễ nhưng cúc không nghĩa úc một đế vị ệ cự huyệ hay là hạ bà. Địa đó ấp cứu á, bọ họ úc một đưa ngó tay lên miệng cá mạ, đau quá thì đây là ự không phả mơ. Đạ chía kế thú. Thập ra Nguyên Na múa để họ họ yên mì, hế ố là ơ tay lấp liệt, nhưng Hoàng Đại Hải kiên chỉ múa đế gặp đỗ manh manh, Nguyên Na đà phả để á đi gặp tỳ nhân cũ thuận tiện bả Hoa Tiểu Ba đi theo há. Hoa Tiểu Ba thật sự hông múa đi. Vìa ngừa phụ ư ược chắc nà đã hô há cả giá phong cuộc mà á chưa từng có vớ là cá đó ủ há bốc nhiên to giả ra, há múa dục nó ung hòa trên thân thể ư ân và bập để ước tỏ ai phong. Thập ra Lôi Long là ngừa múa đi nhấp, nhưng lạ bị Nguyên Na bộ phả ở ạ, há vô pháp cước lại yếu ố củ bà, chỉ úc một đà phả tiế tụ là nô lệ ư á. Nữ nhân nà trừ ăn uốc ra, dược nữ y ơi hoan hả vớ nam nhân. Mộ ngà trôi qua, bọ họ hông chỉ úc Nguyên Na hoan hả. Mà ả ngừa bỏ Nguyên Anh Cúc tham gia, thật là ích thích đế tiêu hồ. Cổ sốc như thế uy phong lưu, thập hợ ý ớ tứ cẩu và Hoa Tiểu Ba là hức tên há sắp, tuy nhiên bị ân nắp quỳ ở chỗ úc một độc cò bỏ họ ý úc một độc là theo, cò bị úc một đập cho danh hiệu sủng nam, là cho bỏ họ ô ả giá như bị ưỡng gian hay bị á là nam kỹ, nhưng thập vô phá tử ố mố thâm tỳ cửu á của Nguyên Na, chỉ ấp ba ta dục á má ra hiện là họ anh chóc phóc lên thân thể u nhuyễ mỹ ê ủ bà. Tập tỳ cục ba ta ân á. Chỉ ô á giải trừ dựa tí củ si tình hoàn trong cơ thể o y o ớ có ể khai Nguyên Na Đựa, nếu không cả úc một đờn nà họ ả quỷ ứ gấp quập củ bà. À, là quỷ tuy phong lưu, nhưng là ngừa vấp tố hơn. Mộ ngà phong phong vũ vũ đã ua, dược như thời gian ăn cơm chí là ơ ẹp thời gian hạ phú nhấp đố vớ bỏ họ. Cơm nứa xong xuôi thì răng đã yên cao, bốc nhiên trên thảo nguyên dâm vũ đập chờ. Bất quá. Phạm vi rất nhỏ chỉ ó gọ trong trước bộc của Nguyên Na. Triệu Tử Oai bị Nguyên Na đè ên dứa, Lôi Long ôm Nguyên Anh, tứ cầu tấp công Nguyên Thu từ ý sau, độc cô Minh đeo cức lấp Nguyên Linh, thập là ong trước xuân vũ liên miên. Kỳ ập nó chắc ra chỉ ó tớ diễm ngộ hiện tạ, bỏ họ úc một đã ế không hố tía, tuy nhiên họ có yếu vụ trên ngừa. Bỏ họ úc một đế đây là úc một đế y hy bình và yểu nguyệt, mày hệ tạ lạ đi ôm ấp nữ ân trong trước, thập là o ú không tố lá. Bỏ họ uy há sắp, nhưng cỏ có ương tâm và anh thập trái nhiệm, biến như thế à là hông tố, luôn tỉ cá thoát thân. Nhưng đìa đó ông nập trong khả ăn củ họ nó không ngoa, khi họ ục cá nữ ân đó oan hả, thì ông lọc thập chí quên luôn cả ơ yêu ở hà lú ân á, trong lọc họ ý ụ ụ vọc sôi trà. Bỏ họ hông bía viểu dương cụ củ mì bốc nhiên già to hơn bì thược, nhưng là cự kỳ ui mực, mỗi nam nhân để múa trở ên mạ mẽ rên phương diện đó thậm chí cỏ múa chinh phục hế nhục thể và anh hồn củ mọ nữ ân. Sau đó họ ư yệt củ cá nữ ân đang ôm trong lọc máy ế được, nhức nữ ân nà đã hô họ úc một loạt thúa cự kỳ rân quý a ổng sinh hoàn, rú họ hóa thai hoán cốt, cực tráng hơn xưa. Bỏ họ ý suốt dương cụ gà nghệ ủ mì, trong lọc bấp giá sinh ra cả ký cá nữ ân kia. Tứ cầu thậm chí cỏ múa khi chợ é úc một đem Triệu Tử Thanh lên dược chỉ cho mộ chập đế lú nạc phả van xin mớ thôi. Độc cô Minh thì ghi úc một đế vị ệ đá bạ lãnh tình oánh. Há múa cho thiên hạ hế há không chỉ ó tình thoại thiên hạ vô địch, mà á ăn thự chiến cúc vô địch luôn tuyệt không để khi dễ ứ. Triệu Tử Oai chỉ ghi úc một đế ngừa vỡ úc một đang mang cố nhụ củ há độc cô cầm có u xí, phập lớn là ghi ớ mộng hương, há giá khắc định lập nà trợ e từ thanh vân tuyệt không sức là úc một đố thủ ư trượt củ Triệu Tử Oai há nữ, có ở quần tiện chinh phụ luôn hai muội muội bảo bối củ há. Có nữ, cá cô nương thủy khía thu cúc vập, xem ra có ở úc mộng hương bình phân thu sắc. Há, Triệu Tử Oai ta phá oai ra gom hế thiên hạ mỹ nữ và lọc. Lôi Long thì ạ sợ ích nhu thấp củ quý á ta lớn như vập, không bía có ẩn gấp đôi hay không. Mộ ngà mớ lạ đế, bỏ họ ập dấp nhìa nữ ân, nhức nữ ân nà ngừa nấp đề cao hơn bỏ họ kiếm mộ ngừa thấp hơn họ ập khó còn ngừa cao hơn họ ai ê như lông trên mì trâu. Bỏ họ ghi á không ra, viều nhức nữ ân nà là cao đế vập, ngừa lạ đẻ man dạ như vập, dùng mã cúc không sấp. Thập chí ấp nhìa ngừa có ẻ ọ là việt sắc. Bỏ họ úc một đựa xốc tạ đây thì ọ ẻ ọ là yếm phúc tề thiên, nhất thế phong lưu. Bở vì ư ân ở úc một đây, người không cập quía rũ ọ úc đế câu ngươi lên dược. Mộ khi đã yên dược, ai cúc như ai để độc tỳ như giã cẩu. Nghĩa ầm, có ầm nhân nà không múa lên dược với nhức mỹ ư anh đẻ phóc đắc như thế. Tứ cẩu ôm mông Nguyên Thu, vừa mã liệt công kích vừa nó, bảo bối.
cá ngựa có ao giờ ấp mộ nam mộ nữ ở rung nguyên đế không? Nguyên Thu vừa thở ổ hể vừa nó, không có chạc họ là chi. Tứ cầu nó, bỏ ta đế đây là úp một để ý họ nế không nạc là sao gặp đỡ nam nhân mạ mẽ ư ta đây. Nguyên Thu cửa duyên nó, họ úp một đố vớ chạc quan trọng như vập sao. Tứ cầu đạo, đương nhiên rồi, bỏ họ ác hữ thân thía nhấp của tứ cầu ta. Nguyên Thu nó, nam nhân đó ô ao lớ không, bà lã trên dược củ há thế à. Tứ cầu đạo, mẹ ế, nó tớ nam nhân là ghĩa gay đế chuyện đó bộ ứ cầu ta không thỏ mã nạc sao. Nguyên Thu tứ dập nó, nữ nhân thí nam nhân tuập tú cúc thí cục nam nhân cược chắc ân ái, đó ai hệ bì thước mà huy si một. Bộ ẩm nhân cá ngừa không thí nữ nhân xinh đẹp, không thí cục nữ ân quý rũ ên dược sao. Tứ cầu bị nạc ta thuyết phục nó, hai ngừa bỏ họ nam dấp cao lớ tuấp tú nữ thì úp một đẻ như thiên tiên, khi gặp họ ác sẽ ý ngay. Nguyên Na đang cở trên bục triệu tử oai, nhấp lên nhấp suốt, nghe vập lìa quay mập qua nó, tứ cầu. Bỏ họ oe úc một đang ở ạch dương tộc. Lôi Long bị Nguyên Anh hôn đế không thở ổ, cố ác lá mớ đập đựa mập củ cô ta ra, quay qua mộ bên thở ấp thở úc một để ó, tộc trược, bà hô chúc tôi đế bạch dương tộc mộ chúa, khi gặp đựa họ ỏ tôi sẽ ập tứ quy về úc một đây. Nguyên Anh nó tộc trược chúc ta không sợ a ngừa trả mấp. Cho dù a ngừa trả đế đâu cúc tự úc một độc quay lại đây, không ai cả đựa. Nguyên Na nó tiếp. Nó như thế ưng ta sẽ hông cho cá người đi khỏ dã mã tộc, vì a ngừa thập quế ế ương. Thập là ế ương có ú cúc không tố lá. Độc cô minh nập thở rên ngừa nguyên linh sau chập chía, nó, viều bỏ ta phả ly khai cá nạc. Ở úc cá nạc, bỏ chỉ ô ui vẻ nhưng là ộ nam nhân, bỏ ta phả là vi ệ trí chứa, sau đó ớ bổ tía cá nạc cuồng hoan. Lú đó chúc ta sẽ úc một ân á vớ cá nạc hế mì. Vớ bi ệ hịa củ há. Có ẻ ư chưa là xong vì ệ trí há khó ế ế mỉ hoan hả vớ bỏ họ úp một đựa. Nguyên Na nó, ở á mã tộc củ chúc ta, nhiệm vụ ý củ cá ngừa là gù ớ nữ nhân, là cho bỏ họ ung xước. Nam nhân cá ngừa không có uỷ phát ngôn, mọ vì ệ để ả nghe nữ nhân sai khía. Ta nó không cho cá ngừa đi thì a ngừa phả ở ạ ngủ ớ ta, nghe rõ ưa. Lôi Long đập mập củ Nguyên Anh ra, trá đôi môi tham lam củ nạc ta, nó chúc ta không đi được. Vập cho manh manh đi được không? Nguyên Na đạo, là ứ nhân áo úp một, vập thì o ế ương lược đựa. Lôi Long nó, như vập đi, xác mai nạc cho phé cô ta đi nha. Nguyên Anh nó, Long đệ đệ, nếu như cô ta đi rồi đem cứ binh đế, bỏ ta phả là sao? Lôi Long cả thấp ra gà ổ lên, nó không đựa tự yên lá, như vập. Không, cô ta không là vập đựa, bên cả đó úp ta không có ứ binh nả hế. Nguyên Na nó, tố lá. Thập ra dã mã tộc không thí nữ nhân bên ngoài. Xác mai sẽ hô cô ta đi. Cò cá ngừa phả ở ạ đây, vĩnh vi ế không đựa giờ khỏ dã mã tộc. Triệu tử oai, đế lựa ngươi ra oai rồi đó. Bà nắp suốt, ôm triệu tử oai đập lên bục mì, nhược cho triệu tử oai quyền chủ động củ nam nhân. Nguyên Thu tứ dập nó, tử cầu, chạc nghĩa ế xong chưa? Tứ cầu sợ á nó, lũ bỏ họ úc một đàm tình thuyết ái thìa đã úc nạc đã chiếm mộ lập. Bây giờ ôi Long công tử có chưa chính thức khai chiến, nạc lạ múa ta tái chiến lập nữ. Bộ ác múa lấp mạc ta sao? Nguyên Thu cửa duyên nó, ai bả chạc hía sắp như vập, phử thấp ta đã ả lên là lìa, tình thoại mộ câu cúc không nó là vui lọc ngừa ta. Nế chạc không nó tình thoại, thì úp hà độc thay thế ập. Tứ cầu cửa thảm tiếu nó, hôm nay ta phả ra thảo nguyên bá hế độc vập về úp một đây mớ đựa. Nguyên Thu ngạ nhiên hỏ, sao vập? Tứ cầu đè ác ta suốt, phá thương tía thạc và Long đàm hổ huyệt, nó, bộ ác không bía ta cập củ quý ủ hổ, lang, cầu cá loạ để hồ bộ ơ thể ao. Đỗ manh manh nằm giữa Hoàng Đại Hải và Hoa Tiểu Ba, suy nghĩ về những tao ngộ trong hai ngày vừa qua khiến lòng nàng thực sự không cách nào bình tĩnh lại được. Có lẽ nàng không nên đến, bởi điều đó không những chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì, mà lại còn bị cái tên hỗn đản đó chiếm lấy phần tiện nghi. Nhưng, giận thì giận. Nàng đối với những cái hôn của hắn không những không có sự bài xích mà trái lại còn có phần thích thú. Đương nhiên, nàng không thể cùng nam nhân khác ngoài Đại Hải gần gũi, có lẽ còn tính tới cả đại ca. Nam nhân mà nàng gọi đại ca này, nàng không cách nào cự tuyệt nổi, tuy nàng và hắn gặp nhau không nhiều, nhưng chẳng có cách nào khống chế được tình yêu đối với nam nhân đã thất tung này. Nếu như Đại Hải từ lâu đã là người trong mộng của nàng, thì đại ca lại là kích tình đột phát. Cả hai nam nhân trong tâm nàng đều là thâm tình,
đối với người trước là tình yêu trường cửu, đối với người sau là tình ái phong cuồng. Thỉnh thoảng nàng đâm ra nghi ngờ chính bản thân mình phải chăng là một người đàn bà dễ dãi, nhưng cô, nàng là một cô gái thuần khiết, chỉ là trong trái tim thuần khiết ấy của nàng đang chứa đựng tình yêu với hai người đàn ông. Nàng vốn đã nguyện ý gửi gắm cuộc đời mình cho Hoàng Đại Hải, nhưng nàng cũng đồng thời phát hiện ra rằng giữa mình và đại ca chẳng biết tự bao giờ đã phát sinh và bảo lưu một mối thâm tình. Hoàng Đại Hải ngắm nhìn biểu tình trầm tư của nàng bỗng chợt thẹn bèn cất tiếng hỏi, Manh Manh, muội giận huynh sao? Đỗ Manh Manh chợt lộ ra một nét tươi cười đẹp đến mê người, ép cơ thể lên người chàng, dịu dàng nói, sư huynh, Manh Manh làm sao trách chàng đây? Chàng cũng chỉ là thân bất do kỷ, và lại giữa chàng với bọn họ cũng chẳng phải là thân thiết, nam nhân bên cạnh Manh Manh, có ai mà không đồng thời có nhiều nữ nhân đâu, Manh Manh đã quen rồi, sẽ cô ghen đâu. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng nàng ít nhiều cũng có một chút tư vị, nam nhân này vốn là của nàng, bây giờ lại bị những nữ nhân khác đến giành lấy sự thắm thiết trong lòng, nàng làm sao có thể đến một chút cảm giác cũng cô có chứ. Hoàng Đại Hải hôn lên má nàng, mỉm cười trêu chọc cứ như lời muội nói, chẳng lẽ khi huynh lại theo đuổi những nữ nhân khác, muội cũng giơ cả hai tay tán đồng hay sao? Đỗ Manh Manh giận dỗi đáp lời, thiếp biết cả hai huynh đệ chàng vốn đều không phải là người tốt, chàng nếu thích, cũng có thể đi kiếm một đống nữ nhân như đại ca. Bất quá, là chàng muốn giữ mình trong sạch, nếu chàng không lý tới Manh Manh, Manh Manh cũng sẽ đi tìm những nam nhân khác. Hoàng Đại Hải cười rộ, phải chăng là nàng đang thú nhận? Hoa Tiểu Ba nghe thế bèn nhỏm dậy chuyển thân đến bên Đỗ Manh Manh, lớn tiếng tình nguyện, Manh Manh, như quả nàng phải đi tìm nam nhân khác, Hoa Tiểu Ba nguyện đi theo nàng. Hoàng Đại Hải quát, đến lúc đó ta sẽ thiến ngươi. Đỗ Manh Manh la lên, Hoa Tiểu Ba, phải chăng ngươi định dùng cái đó để chống lại ta phải không? Nàng lập tức chuyển mình áp tới Hoa Tiểu Ba, như là không thèm để ý tới kháng nghị tránh né của y trước đó, mạnh bạo lột quần của hắn xuống, nắm lấy bảo bối của hắn kéo ra, hét lớn, người đúng là gốc dâm giật, sao mà cái này so với trước lại to hơn? Hoa Tiểu Ba ngập ngừng đáp, nàng bỏ ra trước, ta sẽ nói cho nàng biết. Ô, ô, Manh Manh, nàng đừng có trêu chọc đồ nghề của ta có được không? Nó rất dễ phóng bậy ra, cầu xin nàng hãy tha cho ta. Đại Hải cũng đã biến lớn lên như vậy, nàng qua đó chơi với hắn đi. Đỗ Manh Manh tỏ vẻ không tin, bèn hỏi, thật chứ? Nàng buông tha Hoa Tiểu Ba, lại quay sang quấy quả Hoàng Đại Hải, nếu quả nhiên như Hoa Tiểu Ba nói, nhất định phải hỏi cho rõ về điều này mới được. Đang lúc họ đem sự tình một năm một mười nói hết ra, Đỗ Manh Manh hả cái miệng nhỏ của nàng ra thật lớn ngạc nhiên. Hoa Tiểu Ba cuối cùng không nhịn được bèn hỏi Manh Manh, của ta so với tỷ phu không tệ chứ hả? Đỗ Manh Manh nhìn xuống hạ thể của hắn, cất tiếng, của đại ca hoành tráng hơn của ngươi nhiều, ngươi sao có thể sánh được với chàng, ha ha. Hoàng Đại Hải thất kinh, Manh Manh, nàng đã từng nhìn thấy của đại ca rồi ư? Đỗ Manh Manh chẳng hề thẹn nói, không những chỉ nhìn thấy, mà còn thấy đại ca và. Nàng xém chút nữa đã đem chuyện của Hy Bình cùng Tiểu Nguyệt nói ra, may là tỉnh ngộ kịp thời, lập tức đổi giọng nói, muội còn thấy qua huynh ấy cùng Phượng tỷ họ ân ái. Tổng kết quá khứ hàm hồ, nàng không khỏi tự giác thở ra một hơi. Hoa Tiểu Ba biện bạch, Manh Manh, chúng ta hiện tại như thế này, đã tới cực hạn rồi. Tỷ phu thì thiên sinh dị bẩm, chúng ta tự nhiên không thể so sánh với huynh ấy, bất quá, với mô dạng hiện tại của ta, đã có thể làm nữ nhân rên lên rên xuống trên giường không chịu nổi rồi. Sau khi trở về, ta muốn xuân thủy nàng ta phải rên rỉ cuồng nhiệt, còn nữa cả thủy khiết thu, cả thiên phong song kiều, cả đào nhi, liễu nhi, còn... chấm 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 chấm. Đủ rồi, Đỗ Manh Manh cắt ngang, ngươi không phải cũng muốn làm cả ta rên rỉ lên đấy chứ? Đúng thế, Tiểu Ba thuận miệng nói ra, mới biết là há miệng mắc quai, liền trở lời chữa lại, nàng đừng có nhìn ta với ánh mắt đó, ta căn bản không còn có vọng tưởng tới Manh Manh, chỉ tùy miệng nói ra, chưa tính trước câu trả lời. Hoàng Đại Hải đáp, cẩn thận với cái thứ siêu cấp vũ khí của nhà ngươi đó. Hễ cứ dùng sai mục đích là ta một kiếm trừ bỏ. Hoa Tiểu Ba thất kinh, đó thực sự là một tổn thất trọng đại cho các nữ nhân trong thiên hạ a. Đỗ Manh Manh giận dữ quát lên, mau đem cái thứ đó của ngươi cất đi, thật không biết hổ thẹn mà. Hoa Tiểu Ba lộ rõ vẻ bực bội, là tự nàng đòi phóng xuất ra mà, giờ lại quay sang trách ta, thực chẳng có đạo lý gì cả. Sau này sẽ không cho phép nàng ngược đãi ta như vậy nữa. Hay,
huynh đệ, đã đắc tội rồi, bỏ qua đi nha, giờ thì đi ngủ. Chúc huynh có một giấc xuân mộng, ngày mai thức dậy, đệ nhất định sẽ đi kiếm vài mỹ nữ về cho huynh. Hoàng Đại Hải cùng Đỗ Manh Manh không nén được cùng cười rộ lên. Đỗ Manh Manh song quyền đấm thình thịch lên ngực Hoa Tiểu Ba, tức giận quát, tên hỗn đản đáng chết, mau lập tức tránh ra. Đêm nay không cho phép ngươi được để tay lên mông ta. Hoa Tiểu Ba nói, điều này không thể được, trừ phi nàng cả đêm nay đừng nằm ngủ trên người ta. Nàng nếu nằm ngủ trên người ta, ta chỉ có thể để tay lên cái mông nhỏ nhắn đầy đặn đàn hồi của nàng, bởi nơi ấy là nơi có nhiều xúc giác nhất. Đại Hải, huynh nói có đúng cô nào? Hoàng Đại Hải thuận miệng đáp, đích xác là như thế. Đỗ Manh Manh bất bình, hai tên hỗn đản các người dám hợp lại khi phụ Manh Manh, Manh Manh sẽ bảo đại ca tu chỉnh lại các người. Hoa Tiểu Ba la lên, làm sao có thể thế được? Chúng ta vốn không thể thoát thân khỏi chốn này, chỉ có thể để một mình Manh Manh tới Bạch Dương tộc tìm tỷ phu, đến lúc tìm được tỷ phu, huynh ấy nhất định sẽ có cách cứu chúng ta ra khỏi cái chốn bể tình này. Hoa Tiểu Ba ta đây mặc dù đối với mỹ nữ tình hữu một lòng, nhưng quyết không thể để bị mỹ nữ khống chế, phải tự do tự tại nhâm nhi các tiểu cô nương mới được a. Hoàng Đại Hải tán đồng, điều này có lẽ được chấp thuận, chúng ta đợi đến ngày mai sẽ đi tìm Nguyên Na thương lượng, nhất định cô ta sẽ dễ dàng đồng ý. Đỗ Manh Manh hỏi, nếu không tìm được đại ca, chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Đại Hải buông lời thán thức, nếu không tìm được đại ca và tiểu nguyệt tại Bạch Dương tộc thì có thể là họ đã chết. Khi đó nàng hãy trở lại thần đao môn, thỉnh cầu viện trợ. Hoa Tiểu Ba nói, chỉ mong N Àng có thể tìm được tỷ phu của ta, nếu không thì kẻ thảm thương nhất cô phải là bọn ta mà sẽ là đám thư hổ của thần đao môn kìa. Đỗ Manh Manh đáp, đại ca và tiểu nguyệt nhất định đang hội tại Bạch Dương tộc chờ Manh Manh tới. Hoàng Đại Hải và Hoa Tiểu Ba không thấy trả lời, chỉ trầm mặc như đang chìm dần vào giấc ngủ. Toàn thân vốn đã mệt mỏi sau một ngày dài, họ thực sự đã hoàn toàn kiệt sức. Đỗ Manh Manh thì không thể ngủ, nàng mặc dù thực sự tin rằng Hy Bình vẫn còn sống, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi âu lo. Nếu chẳng may Hy Bình chết, trái tim nàng cũng chết đi một nửa theo chàng. Nhưng điều quan trọng nhất là nếu Hy Bình quả thực đã chết, Hoàng Đại Hải và 6 nam nhân khác cũng sẽ phải chấp nhận vận mệnh của nam nhân được sủng ái. Dù rằng nàng có thể băng qua sa mạc để trở lại thần đao môn, nhưng quả thật không có cách nào để cải biến vận mệnh của 6 người bọn họ. Huống hồ, ngày mai nàng có thể thuận lợi rời khỏi dã mã tộc hay không vẫn còn là một câu hỏi. Lúc này nàng đột nhiên thực sự muốn trao thân cho Hoàng Đại Hải, nhưng nhìn chàng đang chìm vào ngủ ngon lành lại khiến nàng do dự không dám đề xuất. Nàng thực sự là một thiếu nữ thuần khiết, mặc dù trong lòng thực sự nguyện ý, nhưng trước sự đứng đắn của Hoàng Đại Hải, nàng cũng vô pháp xuất khẩu thành lời, như quả đổi lại là Hy Bình, có lẽ nàng có thể liều lĩnh nói ra chăng. Tâm tình nàng vô cùng mâu thuẫn, nàng đã nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng quả thật vẫn không thể tìm ra đâu là nguyên nhân. Suốt một đêm dài trằn trọc thao thức, cho tới tận lúc bình minh, Đỗ Manh Manh vẫn không tài nào chợp mắt. Chấm chấm, 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 chấm chấm. Nguyên Na quả nhiên để cho Đỗ Manh Manh rời khỏi dã mã tộc. Chúng nhân đều không thể tưởng được rằng Nguyên Na lại dễ dàng thương lượng đến thế, những lo lắng trước đó đều là thừa, nữ nhân này có vẻ cũng không phải là người xấu. Chỉ là đôi khi cố tình tỏ vẻ như vậy mà thôi. Đỗ Manh Manh thực sự cũng không ngờ rằng lại có thể được chấp nhận cho rời khỏi dã mã tộc dễ dàng đến thế, trái tim nàng giờ đây chỉ một lòng hướng về Bạch Dương tộc. Kỳ thực, dã mã tộc đối với nữ nhân bên ngoài đều dùng phương thức xua đuổi, bởi họ cho rằng sẽ phải chia sẻ nam nhân cùng bọn nữ nhân bên ngoài, cũng giống như bầy ngựa hoang ngoài kia nếu phải phân chia các vùng thảo nguyên của chúng đương nhiên cũng chẳng hề vui vẻ gì. Thực ra mà nói, thời xa xưa, nữ nhân vốn giống như ếch ngồi đáy giếng. Tất cả bọn họ đều thích ngồi xổm trong khi tiểu, sẵn đó cũng soi xem diện mạo của mình, đồng thời tự cho mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thế là sau khi tiểu xong lại muốn ngồi thêm một chút để tự tán thưởng. Nguyên Na cũng là một nữ nhân, hơn nữa lại còn là một mỹ nữ kiêu ngạo, nàng biểu lộ tính cách này một cách thực sự rõ nét. Đỗ Manh Manh trước lúc rời đi, còn ngoái đầu đưa mắt nhìn về phía Hoàng Đại Hải. Ánh mắt thâm tình ấy khiến trái tim chàng như vỡ tan ra thành từng mảnh. Cả năm nam nhân kia cũng nhìn vào ánh mắt của Đỗ Manh Manh, như thể họ sợ sẽ bỏ qua ánh mắt của nữ nhân này, liền đó chuyển qua Nguyên Na thì nhãn tình như hóa thành liệt hỏa.
gạch dưới 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 gạch dưới. Đỗ Manh Manh rời khỏi Dã Mã tộc, nhắm hướng Bạch Dương tộc thẳng tiến. Đến đây, kết quả ra sao, chẳng ai biết trước được. Nàng chỉ còn biết nhắm chuẩn phương hướng mà lao đi. Dã Mã tộc cấp cho nàng một con ngựa, Nguyên Na mặc dù thả cho nàng đi, nhưng thực ra với đề nghị xin đi của nàng cũng không lấy gì làm thoải mái. Đa số nữ nhân đều thích nhìn thấy nữ nhân khác phải chịu khổ, Nguyên Na tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Thời gian một ngày quả thực cô dài, thế nhưng con đường của người muốn đi lại quá đỗi xa xăm. Đỗ Manh Manh tuy rằng luyện võ từ nhỏ, nội công cũng đã đạt tới một mức hỏa hầu nhất định, nhưng cả người lúc này mệt mỏi dã rời, nàng sau khi phóng một mạch cũng đã hạ dần tốc độ xuống đi bộ một quãng mới có thể phát huy khinh công để gấp rút lên đường. Nhưng sức người có hạn, vừa phải trả số ố mộ quắc được không những già mà còn đầy gian khổ trông gai, nay lạ phải tía tụ thi chi ể khinh công, tia ải qua em mờ ột đêm dài thao thức không ngủ, Manh Manh lúc này đã như ngọn đèn cạn dầu. Nàng phải tới Bạch Dương tộc, phải tới. Gạch dưới 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 gạch dưới. Màn đêm dần buông xuống. Đỗ Manh Manh chạ như bay về ý dạng nú, trong tâm bỗng nảy sinh một nỗi vui mực cuộc loạ. Độ nhiên nạc cả thấp má hoa mà choác, đập nặc chân nhẹ dứa chân như có hư không, cuối cùng ngẽ uốc thả nguyên minh mang bao la vô tận. Chợt có hai kỵ mã đang phóng như bay về phía nàng. Ngồi trên lưng ngựa là hai cô nương đích thực vô cùng mỹ lệ. Một thiếu nữ ong tư như hoa như ngọ cấp tiếc, tỉa tỉ, nạc ta hôn mê rồi. Thiếu nữ kia đáp, chỉ nhi, vị cô nương đây là vì lao lực quá độ, chỉ ngần ngủ một giấc là sẽ không sao. Bạch chỉ hỏi, tiểu tỉ, chúng ta có cần đánh thức cô ta dậy không? Vị tiểu tỉ trả lời, không cần, sau khi cô ta ngủ đủ giấc sẽ tự hồi tỉnh lại, chỉ nhi, giúp tỉ tỉ xốc cô ta lên ngựa. Bóng người ngựa dần khuất đi giữa thảo nguyên trong màn đêm u tối. Gạch dưới 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 gạch dưới. Đỗ Manh Manh tỉnh lại, chợt phát hiện ra mình đang nằm dưới ánh đèn mờ ảo bên trong một cái chướng. Bên trong chướng ngoại trừ nàng ra còn có hai cô nương khác, họ đều đã ngủ say. Nàng chợt hiểu ra rằng chính hai thiếu nữ này đã cứu và mang nàng tới đây. Đây là đâu, có phải Bạch Dương tộc không? Hai thiếu nữ này là ai? Họ có từng trông thấy đại ca không nhỉ? Nghĩ qua nghĩ lại, chợt nàng cảm thấy đói, rất muốn gọi bọn họ thức dậy, nhưng lại không dám làm phiền hai vị ân nhân cứu mạng đang say trong giấc mộng kia, nên đành cố nén nhịn, nằm xuống nghĩ xem ngày mai nên phải làm sao. Có lẽ do đã ngủ quá nhiều nên lúc này nàng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, chỉ là trong lòng có quá nhiều nỗi muộn phiền. Từng sự việc cứ như tái hiện chập chập trôi qua chứa má nạc, nhất thời khiến nạc không bía phải là sao, đơn cử úc một đó cúc là ộ vấn đề ân giải cập phải giả quía. Khẽ ao mà, nạc cô ấp đi cơn đó bạc cá nghĩa úc một đế nhức ngó ngon sẽ ược thứ vào ngà mai, quên đi cá dạ à đang kêu ré, nạc khẽ chập đôi má quế tâm ngủ đôi khi, tả quên lạ là ộ cá hay. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng một thiếu nữ nói mê, đại hỗn đản, đừng bỏ chỉ nhi mà đi. Chỉ nhi không muốn chàng đối xử lạnh nhạt với chỉ nhi như thế. Đỗ Anh Manh mở ô hai má, nhì thấp tỉa nữ ử úc một đang nó mộc mị đôi hạc lệ úc một ứ ra trầm chập lăn dài trên gò anh xá, dòng lệ ơi có vương trên mi má làm nhòa đi nét vô song. Nàng nghĩ rằng, tên đại hỗn đản mà thiếu nữ này vừa nhắc đến nhất định là tình nhân của cô ta. Tại sao cô ta lại gọi tình nhân của mình là đại hỗn đản nhỉ? Cái tên đại hỗn đản ấy là người như thế nào? Một người kỳ quái, một giấc mộng kỳ quái. Bạch chỉ lại la lên, Hoàng Hy Bình, đại hỗn đản, chỉ nhi không sợ chàng, chỉ nhi thích chàng. Đỗ Manh Manh tức thời theo phản xạ, bật dậy trườn tới bên cạnh Bạch chỉ, thô bạo lay nàng tỉnh giấc, lo lắng hỏi, chỉ nhi, hãy mau nói cho ta biết, đại ca ta hiện giờ đang ở đâu. Bên trong chướng, cả hai thiếu nữ đều bị tiếng của nàng làm cho tỉnh dậy. Bạch chỉ dụi dụi mắt, mơ màng hỏi, tỉ tỉ. Ai là đại ca của tỷ? Đỗ Manh Manh đáp, là cái tên đại hỗn đản Hoàng Hy Bình mà muội vừa nhắc đến trong giấc mơ. Bạch chỉ khuôn mặt ửng hồng, lập tức phản ứng, ta không biết hắn. Đỗ Manh Manh tỏ vẻ giận dỗi, muội không biết chàng, tại sao lại gọi đích danh chàng, hơn nữa lại là trong giấc mơ. Xin hãy nói cho ta biết, đại ca của ta hiện giờ đang ở đâu?
Bạch Chỉ lắc đầu, ta và hắn không có quan hệ. Vị thiếu nữ kia bèn cất tiếng, cô nương, há ta đang tạ tội trược bạ Dương Khoan Khoan khóa khóa là tế ử kháng hiện tạ đang bổ tía bạ liên củ há ngủ ộ dấp rồ. Đỗ Manh Manh lập tức hỏi dồn, bây giờ muội có thể dẫn ta đi gặp chàng được không? Thiếu nữ kia bèn cười nói, cô nương, hiện tại mới là canh ba, làm sao chúng ta có thể quấy rầy họ được? Để ngày mai hãy đi, nàng cũng đói rồi phải không? Đỗ Manh Manh bất chi bấp giá ra à phá ra tiếc kêu khía thía nữ ập cừa, nàng đi ra lấp đỗ Úc một ăn đem lạ ngổ cục. Tam nữ ử ăn vừa đà đạ, dần dần bía rõ eo, tự như đã ẩn từ lâu, không có huyện gì a hồng nó đế. Đỗ Manh Manh cũng biết được rằng hai vị ân nhân cứu mạng mình vốn tên là Bạch Tư và Bạch Chỉ, hơn nữa còn biết giữa Bạch Chỉ và đại ca có mối quan hệ gì đó, nhưng nàng ta nhất định một mực chối từ không chịu thừa nhận. Họ đàm luận tới tận lúc gần sáng mới bắt đầu đi nghỉ. Đỗ Anh Manh lần này quả ập đã gội, có e ố lo phi ề bao lâu nay độ nhiên như bía mấp, thêm vào đó ừ đựa thỏ mã cá bao từ ốc sốc, cơ thể anh thập thư giã không có lo lắc, đôi má nạc xem ra đã á chặt. Những nỗ muộn phiền, xứ con ngừa quả ập không dễ ác chú bỏ. Đỗ Manh Manh mơ thấy Hy Bình, tự nhiên cũng mộng thấy cả Hoàng Đại Hải, những lúc mơ dến Hy Bình thì chàng luôn rất thô bạo. Còn khi mơ về Hoàng Đại Hải thì chỉ thấy chàng vô cùng ôn nhu. Nữ nhân thời bấy giờ đôi lúc yêu nam nhân thô bạo, lại có khi yêu cả cái tính ôn nhu của nam nhân. Cả hai thứ cảm giác đó đều khiến nữ nhân thỏa mãn, thậm chí là bối rối. Bạch Chỉ cũng mơ thấy một nam nhân, chỉ có điều trong hằng hà xa số những giấc mơ của nàng, gã nam nhân ấy luôn luôn vô cùng thô bạo, nhưng nàng lại âu yếm nhớ nhung cái sự thô bạo ấy. Bạch Tư thì ngủ cô được. Lặng lẽ bước ra tìm đại ca của nàng Bạch Tử, bảo hắn đi gọi Hy Bình trở về. Bạch Tử vừa sáng sớm đã cưỡi ngựa ra đi, chẳng khác nào sơ cuồng đuổi theo Bạch Liên. Chẳng qua là Bạch Liên hiện tại đã là thê tử của Hy Bình, bây giờ có lẽ nàng đang ở trong vòng tay cường tráng ấm áp của Hy Bình, hưởng thụ sự vuốt ve chăm sóc của hắn. Dẫu là trời đất, trong sự vuốt ve ấp ủ cũng nào có cần biết đến gió mây. Nguyên Na rất là mãn ý với Lục Nhân. Lục Nhân có vũ khí rất ư là cường mãnh, nhất là các thủ đoạn gợi tình và lực bền bỉ. Nam nhân trước nay nàng ta chưa bao giờ tiếp cận. Với sự đòi hỏi tính dục mãnh liệt của Nguyên Na, các nam nhân này là những bạn tình tuyệt vời. Từ khi nàng có được 6 nam nhân trên, Nguyên Na không thèm ngó ngàng đến các nam nhân cũ khác. 6 nam nhân làm cho nàng không còn thời giờ để nhìn đến ai khác. Trong khi làm cho nàng hoan hỉ, họ còn thỏa mãn Nguyên Anh tam nữ. Ngoài ra, bộ ba tứ cẩu, Hoa Tiểu Ba và Độc Cô Minh đôi khi còn tìm kiếm và vui thú với các nữ nhân dã mã tộc khác. Dã mã tộc không bao giờ ngăn cấm các hành động quan hệ nam nữ, từ ôm nhau cho đến quan hệ liễu sự, sau đó hôn nhau rồi chào tạm biệt là vui rồi. Không riêng gì Nguyên Na, ngay như tứ cẩu, rất thích thú lối sinh hoạt ư là hoan hỉ, không nhàm chán. Dầu sao đi nữa, bọn họ không phải là thánh nhân hoặc chính nhân quân tử. Nam nhân mà không thích các nữ nhân đa tình thì còn gì là nam nhân nữa. Bọn họ thích thú với nữ nhân tại đây với các trò tình ái du hí. Các nữ nhân đầy phong tình, như cánh hoa rực nở, lúc đang hoan hỉ, nếu ai đó hỏi các nàng về nam nhân đầu tiên trong đời, thì không một nữ nhân nào còn nhớ đến. Tại dã mã tộc, nam nhân không có chút quyền lực và địa vị, không có thể chủ động trước mọi vấn đề. Tại đây, nữ nhân là chúa tể trên các nam nhân. Đây là một xã hội của nữ nhân. Hoàng Đại Hải và Lôi Long không dám chọc ghẹo các nữ nhân khác, luôn luôn bồi tiếp Nguyên Na, và phục vụ Nguyên Anh tam nữ. Họ không chán ghét cuộc sống tại đây, nhưng vẫn nghỉ đến ngày trở về với nữ nhân của họ. Triệu Tử Uy đang phân vân khi thấy Hoa Tiểu Ba dụ dỗ các thiếu nữ. Độc Cô Minh rất hoan nghênh muội phu gia nhập với nhóm của mình, chẳng quan tâm đến cảm nghĩ của muội muội mình như thế nào. Triệu Tử Uy tạm thời quên đi mối si tình đối với Mộng Hương, để thưởng thức mỹ nữ chung quanh. Thật là thiên nhai hà sử vô phương thảo, hà tất độc luyến nhất chi hoa. Sau khi Đỗ Manh Manh đi được 2 ngày, với sự đồng ý của Nguyên Na, bóng người đi ra ngoài để thụ hưởng không khí trong lành. Khác hẳn lần trước, họ gặp 6 tuyệt sắc mỹ nữ, có thể sánh với sắc đẹp của Lãnh Như Băng. Họ có khuôn mặt tương tự như Nguyên Na. Bọn họ chỉ biết Nguyên Chân trong nhóm đó là nữ tử của Nguyên Na, bên cạnh là năm thiếu nữ xinh đẹp có danh trong dã mã tộc là Ngũ Đóa Kim Hoa. Họ cũng biết Nguyên Chân là đệ nhất mỹ nữ, nên rất mong muốn theo đuổi. Nhưng lại không có cơ hội,
chỉ được gặp một lần đầu rồi sau đó không biết nàng ta ở nơi nào. Bốn người cũng biết, tại đây, không được đụng chạm đến xử nữ, nên họ muốn tránh xa, dành thì giờ nhìn các nữ nhân khiêu gợi khác. Chỉ có Hoa Tiểu Ba không thể ngăn được nổi lòng trước ánh mắt Thu Ba của thiếu nữ, mở miệng gợi chuyện. Đến lúc rời, thiếu nữ bông dưng nói, 10 ngày nữa, đến tìm ta. Tiểu Ba hỏi lại, sao phải 10 ngày nữa, hôm nay không tốt hay sao? Thiếu nữ xoay đầu lại và đáp, đây là mệnh lệnh. Mẹ ơi, mệnh lệnh loại gì đây? Tứ Cẩu tiếp tục chọc ghẹo. Nguyên Na an bài 6 nam nhân sung ái vào một tướng bồng to lớn, chiều hôm đó, sau thời gian hoan ái, cho phép các nam nhân trở về lều của họ, nàng ta hoàn toàn thỏa mãn và các khoái cảm cùng Nguyên Anh tam nữ. Nguyên Na hỏi, Nguyên Anh, đã tuyển được khai thác giả chưa? Nguyên Anh đáp, thưa tộc trưởng, thuộc hạ vẫn chưa tìm ra. Tại sao lại khó khăn như vậy? Nguyên Na thắc mắc. Nguyên Anh đáp lời, khai thác giả phải là ngoại nhân, phải tuyệt đối anh tuấn, có nhiều nam nhân đến với dã mã tộc Cu À Ta, nhưng không có ai trông được mắt. Chiếu theo tộc quy, ta không thể ra ngoài bắt cóc nam nhân, ta chỉ hy vọng, nam nhân lạc vào thảo nguyên dã mã tộc, nếu không ta phải tạm thời tìm kiếm người thay. Nguyên Thu chen lời, tộc trưởng, nếu ta không tìm được người, vậy 6 nam nhân của tộc trưởng có thể trúng tuyển. Nguyên Na trầm ngâm, ta không muốn hy sinh người trong bọn chúng vì mục đích tối hậu trọng sinh hoàn vì 6 nam nhân này rất là hiếm có. Nguyên Linh góp lời, bây giờ, vẫn còn thời gian, khi hết cách ta sẽ chọn một trong các nam nhân đấy làm khai thác nhân. Âu, ta không muốn mất đi một nam nhân nào hết. Nguyên Anh chen lời, bọn họ rất phù hợp, ngoài ra chúng ta rất có nhiều cảm tình với chúng. 5 ngày sau là đại lễ khai sử đại điển. Nguyên Na hỏi tiếp, vậy ta nên chọn ai trong bọn họ? Chúng nũ đều trầm mặc. Đây là nan đề không đáp số, nhưng phải chọn ra. Chỉ 5 ngày nữa, sẽ đến đại lễ khai sử đại điển của dã mã tộc, trong 10 năm mới có một lần. Bọn Lôi Long tạm thời ly khai Nguyên Na, đây là lần đầu tiên họ không tháp tùng Nguyên Na, dã mã tộc chi hậu. Bọn họ nằm trong tướng bồng, bây giờ vắng bóng đổ manh manh. Hoa Tiểu Ba nói, không hiểu manh manh tìm ra tỷ phu chưa? Hoàng Đại Hải chen lời, hy vọng nàng tìm được đại ca, lúc đó bọn ta mới có hy vọng rời dã mã tộc. Triệu Tử Huy phê phán, gã hỗn đản Hy Bình, nếu đến được dã mã tộc, thì cũng không khác gì bọn ta, cũng phải thần phục với nữ nhân tại đây thôi. Hoa Tiểu Ba phản đối, Huy ca, huynh không có tin vào tỷ phu của đệ hả? Tứ Cẩu giận, Triệu Tử Huy, nếu người không tin vào năng lực của Hy Bình, ngươi nên tin là Hy Bình có khả năng để giải cứu chúng ta, nếu không, bảo bối muội muội của ngươi trở thành quá phụ. Triệu Tử Huy cáo lên, ngươi cứ tưởng muội tử của ta không biết tìm nam nhân khác hay sao? Muội tử ta trông chờ ngươi suốt đời hả? Tứ Cẩu gào lên, mẹ no, nói gì không có tình người. Muội tử ngươi tìm nam nhân khác, ta bỏ nàng ngay. Tử Huy nói, hãy bỏ đi, hãy tránh muội tử ta đi. Tứ Cẩu trợn mắt nhìn về phía Triệu Tử Huy. Độc Cô Minh, cuộc sống hiện nay rất tốt, ngày đêm vui thú, có mỹ nữ tương bồi, còn muốn gì hơn cho nam nhân. Độc Cô Minh, xưa nay chỉ có một nữ nhân là Hạ Vũ, nhưng cũng không thật sâu đậm, đôi khi còn quên bằng Hạ Vũ, đương nhiên, khi đứng trước Hạ Vũ, hắn ta vẫn phương tâm nhất thiết tương ái với nàng. Nhưng tại đây, như một con ong mật và hàng trăm hoa đẹp, mỹ miều chung quanh, hoan hỉ với ai cũng được. Hoa Tiểu Ba tán thành, Độc Cô Huynh nói không sai. Ban ngày ta tiêu sái, ban đêm có mỹ nữ, ta chẳng cần biết gì hơn. Lôi Long nghe đến, và lòng thầm đồng ý. Tứ Cẩu hỏi, Tiểu Ba, người còn theo đuổi Thủy Khiết Thu hay chăng? Tiểu Ba đồng lòng, khi có cơ hội, đệ sẽ truy đích tất cả nữ nhân trên đời. Triệu Tử Huy nói vào, người dám nghĩ đến Mộng Hương là chết với ta ngay. Lúc đó phụ mẫu cũng từ bỏ ngươi luôn. Tiểu Ba cười tươi, Huy ca yên tâm đi. Đệ chỉ hứng thú những gì trông thấy được. Ai biết được diện mạo thật sự của các nữ nhân che mặt như vậy đâu. Hơn nữa, nếu đệ muốn theo đuổi Mộng Hương, thì làm sao để sánh bằng huynh và Từ Thanh Vân cho được, đúng không? Triệu Tử Huy được Tiểu Ba vuốt đuôi, tâm tình đại sướng, hắn không biết, Tiểu Ba thật sự đang chế nhạo với thâm ý. Nếu bọn ngươi có thể theo đuổi được Mộng Hương, ta sẽ đổi tên từ Hoa Tiểu Ba thành Tiểu Ba Hoa ngay. Hoàng Đại Hải lo lắng. Không biết manh manh hiện đang ở đâu. Tứ Cẩu nói vào, tại Bạch Dương tộc, nếu tìm được Hy Bình thì chúng ta có cơ hội được cứu.
Lôi Long, nếu manh manh tìm được Hy Bình, để mong Hy Bình đừng có đến dã mã tộc, miễn sao huynh ấy về được thần đao môn, lo lắng cho Bích Nhu, để có chết cũng mãn nguyện rồi, để thật không tốt với nàng. Tứ cầu ta thán, hy vọng hắn có thể giúp ta để an ủi Lan Hoa, ta đang hương diễm phục tại đây, còn bọn họ tại tha sáu huyền N đao môn thì khác. Hoa Tiểu Ba nói, có lẽ, si tình hoàn của Nguyên Na không có giải dược. Tâm linh cảm ứng thuật làm sao có thuốc giải đây? Triệu Tử Huy, vậy ta phải ở đây suốt đời hay sao? Tiểu Ba đáp lời, không hẳn như vậy, nếu có người nào đó chinh phục được bản thân Nguyên Na, si tình cảm ứng sẽ chuyển hóa qua nam nhân trên, sức mạnh của Nguyên Na sẽ mất đi trong cơ thể chúng ta, sau này nó mất đi tác dụng, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Chúng nhân rất khẩu phục những gì Tiểu Ba nói, giống hắn ta đang có sẵn trong lòng bàn tay. Tứ Cẩu đột nhiên nói, chúng ta có thể được cứu, tiểu tử Hy Bình khả dĩ chinh phục được Nguyên Na từ thể xác đến tâm linh. Chắc chắn thần hồn của Nguyên Na sẽ điên đảo. Hoa Tiểu Ba nói, cũng không chắc tỷ phu thành công đâu, Nguyên Na dễ dàng để tiếp ứng với tam nhân đồng hành tiếm nhập. Tỷ phu tuy thiên sinh dị chúng, vũ khí to lớn khác thường. Khi so với chúng ta, nhưng chưa chắc đủ cho Nguyên Na đâu. Nhưng tỷ phu rất bền bỉ, đánh phá thành trì không ai bằng, trăm trận như nhau. Hoàng Đại Hải, ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi và hy vọng, cho ngày mai, lúc đó sẽ rõ. Nguyên Na đang quần thảo với sáu nam nhi, bỗng nhiên được thông báo, Bạch Dương tộc đại quân đang vượt ranh giới Mã Dương Sơn, hướng về Mã Giã tộc. Nguyên Na kinh nghi, cả Nguyên Anh tam nữ đang hài hòa với nam nhân, vội vã mang y phục vào người, để chuẩn bị cho trận chiến. Nguyên Na truy vấn thám báo, ai là tướng lãnh, bao nhiêu nhân mạng từ Bạch Dương tộc. Bẩm tộc trưởng, có khoảng 7-8 ngàn nhân mạng, dẫn đầu bởi ba người trẻ, đó là Bạch Hùng và Bạch Tử thuộc Bạch Dương tộc và một nam nhân khác không rõ tên, hai bên có hai thiếu nữ xinh đẹp, trong đó một người là Đỗ Manh Manh, vừa mới rời dã mã tộc ta. Tâm tình chúng nhân rất khẩn trương. Bọn Lôi Long nghe được tên Đỗ Manh Manh, liền đoán thanh niên đó phải là Hy Bình. Làm sao Hy Bình có năng lực động được đại quân của Bạch Dương tộc? Nguyên Na cười lạnh, tiểu ni tử manh manh này không đơn giản, dám đưa Bạch Dương tộc đến đây, quả là xem thường Nguyên Na ta. Giam bọn này lại, vừa nói và nhìn về sáu nam nhân. Triệu công chúa Nguyên Chân đến cho ta. Cả bọn sáu người bị tống khứ và giam cầm. Không lâu, Nguyên Chân và Ngũ Đóa Kim Hoa đến bái kiến. Nguyên Na phán, Nguyên Chân, hãy chuẩn bị chiến trận. Nguyên Chân bẩm báo, nương nương, nhi tử chỉ có thể tụ tập được 5.000 nhân sự. Còn quá bé so với đạo quân của Bạch Dương tộc. Nguyên Na nói, hãy chặn đường tiến quân của Bạch Dương tộc ngay, mẫu thân sẽ dẫn quân trợ lực sau. Nguyên Chân xuất tướng với tùy tùng là Ngũ Đóa Kim Hoa. Nguyên Anh hỏi, ta không tương phạm với tộc Bạch Dương, tại sao họ đột nhiên tấn công ta? Nguyên Linh trả lời, có thể do nam nhân không biết tên, có lẽ sáu nam nhân tại đây đang tìm hắn. Nguyên Thu nói vào, hắn ta là ai? Có thể làm cho Bạch Dương tộc tin theo. Nguyên Na nói, không cần biết hắn ta là ai, kẻ nào dám bước chân lê đất dã mã tộc của ta, có thể đến, nhưng không bao giờ rời bỏ đất này được. Hãy tập hợp nhân mã, chi viện Nguyên Chân, giết bỏ hết bọn chúng. Nguyên Na dần tam nữ xuất liễu hành cung. Ôn Nhu nữ nhân, nay trở thành chiến sĩ dũng mãnh. Dã mã tộc nữ nhân đích thực như vậy. Thì bình tĩnh giấc từ sớm. Bạch Liên đang nằm ngủ hoàn toàn trên ngực của hắn ta. Hắn không muốn đánh thức nàng, cảm thấy Bạch Liên thật sự ôm chặt, nên hắn lên tiếng để đánh thức nàng dậy. Bạch Liên càng nhắm chặt mắt và càng ôm hắn chặt thêm. Ta biết nàng đã thức rồi, hãy buông ta ra, ta còn phải đến dã mã tộc để cứu bằng hữu, rồi sẽ trở về với nàng. Bạch Liên vẫn không thèm mở mắt, lật người qua một bên. Hy Bình đứng dậy, trong chướng nội, tam nữ đồng mở mắt nhìn về hắn. Hy Bình quay đầu lại và nói, nếu ta không chết trong chiến trận, sống sót trở về, các nàng có muốn chân chánh là thê tử của ta hay không? Bạch Liên nhìn sững Hy Bình, sau đó nàng nhắm mắt lại, dòng lệ đã trào ra từ đôi mắt. Bạch Tư và Bạch Chỉ cũng muốn đi theo với Hy Bình. Hắn hôn lên đôi môi nhỏ bé của Bạch Chỉ rồi nói, hãy ở nhà đợi ta trở về, quái chỉ nhi, đừng làm ta lo lắng. Đại phối đản, chàng phải sống để trở về để thấy quái chỉ nhi. Chỉ nhi đợi chàng trở về để nghịch những trò xấu xa với chàng. Hy Bình ôm khuôn mặt đầy nét ngây thơ,
mỉm cười rồi nói, nếu ta không có xấu xa như vậy, nàng có yêu ta hay không? Bạch Chỉ trả lời một cách khờ khạo, đại phối đản vĩnh viễn xấu xa nhất, nhưng đó là cái xấu mà Chỉ Nhi yêu thích đại phối đản, nhìn trông xấu tệ. Hy Bình cười lớn tiếng, dẫn theo Đỗ Manh Manh cùng Tiểu Nguyệt nhập với Bạch Hùng dẫn đoàn quân Bạch Dương tộc thẳng đường đến Dã Mã tộc. Ra quân lần này, tâm trạng Hy Bình rất là bất nguyện ý. Nếu không áp lực mạnh mẽ đến Dã Mã tộc, họ sẽ không tha không thả bọn Lôi Long 6 người ra. Lúc đó, chiến tranh sẽ không tránh được. Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt cưỡi ngựa đi theo sau Hy Bình, ngước nhìn vóc dáng Hy Bình hiên ngang trên mình ngựa. Lưỡng nữ có lúc quên bẵng đây là hành quân, và đòi Hy Bình cho ngồi chung một ngựa. Bạch Hùng và Bạch Tử cảm thấy mê mệt với hai mỹ nữ. Bạch Hùng giờ đây quên hẵng Bạch Tư, để sẵn lòng phiêu lưu vào nữ nhân mới. Bạch Tử đã gạ hỏi Đỗ Manh Manh, câu trả lời cũng không khác gì từ Tiểu Nguyệt lúc trước, làm Bạch Tử rất thất vọng. Âu, tại sao Hạnh Hoa luôn luôn có chủ? Vượt qua Dương Mã Sơn, bây giờ đến địa phận Dã Mã tộc. Khi mặt trời hạ xuống núi về hướng Tây, đoàn quân đã đến đất của Dã Mã tộc, cả đoàn dừng lại chuẩn bị qua đêm, trại lính cách thảo nguyên không xa. Một đồng cỏ hoàn toàn xanh. Phía trước, một đoàn quân Dã Mã tộc đã xuất hiện, có lẽ chiến tranh sắp đến. Hai bên dàn quân cách nhau khoảng 100 thước. Hy Bình thấy rõ đội quân địch, khoảng 4-5 ngàn hầu hết là nữ binh, cao lớn mạnh khỏe, điều này làm hắn ngạc nhiên và lo ngại. Binh lính sẽ đối xử với nữ nhân như thế nào đây? Mặc dầu quân số đông hơn, nhưng khi lâm trận cần phải có một lòng quyết chiến. Quả là một vấn đề đau đầu. Thủ lĩnh của Dã Mã tộc đại quân là một thiếu nữ cao lớn khi so cùng với Hy Bình. Một nữ nhân tư dung xuất chúng, biểu hiện một cá tính kiên cường không biết sợ hãi là gì. Nữ nhân như vậy không dễ gì bị chinh phục bởi nam nhân. Ngược lại, nam nhân dễ dàng quỳ lụy trước nàng ngay. Cả ba nam nhân không mong muốn một địch thủ như nữ nhân này. Nhưng nàng ta là một kẻ đối đầu đáng sợ. Không kể vào thời điểm nào, đối với nam nhân, một địch thủ đáng sợ không phải là một nam nhân kiên cường mà sẽ là một nữ nhân mỹ lệ. Nữ nhân với tư dung mỹ lệ sẽ làm trái tim nam nhân mềm yếu. Loại nữ nhân như vậy rất xem thường nam nhân anh Tuấn. Nguyên Chân lần đầu tiên trông thấy Hy Bình, trái tim đập nhanh lên, thế giới có tiểu nam nhân khả ái như vậy chăng? Nhưng gã này dẫn đầu đạo quân xâm nhập lãnh thổ, không thể dung tha được. Phải cho hắn biết nữ nhân Dã Mã tộc kiên cường hơn tất cả nam nhân, phải phát thệ kích sát đồng bọn ngay tại Thảo Nguyên, vĩnh viễn không thể xâm phạm Dã Mã tộc. Nguyên Chân ta còn đây, không một ai có thể xâm chiếm đất mẹ của ta. Nam nhân đánh nhau vì danh dự, nữ nhân đánh nhau vì gia viên. Nguyên Chân hét lớn, Bạch Hùng, tại sao đem binh đến quấy phá nhà của ta, tại sao muốn rước phiền nhiễu vào người? Hy Bình trả lời, trả người, ta sẽ lập tức triệt thoái. Nguyên Chân nói, không có dễ như vậy, tiểu nam nhân, ngươi là ai? Hy Bình đáp, không gọi ta là tiểu nam nhân, ta là Hoàng Hy Bình, là địch thủ của ngươi. Nguyên Chân đáp, phế ngôn. Nếu dũng cảm thì phóng ngựa đến đây, nếu không, hãy trở về tổ ấm của các nữ nhân của ngươi đi. Hy Bình giỡn cợt, có lẽ ta không nên đánh nhau, không nên để cho nữ nhân thất vọng. Nhị vị lão huynh, ta nên để cho nàng xem ta chạy về tìm nữ nhân ta như thế nào. Bạch Hùng nói, nữ nhân khiêu chiến, ta không nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Bạch Tử cười, bất kỳ trường hợp nào, chinh phục nữ nhân là sự tình tối cao và cũng là tối đại thú vị. Hy Bình nhìn vào hai người rồi quay đầu về hướng quân Dã Mã tộc, vung tay hét to tất cả tiến công. Hướng về phía trước, Hy Bình khoa thiết côn nhanh về đại quân Dã Mã tộc, lưỡng nữ vội nói, hãy vội vàng bám sát đại ca không muốn chúng ta bị hại. Hai bên cùng hét lớn, tạo nên nhiều tiếng động vang khắp vùng Thảo Nguyên. Chiến tranh khởi đầu, trên Thảo Nguyên nhân mã khắp nơi, máu huyết vương vãi đầy đồng cỏ, mưa gió đổi thay. Giữa trận mạc, thiết côn của Hy Bình tung hoành giữa ngàn người. Đây là trận chiến giữa lưỡng tộc chứ không phải giữa nam và nữ. Bất luận nam nữ, đã là chiến sĩ, không thể mềm lòng. Nam hay nữ cũng là địch nhân. Chiến tranh làm mất hết thiện lương của con người, thật là tàn khốc. Chúng ta đã chứng kiến chiến tranh giữa nam và nữ, bao nhiêu máu và nước mắt, bao nhiêu bi kịch trên đời. Thật ra, chiến tranh giữa nam và nữ chưa bao giờ đình chỉ. Xảy ra trên tình trường chớ không phải trong chiến trận. Đao kiếm đụng chạm với nhau, xanh và tử đang xảy ra, mồ hôi và máu đang tranh với nhau.
và kết cuộc lẫn lộn với nhau. Hy Bình theo sau bởi Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt, tiến sâu vào trận địa, không một ai ngăn chặn được trước sức tấn công của Thiết Côn. Hắn vượt qua bao nhiêu phòng tuyến, tiến thẳng đến Nguyên Chân. Nguyên Chân đang giao chiến cùng với Bạch Tử và Bạch Hùng, cả hai đang yếu thế trước sự tấn công vũ bão của nàng, trong mấy chốc có thể thảm bại. Hy Bình chuyển Thiết Côn qua giữa hai người, đánh thẳng vào ngực của Nguyên Chân, miệng hét lớn, khai. Bạch Hùng và Bạch Tử vội vây quanh Nguyên Chân. Bây giờ Hy Bình và Nguyên Chân đối diện với nhau, trong tay nàng là một trường tiên mềm mại, nhưng đã hủy biết bao chiến sĩ Bạch Dương tộc. Nguyên Chân vung trường tiên về hướng Hy Bình, đi vòng qua Thiết Côn, đập thẳng vào mặt của hắn. Thất kinh, Hy Bình thâu côn lại để tránh đòn, sau đó đường côn quét mạnh vào eo lưng của Nguyên Chân. Nguyên thân người Nguyên Chân ngã qua một bên để tránh rồi trở về vị trí vững vàng trên lưng ngựa, trường tiên lại vung lên, đánh ngay vào cánh tay đang cầm côn của Hy Bình. Hy Bình cảm thấy đau đớn, cố gắng đưa côn lên chống đỡ trường tiên đang hướng đến đầu của mình. Hắn cảm thấy trường tiên cuốn quanh yết hầu, vội vàng chuyển côn qua tay trái, tay mặt đưa lên nắm chặt vào trường tiên. Nguyên Chân không ngờ Hy Bình biến chiêu nhanh như thế, vội vàng rút trường tiên về, nhưng không thu hồi được. Đang lúc phân vân, Hy Bình đã tiến đến một bên mình. Buông trường tiên ra, hữu thủ của Hy Bình vội vàng khống chế Nguyên Chân, lôi qua ngựa của mình rồi hét lớn, ngưng tay, tướng lãnh các ngươi đang trong tay ta, tất cả đầu hàng ngay, nếu không nàng ta sẽ chết. Những lời đó giống như rồng ngâm, hổ giống, vang động chấn kinh toàn trường. Cuộc chiến giảm thiểu nhanh chóng, muốn dẹp quân thì phải bắt vua trước, đó là thượng sách. Thiết Côn đã rơi xuống đất. Vì nữ nhân rất ư là lợi hại, khí lực rất mạnh mẽ, hắn phải dùng cả hai tay để đối phó, siết chặt không cho Nguyên Chân có cơ hội để thở. Dù khống chế được hai tay của Nguyên Chân, nhưng hắn không có khả năng để cản trở độc chiêu tối hậu của nữ nhân, nàng cắn ngay vào vai của hắn. Hy Bình chịu đựng sự đau đớn, hồi cáo với tộc trưởng các người để trao đổi con tin và sáu người của ta. Ngũ Đóa Kim Hoa hét lớn, hỗn đản, hãy thả Nguyên Chân công chúa ra. Công chúa hả, tốt lắm, ta cứ ngại nàng ta không đủ phân lượng để trao đổi, gọi mẹ nàng ta đến đây ngay, nếu không lão tử sẽ chém đầu ngay, con mẹ nó. Ngũ Đóa Kim Hoa tương luận với nhau, rồi hạ lệnh thoái quân. Hy Bình xuống ngựa, hai tay vẫn ôm Nguyên Chân, hắn dùng một tay tước lấy trường tiên rồi đưa cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt hỏi, đại ca, có đau lắm không? Muội cắn ta nhiều lần rồi, giờ ta không còn biết đau nữa. Đỗ Manh Manh, Bạch Hùng, cùng Bạch Tử đến bên cạnh. Bạch Tử nói, ngươi thơm lắm hay sao? Nữ nhân nào gặp ngươi cũng muốn cắn. Hy Bình không chú ý chung quanh, dùng tay xé nát y phục của Nguyên Chân. Nguyên Chân vội nhả miệng ra từ vai Hy Bình, hỗn đản, muốn gì đây? Hy Bình khá cao lớn, nhưng chỉ đứng đến ngang ngực của Nguyên Chân. Nữ nhân dã mã tộc quả đúng như Bạch Hoạt kể, cao và mạnh khỏe như con ngựa hoang dã. Mẹ nó! Ngươi cắn lão tử hả? Lão tử xé nát y phục ra rồi ta sẵn lòng chết với ngươi. Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt vẫn còn nhớ ngày nào Triệu Tử Thanh cắn Hy Bình, hắn đã từng dùng chiêu thức trên để thoát khỏi hổ khẩu. Nên cả hai cùng mỉm cười. Bạch Hùng nói, lão đệ, đừng có khách sáo khi đối phó với nữ nhân. Bạch Tử mỉm cười, phải để cho đóa hoa sen biết đệ như thế nào. Nguyên Chân chửi mắng, đừng đụng ta với bàn tay bẩn thỉu kia. Hy Bình cười, ta sợ ngươi chạy mất mà. Ta đã lọt vào tay ngươi, ta còn khả năng để chạy thoát hả? Đích xác, ngươi không chạy được đâu, nhưng ta ôm để ngươi có chút cảm giác không thấy thua thiệt. Vừa nói, hắn đưa cả khuôn mặt vào ngực của nàng, rồi rên rĩ và ít nhất ta có được một giấc mơ đẹp. Tuy Nguyên Chân vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn vô phương thoát khỏi cách tay của Hy Bình. Hắn thấp bé hơn nàng, nhưng tại sao hắn khỏe như vậy? Nguyên Chân nói, ta nghĩ rằng, người không có vui thú đâu. Hy Bình thả nàng ra, đợi lên giường rồi mới biết, âu, người sợ ta cưỡng bức hả? Nguyên Chân sửa soạn lại y phục, khinh thị nói, người chỉ có đoạn côn, kích đông, kích tây. Hoàn toàn không có khả năng dù cưỡng bức ta cũng không được gì, đừng có dùng các từ ngữ trên. Hy Bình cười to, người là con tin của ta có thể ngược đãi hay chiêu đãi ân cần, người muốn phương thức nào? Nguyên Chân khinh bỉ, tùy tiện. Hy Bình nói với Bạch Tử, trói lại, trói giống như cái bánh hấp nhỏ, nhìn xú khí của nó nè. Bạch Tử dùng trường tiên do Tiểu Nguyệt đưa, trói Nguyên Chân lại, Bạch Hùng nhân cơ hội,
đến phụ giúp, thuận tiện chiếm chút tiện nghị động thủ khắp người Nguyên Chân. Nguyên Chân không biết cười hay khóc, trường tiên của mình bị địch thủ dùng để trói nàng lại, thật là ngược đời. Nàng bây giờ quả giống như cái bánh hấp, một cái bánh hấp đẹp đẽ. Cả vùng thảo nguyên bị máu huyết chuyển từ màu lục sang đỏ. Bạch Hùng và Bạch Tử xử lý toàn chiến trường. Trời bắt đầu tối, toàn quân dựng doanh trại, nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Hy Bình và lưỡng nữ Đỗ Manh Manh, Tiểu Nguyệt cùng ở với Hy Bình trong trứng bồng, cái bánh hấp Nguyên Chân cũng nằm trong đó. Có vẻ Hy Bình muốn tiếp đãi mỹ lệ Nguyên Chân. Cả hai nàng, Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt đều nằm ép vào người Hy Bình. Đại ca, tại sao để nàng trong tướng bồng của ta, Nguyệt Nhi không quen như vậy? Nàng quen thuộc thoát y phần ngực để nằm chung với hắn. Nay Nguyên Chân có mặt tại đây, quả là khó chịu, nàng không thích thú gì hết. Ta ngại Nguyên Chân dùng mỹ nhân kế với Bạch Hùng và Bạch Tử để đào thoát, nên ta mời nàng ta vào đây để nghe ta hát. Khi Nguyên Chân nghe hắn muốn hát ca, nàng nổi nóng lên, nàng không sợ hắn cưỡng bức, mà thật sự sợ nghe hắn hát. Ngày hôm nay, đã bị nghe hắn hát các bài xấu xa, bị ổi. Tương tự như bị cưỡng bức bởi trăm người, quả đáng sợ. Thật ra nàng chưa bị cưỡng bức, có lẽ không bị như vậy. Nam nhân này ngược đãi ta như vậy, có dịp, ta chuẩn bị hai cục bông gòn để có gặp hắn lần khác, ta bịt kín hai lỗ nhỉ, khỏi bị nghe giọng ca của hắn, tức muốn chết. Đỗ Manh Manh hỏi, đại ca, nếu nửa đêm, địch nhân phun hổ yên vụ thuốc mê, vào đây, ta phải làm sao? Đừng có lo ngại về bọn chúng, nếu chúng dám làm, ta sẽ làm thịt nữ nhân này ngay. Ngoại trừ, tù nhân không quan trọng, chúng sẽ nghe lời ta phóng thích sáu người. Ngày mai, nàng sẽ gặp lại Đại Hải, nàng vẫn là xử nữ. Đừng lo lắng gì hết. Đỗ Manh Manh giận lên, đại ca lại trêu chọc Manh Manh, phải phạt đại ca hôn Manh Manh. Hy Bình làm nàng im bằng cách hôn vào đôi môi nhỏ rồi nói, đừng có suy nghĩ như vậy, sau này lấy Đại Hải, không nên đòi hỏi tình cảm từ ta. Tiểu Nguyệt phản đối, đại ca không thể hôn một mình sư tỷ, Nguyệt Nhi cũng muốn nữa, không đợi Hy Bình, nàng tự ôm lấy hắn và gắn đôi môi vào. Nguyên Chân nhìn không vừa mắt, nói vào, thân nhiệt các ngươi sao lên cao vậy? Không phải chuyện của ngươi, lưỡng nữ đồng trả lời. Hy Bình lăn người đến cạnh Nguyên Chân rồi hỏi, nàng cũng muốn hả? Nguyên Chân giận lên, không ai muốn ngươi hôn hết, lời nói ngừng khi Hy Bình hôn lên môi nàng. Nguyên Chân xoay đầu qua một bên, Hoàng Hy Bình, đừng có đụng ta. Hy Bình cười, nàng không sợ cưỡng bức, sao lại sợ ta hôn? Vì miệng ngươi hôi hám. Hy Bình hửi vào đôi môi của nàng, miệng nàng đúng là hôi, không phải, rất hôi mới đúng. Miệng ta không có hôi, Nguyên Chân giận dữ. Hy Bình thò tay vào bên trong y phục của Nguyên Chân xoa nắn, so sánh nhũ phong Nguyên Chân với Lôi Phượng, chứng minh cách nào đây, để biết ai thối ai thơm, ta có nên hôn nữa hay chăng? Nguyên Chân không thèm chú ý đến hắn, bất kể thủ pháp của hắn đang vuốt ve ngực nàng. Hy Bình tiếp tục nói, có lẽ nàng không có gan. Hãy thừa nhận nàng có miệng hôi hám đi. Nói xong, hắn dự định trở về bên cạnh lưỡng nữ. Bỗng nhiên, Nguyên Chân nói, trở lại đây, hãy làm thử đi. Hy Bình nhìn lại thấy Nguyên Chân nhắm đôi mắt, trái tim hắn sao động, hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi của Nguyên Chân rất lâu, không biết bao lâu nữa. Ta sai hoàn toàn, miệng nàng rất thơm tho, có thể cho ta hôn lại chăng? Hơi thở Nguyên Chân trở nên nặng nề, người ăn gian, không tốt. Một nửa môi của ta, người vẫn chưa có hôn hết. Hy Bình cười, nàng vẫn chưa nói về cảm giác khi ta hôn như thế nào. Có biết ta muốn lắng nghe lắm. Hôi thối muốn chết. Sau khi đột nhiên hôn nàng, Hy Bình đắc ý quay trở về tiếp thụ những ôn nhu từ lưỡng nữ, để lại Nguyên Chân đang giận dữ. Hai nàng vuốt ve Hy Bình không ngừng nghĩ, hôn người hắn liên tục, làm hắn bức dứt không biết phát tiết như thế nào. Tiểu ma nữ, hai muội ngược đãi đại ca như vậy. Đại ca chết mất. Nguyên Chân nhìn qua, có lẽ đoán được bọn Hy Bình đang có những liên hệ phức tạp, nên làm hắn ta tiến thoái lưỡng nan. Tâm lý của nàng bây giờ rất là thống khoái, ngươi không phải là nam nhân, hành động gì cũng do dự dự, có một chuyện nhỏ, cũng không xong, có dám làm tới không? Miệng Hy Bình vẫn còn trên đôi môi của lưỡng nữ, ngươi chỉ biết lải nhải, lão tử làm cho ngươi xem, mẹ nó. Đại ca, đừng có lý đến nàng. Hãy hôn Tiểu Nguyệt đi, sư tỷ mới được hôn rồi. Hy Bình khổ sở, tiểu ma nữ, hai nàng rất quỷ quái, ta khổ sở muốn chết đây.
lòng ta cảm như lửa đang cháy bùng. Hai nàng cười khúc khích, trong khi Nguyên Chân thầm nghĩ, Hy Bình, nhà ngươi xứng đáng để thụ tội. Nữ tử duy nhất lại bị địch nhân bắt, Nguyên Na phải tìm cách giải thoát. Dụng lực có lẽ không được, nếu dùng Hổ Yên Vụ thì làm sao có đủ cho toàn đạo quân, địch nhân đang phòng bị rất nghiêm trọng. Để cứu nữ tử, có lẽ phải phóng xá sáu sủng nam nhân, quyết định nhượng bộ rất ảnh hưởng đến tiết khí của nàng. Nàng triệu lục nhân đến hầu, để thỏa mãn bao nhiêu ham muốn nhục dục đang có. Ngày hôm sau, Nguyên Na thống lĩnh đại quân đến doanh trại của Bạch Dương tại Thảo Nguyên. Lần đầu trông thấy kẻ giam cầm nữ tử của mình, quả là một tuấn mỹ nam nhân làm động xuân tình. Nếu ta bắt hắn làm tù binh, dùng trọng sinh hoàn, không biết là sinh thú như thế nào. Hy Bình trông thấy bằng hữu, quả đúng như hắn dự đoán. Phong diện tươi sáng, dầu hơi có vẻ mệt mỏi, có lẽ bị làm lao động khá nhiều. Hy Bình vội lên tiếng, người có phải là mẫu nương của tù nhân? Nguyên Na rất phẫn nộ với lời lẽ của kẻ nửa sống nửa chết dám gọi mình là mẹ của tù nhân của hắn. Ta đây là Dã Mã tộc trưởng, chính thống của Thiên Kiêu. Trước mặt lão nương, người còn dám phóng túng như vậy. Hy Bình chỉ ngay vào cái bánh bao Nguyên Chân ở bên cạnh rồi nói, người lầm rồi, người không phải là lão nương của ta, người là lão nương của cái bánh bao này, thế nào? Muốn chiến tranh, hay muốn giải quyết hòa bình? Tứ Cẩu nói nhỏ với Hoàng Đại Hải, đại ca ngươi, lúc nào cũng vô lại nhất. Hoa Tiểu Ba góp lời, đây là bản sắc của tỷ phu. Nguyên Na trừng mắt, không cãi với ngươi, tha nhi nữ của ta, ta sẽ trao sáu đứa hồn đản cho ngươi, ta không nuốt lời. Hy Bình cười, khá thông minh, dầu nữ nhân có khả năng, cũng phải khuất phục với nam nhân thôi, đồng ý. Nguyên Na lưu luyến nhìn lục nhân, thôi, hãy trở về thế giới của các ngươi. Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt vội đến ôm ngay Hoàng Đại Hải, khi đồng bọn vừa đến với đạo quân Bạch Dương. Lôi Long nói ngay với Hy Bình, không ngờ huynh lại có may mắn như vậy, bọn đệ không thể nghỉ ra. Hy Bình cười, bọn nhà ngươi cũng vậy. Ta đã tha người, sao ngươi chưa thả nhi nữ của ta? Nguyên Na hét lớn. Được rồi, thả, Hy Bình thối lui đến bên cạnh Nguyên Chân, cởi trói nàng và nói, đừng có quên, tối qua, ngươi yêu cầu ta cưỡng bức ngươi nhé. Nghe được câu nói trên, Nguyên Chân hận mình không thể tát vào mặt hắn ta ngay bây giờ. Gã hồn đản vô lại này, tối hôm qua, bị lưỡng nữ kích động sắc dục, lại không thể phát tiết. Bị Nguyên Chân chế nhạo làm hắn tưởng nàng khi dễ nên động thủ động cước sờ mó trả thù, làm nàng động xuân tình. Không ngăn được bản năng, nàng yêu cầu hắn chiếm hữu, nhưng hắn không làm gì hết, báo hại nàng cảm thấy khó chịu. Lúc đó nàng tự phát thệ với bản thân, khi có tự do, nàng sẽ tát Hy Bình ngay. Vừa đưa cánh tay lên, Hy Bình nắm mạnh, cánh tay kia vội ôm nàng và hắn hôn ngay vào đôi môi, thật lâu. Sau này, nếu không có dịp hôn, hãy nhớ đến cái hôn ngọt ngào của ta. Ta nhớ, lần sau, nếu ngươi có gặp ta, ngươi sẽ khổ sở ngay. Nhìn Nguyên Chân xa vào lòng mẫu thân của nàng, và đạo quân Dã Mã tộc, Hy Bình hỏi các ngươi có bị những nữ nhân cường tráng ngược đãi hay không? Hoa Tiểu Ba nói ngay, không, bọn đệ có những ngày uyên ương mỹ diệu. Tứ Cẩu nói, nếu ngươi đến trễ vài ngày nữa, ta còn có dịp để thân cận thêm một số thiếu nữ khác. Hy Bình nói, mẹ nó, ngươi làm hại ta, sáng sớm phải từ bỏ thê tử để đến giải cứu ngươi, các ngươi quả là không có lương tâm. Với Lôi Long bên cạnh, Hy Bình ôm Hoàng Đại Hải rồi nói, ngươi phải tận lực thỏa mãn Manh Manh ngay, nàng ta cứ bám theo huynh suốt ngày, làm ta nổi điên đây. Hoàng Đại Hải đỏ mặt nói, đại ca, tiểu đệ sẽ làm. Ngay tôi nay đó, Hy Bình nhắc chừng. Đỗ Manh Manh kháng nghị, hai huynh đệ này không phải là hảo nhân. Hy Bình nhìn Triệu Tử Huy rồi nói, hắc tiểu tử, theo đuổi được xú khí nữ đó không? Triệu Tử Huy không còn có thành kiến về Hy Bình, mặc dầu không hẳn thích hắn lắm, nhưng không còn ghét bỏ như xưa, xú khí nữ thì khó theo rồi. Hy Bình vỗ vai hắn rồi nói, cố gắng lên. Hy Bình giới thiệu cả bọn với Bạch Hùng và Bạch Tử, tất cả hàn huyên nhắc lại các chuyện xảy ra, và dĩ nhiên Tiểu Nguyệt không thể thân cận với Hy Bình như lúc trước. Lần gặp nhau này, mọi người rất vui vẻ, vì tự nhiên có thêm nhiều bằng hữu mới, cởi mở tấm lòng. Tiểu Nguyệt thì lại sầu thảm, bây giờ nàng không thể có các hành vi quá thân cận với Hy Bình. Nàng chỉ là một tiểu muội muội, trong khi nàng đích thật muốn làm tình nhân hay thê tử của hắn. Cả bọn thật sự muốn trở về Bạch Dương tộc ngay,
nhưng trời đã về chiều, quân lính phải tháo dỡ lều trại, nên tất cả phải đợi đến sáng ngày hôm sau. Nhưng sự tình kỳ quái đã phát sinh. Trong đêm, bỗng bọn Lôi Long 6 người đều quay trở về dã mã tộc, cả bọn đều nói là tình nhân đang triệu hoán mình trở về chốn cũ, họ không thể đề kháng được. Thì mình vô phương cản trở, cuối cùng phải để 6 người trở về bản doanh của dã mã tộc, trước khi rời, Hoa Tiểu Ba có nói với hắn. Bọn họ dù có đi đâu, cũng không thể rời được Nguyên Na, muốn cứu giúp thì phải tìm cách để phá hủy Nguyên Na tâm linh cảm triệu thuật mà thôi. Đỗ Manh Manh lo ngại, đại ca, ta làm gì bây giờ? Thi Bình chán nản nói, chỉ có nhìn, chứ ta không biết làm gì hết. Tiểu Nguyệt giận lên, đại ca, nói gì? Âu, ta không nói gì hết. Tối hôm nay đại ca sẽ chết với muội. Thi Bình than thở, ta cảm thất hối hận đã phóng thích Nguyên Chân. Nam nhân rất thống khổ về bản tính chiếm hữu của nữ nhân, còn khổ hơn nữa là bản tính đó đến từ nữ nhân mình không ngờ được, vừa nhức đầu, vừa đau tim. Nàng ta không có khá đâu, đừng nuối tiếc, ta hãy trở về tướng bồng đi. Thi Bình bị Tiểu Nguyệt vận dụng phương cách nửa cứng nửa mềm, lôi đầu trở về tướng bồng, làm Bạch Hùng lẫn Bạch Tử đứng phía sau cười ngất lên. Nữ nhân thật là phiền toái. Tại tướng bồng, với lưỡng nữ sắc dục phượng thịnh, chỉ làm cho Hy Bình quẫn trí, nghĩ đến bọn Lôi Long đang có nữ nhân dã mã tộc bên cạnh, còn nơi đây, hai thiếu nữ đang hành hạ hắn ta, không biết nên cười hay khóc đây. Tại tình huống điên cuồng này, Hy Bình bỗng nảy ra một quyết định cuồng điên. Hắn phải đích thân đến dã mã tộc, tìm phương cách để phá đi Nguyên Na đích tâm linh cảm triệu thuật. Lưỡng nữ khi nghe Hy Bình nói, vội ngừng ngay các động tác khiêu gợi, phản đối, tại sao hắn muốn đơn độc đến nơi đó. Phản đối vô hiệu, nên bọn họ nài ép Hy Bình để cả ba cùng đi dã mã tộc ngay. Lưỡng nữ thật sự không muốn Hy Bình đi, nữ nhân khi nào cũng dùng sắc để lung lạc nam nhân. Hy Bình không thể từ chối được, Nguyên Na sau khi có được nhi nữ, tâm tình có vẻ khá hơn. Nàng quan sát nữ tử để xem có bị thương tổn gì không. Chỉ thấy được sự kiên cường cao ngạo, chứ không biết được tâm tình của tiểu nữ thay đổi như thế nào. Nguyên Na nhớ rõ. Trước đại quân của hai tộc, Hy Bình đã làm nhi nữ nàng đỏ mặt khi bị hắn hôn, chắc nhi nữ cũng có chút tình ý gì với tên vô lại. Hoàng Hy Bình đích thị là tuấn mỹ nam nhân, đương nhiên, nhi nữ phải động lòng. Nguyên Chân đã 18 tuổi, cũng nên có nam nhân, sau kỳ đại lễ này, ta phải tìm cho nhi nữ vài nam nhân mới được. Nam nhân đúng là hảo kể vật của trời đất dành riêng cho nữ nhân. Trong tim Nguyên Chân đang khủng hoảng. Đường đường là công chúa của dã mã tộc, lại bị Hy Bình hôn trước mọi người, hắn ta thật ra còn nhỏ bé hơn các nam nhân dã mã tộc nữa, thật là khó chịu. Mẫu thân đang có toan tính gì đây? Nguyên Na đáp, người muốn thế nào? Nguyên Chân nói một cách căm ghét, ta nên ra lệnh cho binh lính trở lại chiến trường, bất ngờ giết bọn chúng, rồi bắt tên hỗn đản kia. Nguyên Na nói, mẫu thân đã hứa cho bọn chúng rời, bọn chúng không còn ý định tấn công ta nữa. Tại sao phải cần gây ra chiến tranh, ngày hôm qua, ta có biết bao nhiêu thương vong, ta cần phải tránh các cuộc chiến vô bổ, không cần thiết. Ta biết còn oán hận Hy Bình, vì nó tạo ra các sự tình không đúng. Mẫu thân, hắn chiếm lấy tiện nghi, lừa dối con, rồi còn hôn nữa. Nguyên Na cười, chuyện này không quan trọng, hôn nam nhân quả là chuyện nhỏ, nữ nhân ta còn hoan hỉ với cả chục nam nhân thì sao, nữ nhân dã mã tộc đâu có sợ. Nguyên Chân nói. Nhưng phải kinh qua buổi lễ đại điển, con vẫn là xử nữ, đâu có thể để cho tên hỗn đản làm như thế này. Nguyên Na nói, ta biết hắn có chút tiện nghi, ta muốn hắn phải hối hận từ các hành động trên. Vậy mẫu thân tính như thế nào? Nguyên Na đắc ý, khi 6 nam nhân trở về quanh ta, lúc đó Hy Bình sẽ chịu phép. Bọn hắn xuất binh thì sao? Nguyên Na nói, không có lý do đâu, 6 người tự nguyện trở về, ngoài ra, binh lính ta đã chuẩn bị. Này có hơn vạn tinh binh, ta đâu còn sợ. Mẫu thân quả vĩ đại. Đương nhiên, các nữ nhân được xưng tụng khi nào cũng kiêu ngạo lên. Ngày hôm sau, Hy Bình cáo biệt Bạch Tử và Bạch Hùng, cả hai lo ngại khi thấy Hy Bình cùng lưỡng nữ phiêu lưu đến dã mã tộc. Bạch Hùng nói, người phải cẩn trọng, có gì Bạch Liên sẽ giết ta. Hy Bình nói, không quan trọng đâu, muội muội của huynh đang mong ta chết sớm, để nàng có thể tìm một anh hùng thật sự. Bạch Hùng cũng cười, muội ta bây giờ không còn cần anh hùng nữa, hắn ta lại cần một tên vô lại. Hy Bình nói, huynh nói dùm, tên vô lại sẽ trở về tìm nàng.
Bạch Hùng ôm vai Hy Bình và nói, đáng mừng em ta cưới nhầm tên vô lại, nếu anh hùng thì hay dễ chết, lúc đấy lại trở thành quá phụ. Hảo, ta không cản trở ngươi, ta và Bạch Tử sẽ chờ đợi ngươi trở về, sau 10 ngày không có ngươi, ta sẽ đem hết tinh binh Bạch Dương tộc đến làm cỏ dã mã tộc ngay. Hy Bình và lưỡng nữ đăng trình đến hướng dã mã tộc. Hắn có ý kiến, để đi nhanh mỗi người nên cưỡi riêng một ngựa, lưỡng nữ không đồng ý, cuối cùng, Tiểu Nguyệt ngồi trước, Đỗ Manh Manh ngồi sau, Hy Bình ngồi giữa, cả ba cùng cưỡi ô long mã tìm đường đến dã mã tộc. Với tình trạng như vậy, Hy Bình mong đến sớm, vì trên thảo nguyên này, với hành vi của lưỡng nữ, ô long mã sẽ bị cảm nhiễm phát tình là nguy cho cả bọn. Hy Bình trên đường đi, thầm nghĩ, chắc mấy tên sắc ma này đang du long hí phượng với Nguyên Na. Thật ra, Nguyên Na không có tương hảo với bọn lôi long, tỉnh giấc từ sớm và đang bày mưu tính kế với Nguyên Anh tam nữ, suốt mấy canh giờ vẫn chưa có một kết quả nào. Chiều đến lúc chuẩn bị để khai sử đại điển. Hầu Cận áp giải 6 nam nhân vào bản doanh để hưởng thụ. Bỗng nhiên, quân hầu thông báo, có Hy Bình xin gặp mặt tộc trưởng. Nguyên Na thích thú hạ lệnh đưa hắn vào ngay. Hy Bình cùng lưỡng nữ tiến vào, trông thấy đủ mọi người, Hy Bình vội nói, có lẽ ta đến đúng lúc, hãy tiếp tục, ta chưa thấy hết. Lôi Long và Hoàng Đại Hải đang cùng Nguyên Anh và Nguyên Thu hoan hỉ, giật mình vội vã mặc y phục vào. Đại Hải nói, Manh Manh, tại sao nàng đến cùng với đại ca? Manh Manh giận dữ, nếu ta không đến, thì làm sao biết được ngươi trông rất uy mãnh, đối xử với Manh Manh không ra gì, trong khi đối xử với nữ nhân khác như dã cẩu đang khát tình. Hoàng Đại Hải đưa ra hai tay, không biết phải làm gì, vội nói, ta không phải vậy. Đỗ Manh Manh nổi khùng lên, ngươi nói không được hả? Hy Bình mỉm cười, Manh Manh, đừng làm khó Đại Hải. Lôi Long thắc mắc với tình huống, vội hỏi, chỉ có 3 người đến đây thôi. Hy Bình trả lời, vậy là đủ rồi. Lôi Long trả lời, thêm người thì tốt hơn chứ. Sau khi Nguyên Anh tam nữ chỉnh đốn y phục, hầu hết mọi người đều có chút quần áo ngoại trừ Tứ Cẩu, Triệu Tử Huy và Nguyên Na. Hy Bình xem xét lưỡng nhân đang tiền hậu công kích Nguyên Na, cảm hứng và nói, tộc trưởng, có cần phụ giúp hay không? Nguyên Na cất tiếng, có thêm tiểu tử ngươi nữa, lão nương rất hoan nghênh cả 3 người. Hy Bình đáp lời, tộc trưởng vẫn không nghe nữ nhi nàng nói à, ta là người nhát gan, nên không dám đụng đến nữ nhi của nàng. Nguyên Na hồi tưởng đến những lời nhi nữ nói, đã kích động nhi nữ rồi lại không tiến tới như một nam nhân. Nàng nổi nóng lên, xô đẩy Triệu Tử Huy và Tứ Cẩu qua một bên, đứng thẳng không một mảnh vải che thân, rồi hét lớn, kẻ nhát gan, đừng có đứng trước mặt ta. Hy Bình nhìn vào thân hình tuyệt mỹ đầy sức sống của Nguyên Na rồi nói, xin hãy mặc y phục vào. Nguyên Na nói, ta không thích y phục, người cảm thấy thế nào? Hy Bình đột nhiên nói lớn, tất cả hãy đi ra. Mọi người đều nhìn hắn. Nguyên Na nói, tại sao ngươi muốn mọi người rời khỏi đây? Đây là địa phương của ta, ngươi không có chút quyền lực nào cả. Hy Bình vừa cười và nói, khi lão tử hành động, ta không muốn ai nhìn, ngươi hiểu chăng? Nguyên Na cảm thấy hứng thú, đúng. Nguyên Na nhìn hắn rất lâu, bỗng nhiên đưa tay lên và nói, mọi người hãy lui ra. Hy Bình nói thêm, đi xa ra, đừng có cố ý lắng nghe, thám thính. Chúng nhân rất là thất vọng. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, đừng có tốt với người ta. Hy Bình trả lời, muội muội hãy đi ra, đây là việc của đại ca. Tiểu Nguyệt che mặt chạy nhanh, Đỗ Manh Manh vội theo sau, tất cả mọi người đều ra khỏi tướng bồng. Hy Bình nhíu mày, biết rằng hắn đã làm Tiểu Nguyệt đau lòng, muội muội vẫn là muội muội, không thể thay đổi được, Nguyệt Nhi, tha lỗi cho ta. Nguyên Na nói, không còn ai ở đây, tốt lắm, bây giờ người hành động ngay đi. Hy Bình nói, ta hãy giải quyết tránh sự sau đó sẽ có khoái hoạt. Nguyên Na ngồi trên thảm, mời Hy Bình ngồi xuống trước mặt nàng và nói, người nói đi. Hy Bình trầm tư, người có thể không tin, nếu muốn tiêu diệt dã mã tộc từ thảo nguyên này, quả không khó khăn đối với ta. Mặt Nguyên Na nhăn lên, người uy hiếp ta hay sao? Hy Bình nói, có thể như vậy. Nguyên Na nói, có lẽ, lúc trước ngươi có khả năng như vậy, hiện nay ngươi chỉ có một mình, cô độc, ta muốn biết ngươi làm sao để uy hiếp ta. Hy Bình lôi từ trong thân người một thanh liệt dương chân đao, đây là đao Hoa Tiểu Ba đem theo người, lúc gặp lại Hoa Tiểu Ba giao lại cho hắn. Có đao trong tay, hắn không biết sợ là gì. Hy Bình nói,
dựa vào thanh dao này, ta có thể hại ngươi, rồi tẩu thoát, nhưng ta sẽ trở lại với đạo quân Bạch Dương và vũ sĩ Trung Nguyên, như vậy đủ để tiêu diệt dã mã tộc rồi. Nguyên Na trầm mặc, nàng không nghĩ rằng gã nam nhân trước mặt có được khả năng như vậy. Nàng không có sợ vũ sĩ Trung Nguyên, nhưng Bạch Dương tộc thì đáng ngại, nếu họ đem hết sức, sẽ có 2 đến 3 vạn nhân mã chưa hẳn đủ để diệt dã mã tộc, nhưng quả là lưỡng bại câu thương. Nàng không thể chịu trách nhiệm lớn như vậy, ngoài ra, hắn có thể giết nàng ngay tại đây. Nàng hơi thay đổi sắc diện, ngươi muốn ta làm gì? Hy Bình nói, đơn giản lắm, hay cấp giải dược, chân tránh phóng tha bằng hữu của ta, sẽ không còn ân oán giữa chúng ta nữa. Nguyên Na ca thán, trông rất đơn giản, nhưng ta thật sự không có giải dược. Hy Bình kinh ngạc, ngươi nói gì? Nguyên Na trả lời một cách thất vọng, ta cũng không biết, Si Tình Hoàn là thánh dược được đặc chế để khống chế các nam nhân không phục tùng nữ nhân bọn ta, nó không có giải dược. Hy Bình, ngươi nói thật à? Nguyên Na thề thốt, nếu ta nói sai, ta không phải là nữ nhân. Hy Bình nổi khùng lên, ngươi nói không phải nữ nhân, mẹ nó ngươi là nữ nhân trong các nữ nhân. Bản tính cũ của Nguyên Na trở lại, sao ngươi không nếm thử mùi vị của nữ nhân trong các nữ nhân như thế nào? Hy Bình nói, ta không hứng thú, vừa nói và vừa đứng lên quay người lại. Nguyên Na nhìn vào ánh mắt của hắn, thật không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Sau khi Hy Bình rời đi, Nguyên Na tam nữ cùng tiến vào trướng. Nguyên Anh nói, tộc trưởng, hắn sao lại có thể bỏ đi sớm như vậy? Chẳng lẽ không thể trưng dụng được hay sao? Nguyên Na cười, hắn cùng ta đến một điểm cũng không tương hảo, lại còn nói là phải giết ta nữa chứ. Nguyên Linh tò mò, cái tên hỗn đản này, hắn đối xử với người như thế nào? Nguyên Na đáp, hắn nói nếu ta không phóng thích 6 người bọn họ, hắn sẽ giết ta, sau đó dẫn quân đạp bằng dã mã tộc, nhưng giờ thực sự ta không sợ sự uy hiếp của hắn. Kỳ thực hắn rất thiện lương, giả thử ta có không thả 6 người bọn họ, hắn cũng không thể dẫn binh tiêu diệt chúng ta, hơn nữa hắn cũng không đến đây có một mình. Hắn không thể chỉ vì sự tự do của 6 người, mà làm hy sinh không biết bao nhiêu máu và mạng người. Ta nói với hắn, ta không có thuốc giải độc, hắn bèn tức giận bỏ đi, hắn không làm gì ta. Lần sau hắn còn tùy tiện đến dã mã tộc, hắn sẽ phải ngoan ngoãn, tự nhiên quay trở lại. Nguyên Thu nói, chẳng biết hắn thế nào, nếu có thể chinh phục được tộc trưởng của chúng ta, thì bằng hữu của hắn sẽ được tự do. Nhưng, có ai lại có khả năng chinh phục được tộc trưởng của chúng ta đây? Tứ nữ nồng thanh cười. Nguyên Anh chợt ngừng lại, hỏi, tộc trưởng, ta thấy hắn hoàn toàn thích hợp làm khai thác giả của khai sử đại điển lần này. Nguyên Na đáp đúng, hắn không những là người ngoài, hơn nữa lại có phong thái chẳng ai sánh bằng, thực sự là người thích hợp nhất cho vị trí khai thác giả cao quý thần thánh của chúng ta, muốn hắn nhận lời là điều vô cùng khó, chỉ với sức mạnh thì không thể được. Nguyên Anh cười, sử dụng sức mạnh không được, thì có thể dùng mềm dẻo. Với loại nam nhân này thì giảng nghĩa khí là điều tối kỵ, chúng ta có thể sử dụng ưu điểm của hắn để biến thành khuyết điểm. Tộc trưởng, người nói hắn rất thiện lương phải không? Người tốt thì thường dễ bị đánh lừa, chúng ta sẽ đánh lừa hắn. Nguyên Na thở dài nói, một lần đã là đủ rồi. Tứ nữ bắt đầu mật mưu, không lẽ họ muốn lừa gạt Hy Bình? Ai, tại sao sao tất cả nữ nhân đối với việc lừa gạt nam nhân vừa đến này, lại đều hăng hái đến vậy? Nguyên Anh đem Đỗ Manh Manh cùng Tiểu Nguyệt 2 người an bài tại một trướng bồng, Hy Bình sau đó liền đi vào trướng của bọn họ, chỉ thấy Tiểu Nguyệt đang gục đầu vào ngực Đỗ Manh Manh khóc ròng. Hy Bình nói, Manh Manh, nàng ra ngoài trông chừng bọn họ, đừng để họ quấy nhiễu ta và Nguyệt Nhi. Đỗ Manh Manh hiểu ý lập tức thoát ly khỏi trướng. Hy Bình quỳ trước mặt Tiểu Nguyệt, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, nói, Nguyệt Nhi, muội giận đại ca lắm sao? Tiểu Nguyệt không lý tới hắn. Lại càng khóc to hơn. Hy Bình thở dài, đến đây nào, để đại ca ôm muội một cái. Tiểu Nguyệt khóc ròng, muội không, huynh vừa mới đối xử với Nguyệt Nhi tệ bạc, Nguyệt Nhi hận huynh. Hy Bình ngồi xuống, ôm nàng đặt lên trên đùi mình, rất ôn nhu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt, nói, đừng khóc, sau này đại ca sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với Nguyệt Nhi nữa. Nguyệt Nhi ngừng khóc, không cho phép huynh thân mật cùng với dã nữ nhân đó. Hy Bình đáp, ta chỉ có vài chuyện cần nói với nàng ta thôi, thật sự chẳng có thân mật gì với nàng ta cả. Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn lộ ra vẻ vui mừng hỏi thật không? Hy Bình hôn nàng, đáp, nếu ta và nàng ấy có quan hệ,
làm sao có thể nhanh trở về để đi cùng muội. Tiểu Nguyệt lập tức tin ngay, cũng phải, đại ca nàng và người phụ nữ đó có làm chuyện đó, chỉ ít cũng mất đến nửa ngày, làm sao có thể ra đây nhanh như vậy. Đôi mắt ngấn lệ của nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Hy Bình, động tình tràn ngập trong ánh mắt, nói, đại ca, hôn môi Nguyệt Nhi. Sau khi hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, Hy Bình ôm lấy Nguyệt Nhi, quyết định, chúng ta đi tìm bọn họ. Nguyệt Nhi nhu thuận đáp, ừ. Hai người ra khỏi lều, tiến vào lều của bọn Lôi Long sáu người, chỉ gặp mỗi Đỗ Manh Manh. Hy Bình hỏi, họ đâu rồi? Đỗ Manh Manh lấy lại chút sinh khí đáp, đi giao phối cùng Dã Mã. Hy Bình than thở, nếu thật sự không có biện pháp, chúng ta quay về đem nữ nhân của chúng ta đến, để bọn họ có thể sinh sống ở đây. Đỗ Manh Manh gạt ngay, ta không muốn sinh sống ở đây. Hy Bình có chút trầm tư, nếu là như vậy, đợi thời điểm thích hợp ta sẽ nói chuyện với Đại Hải, cho nàng đi cùng ta. Đỗ Manh Manh hoan hỉ nhảy phốc vào lòng Hy Bình, nói, đại ca, huynh cũng muốn Manh Manh. Hy Bình ôm lấy nàng, trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng, vẫn chưa đến lúc. Lại một ngày trôi qua, đám sáu người Lôi Long sau khi bồi tiếp nữ nhân về ngủ thật ngon giấc, tới sáng mới trở về chướng của mình. Hy Bình sau khi từng người bọn họ đã ngủ say, đến khi trời sáng đưa hai nữ nhân đi ngang dọc khắp trong Dã Mã tộc. Rất nhiều nữ nhân Dã Mã tộc liếc mắt đưa tình với hắn, khiến hắn trong lòng ngứa ngáy, chỉ là hai nữ nhân bảo hộ Chu Toàn, dục thú của hắn không được phát tiết, không thể làm hại đến nữ nhân. Đáng cười chính là, Nguyên Chân đem theo năm đóa kim hoa mỗi lúc đều như cái đuôi theo sau hắn. Hắn tìm cách làm cho nàng ly khai, cố ý hát to bài tình ca. Nhưng không những không thể làm cho nàng chạy trốn, ngược lại chỉ làm cho rất nhiều người xung quanh tránh xa. Điều này khiến hắn cảm thấy thật kỳ quái, vì sao Nguyên Chân lại không sợ thanh âm của ca thần hắn. Nguyên Chân từ trong tai lấy ra một nắm nguyên hoa, hướng về phía hắn cười khiêu chiến, ý tứ là chàng nỗ lực hát ư. Hát đến vỡ cả cổ họng, nguyên hoa của bổn đại tiểu thư vẫn hoàn hảo vô tổn. Hy Bình nhìn thấy, chán nản, nguyên lai nàng đã có phòng bị. Nguyên Chân vô cùng đắc ý, đó là điều đương nhiên, nếu không ai lại dám theo sau ngươi chứ. Hy Bình danh mãnh, nàng để ta nhìn tai bên kia xem có phải cũng có nguyên hoa không. Nguyên Chân tất muốn khoe khoang cái kiệt tác của mình, nên hạ thấp đầu xuống Hy Bình để Hy Bình có thể nhìn cho rõ, bất ngờ bị Hy Bình hôn trộm một cái. Nàng giận muốn điên người, lên tiếng mắng chửi Hy Bình như một tên huyết cẩu lâm đầu, một con chó ghẻ. Hy Bình cười nói, nàng làm lại như thế với ta hôn nàng một lần nữa. Nguyên Chân không có một chút úy kỵ, làm lại y như cũ. Hy Bình quay đầu hỏi, nàng không sợ bị cái miệng thối tha của ta hôn ư? Nguyên Chân giận dữ, không muốn hôn ngươi thì cũng đã hôn rồi, hôn vài lần nữa thì có làm sao? Hy Bình cười khổ, thật khó đối phó với nữ nhân này, nàng ta không sợ cái cách đối phó này của hắn sao? Đỗ Manh Manh nhẫn nại không được, xen vào, Nguyên Chân. Có lẽ cô đã bắt đầu yêu đại ca rồi đó, sao mà cứ lẫn tránh hoài vậy? Nguyên Chân ngụy biện, ai yêu hắn chứ? Ta với hắn, chỉ cần có cơ hội là ta sẽ trả thù. Tiểu Nguyệt tức giận, đại ca ta làm gì mà có thù oán với ngươi, đừng đặt chuyện. Nguyên Chân nói lại rằng, ai nói là không có ân oán gì? Hắn khi phụ ta không nên tìm hắn trả thù sao? Đỗ Manh Manh quát lên, ngươi muốn trả thù chàng bằng cách nào? Hay là ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi của đại ca ta? Nguyên Chân lúng túng, ta, sau khi ta một lúc lâu, sau đó cũng hướng về phía Hy Bình yêu kiều mắng, hỗn đản, ngươi cũng cười trộm. Không giúp ta nói ư? Chúng nhân chết lặng nhìn chằm chằm, đó không phải là mắng yêu tình nhân hay sao? Hy Bình hỏi, công chúa, từ khi nào nàng lại có hứng thú với ta? Nguyên Chân đáp lại, có ma mới có hứng thú với ngươi. Hy Bình bật cười nhưng vẫn tiếp tục nói, chắc là vậy, làm sao mà công chúa lại thích tiểu tử như ta? Nàng chỉ muốn trả thù ta thôi, ta sẽ lại cho nàng 3 ngày, sau 3 ngày này ta sẽ trở về Trung Nguyên, khi đó nàng sẽ không còn có cơ hội đâu. Nguyên Chân dậm chân lại nói, ngươi làm ta tức chết. Ngươi muốn ta bỏ cuộc, không, ngươi đi đến đâu, ta theo đến đó. Hy Bình không đáp lại lời nàng, tiếp tục đi dạo cùng lưỡng nữ. Nguyên Chân cũng tiếp tục đeo năm đóa kim hoa trên cổ theo sau không rời. Không biết đã đi được bao lâu, lại gặp Nguyên Linh trên đường,
nguyên lai là Nguyên Na muốn Hy Bình đến chướng của nàng ta, có việc thương lượng. Hy Bình buông một câu ta sẽ không thân mật cùng nàng ta, rồi ly khai Tiểu Nguyệt và Đỗ Manh Manh, đi cùng Nguyên Linh. Sau khi Hy Bình rời khỏi, Tiểu Nguyệt nói, công chúa Nguyên Chân, nếu như nàng muốn làm đại tẩu của ta, ta không từ chối. Nguyên Chân cãi, ai muốn làm đại tẩu của ngươi, mà ngươi là cái thá gì? Tiểu Nguyệt trả lời, ta tên là Tiểu Nguyệt, muội muội của Hoàng Hy Bình, đại ca ta thương ta nhất, ta muốn đại ca ta lấy người nào thì đại ca ta phải lấy người đó, vậy cô nói xem ta là người nào? Nguyên Chân trong lòng chấn động, nghĩ tiểu a đầu này lại là muội muội của hắn sao? Nhưng tại sao những việc mà họ thực hiện lại không giống như vậy? Cái ánh mắt, cái cách thân mật của, thậm chí còn hôn nhau nữa, họ là huynh muội được sao? Nguyên Chân nói, người dã mã tộc chúng ta không thể kết hôn với bất kỳ một nam nhân nào, hơn nữa ta lại là công chúa của bọn họ, lại đi lấy một ngoại nhân mà chỉ đứng tới ngực của ta sao? Thật nực cười. Đỗ Manh Manh tức tối nói, ngươi hãy ghi nhớ rõ những lời này của ngươi, bằng không nó sẽ trở thành trò cười. Nói xong, nắm tay Tiểu Nguyệt kéo đi. Nguyên Chân lầm rầm tự nhủ, hắn đã hôn người ta, chẳng lẽ lại còn thân trong trắng nữa sao? Hứ! Năm đóa kim hoa bị công chúa của chúng vò nát. Ngày mai đã là ngày dã mã tộc khai mở đại điển 10 năm một lần. Đám người Nguyên Na và Nguyên Anh, Nguyên Thu ở trong trướng sai Nguyên Linh dắt Hy Bình trở về. Hy Bình theo Nguyên Linh đi vào, thấy ba nàng, bọn họ bỗng biểu lộ hết sức thân mật với mình bằng cách mỉm cười. Nguyên Na nói, ngồi xuống. Hy Bình ngồi xuống trước mặt họ, Nguyên Linh ngồi bên cạnh hắn, cố ý dựa vào hắn thân tình. Hy Bình có thể ngửi thấy mùi hương phát xuất từ cơ thể của nàng, đích thị là mùi của nữ nhân thành thục. Hy Bình nói, Nguyên Na tộc trưởng quả rất đẹp, nàng gọi ta vào, sẽ không trách ta vô lễ với nàng chứ. Nguyên Na nhìn nam nhân phóng đãng trước mặt, trong mắt lóe lên thần sắc khó hình dung, đáp ta không muốn lừa gạt ngươi, ta có thể giải khai khống chế tâm linh cho bọn họ, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện. Hy Bình, nói đi. Nguyên Na nói, ta có một loại độc. Ngươi nếu sau khi uống vào mà không chết, ta sẽ khôi phục tự do cho bọn họ. Hy Bình không nghĩ nàng ta bất ngờ đưa ra điều kiện này, tuy tự biết mình không sợ độc, nhưng cũng không dám dễ dàng chấp nhận điều kiện này. Độc dược không phải là tô du đường, uống nhiều, ai biết được kết quả sẽ ra sao? Hắn hỏi, nàng không phải nói rằng không có giải dược sao? Nguyên Na nói, ta không có giải dược, nhưng ta có cách để trả tự do cho các ngươi. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không được quay lại tìm ta. Ngươi dám tiếp thụ điều kiện của ta không? Hy Bình trừng mắt nhìn nàng ta, ngươi không có tư cách cùng ta bàn về điều kiện, tính mệnh của ngươi ở trong tay ta. Nguyên Na nói, ô, thật à, chỉ cần ta chết, tất cả bọn họ đều trở thành thất tâm nhân, ngươi nếu muốn thấy họ trong bộ dạng như vậy, thì hãy giết ta đi. Hy Bình trừng mắt nàng ta một cái, thình lình nói một cách thất vọng, dường như ta không còn chọn lựa nào khác cả. Nguyên Na nói chắc chắn là không. Hy Bình cười khổ, chúng ta không oán không cừu, tại sao bà bắt ta phải vào tử địa vậy? Nguyên Na nói cùng với một nụ cười ngọt ngào, bởi vì ta thích ngươi. Hy Bình ngồi cạnh ôm chặt Nguyên Linh không ngừng hôn hít, bỗng thả nàng ta ra nói, ta thích nhất là thời gian ở bên cạnh nữ nhân, thông thường khi hoàn hảo cùng cô ta, không bao giờ có ý nghĩ muốn giết cô ta đi được rồi chứ. Nguyên Na nói, chẳng lẽ ngươi không đủ đảm lược chịu thách thức? Hy Bình đã đứng dậy chuyển thân đi, bỗng quay lại nói với mọi người, ta sẽ gặp lại nhau trên chiến trường. Nguyên Anh nói, tiểu tử, dùng một mạng của ngươi đổi lấy tự do của 6 người bọn họ, vậy còn chưa đủ sao? Ngươi nếu bước ra, ta lập tức hạ lệnh giết họ ngay, lại cùng bọn ngươi đánh đến kẻ sống người chết, ngươi muốn chỉ vì việc riêng của ngươi mà hy sinh vô số sinh mạng khác sao? Hy Bình đứng lại giây lát. Rồi từ từ quay đầu lại, là độc dược gì? Nguyên Na đáp, băng ngưng châu. Hy Bình ngồi kế Nguyên Linh, nói, danh tự rất đẹp, nguyên lai độc dược tất cả đều là danh tự đẹp, bộ dạng đẹp nhất của nữ nhân giống bộ dạng ngoan độc. Cũng có thể nói, có một danh tự mỹ lệ đó là độc dược lợi hại, có phải vẻ bên ngoài mỹ lệ là điểm lợi hại nhất của nữ nhân phải không? Ai, vấn đề rất dụ người, để ta giải đáp. Nguyên Na đáp, ta cũng rất muốn biết. Hy Bình nói, đưa cho ta. Hắn quyết định đánh cuộc một phen, lấy tính mệnh của hắn để đánh cuộc, cùng Nguyên Na đổ một ván, xem cái loại độc dược này có thể độc chết được hắn con người vạn độc bất xâm hay không. Nhân sinh nhiều lúc thật ra cũng là một trường đổ bác.
Nguyên Linh đưa cho Hy Bình một viên dược hoàn thủy tinh to như long nhãn trên tay mình. Hy Bình sau khi tiếp nhận liền cảm giác lạnh như băng, mắt nhìn dược hoàn trong tay, nói, độc dược vốn không chỉ có tên gọi mỹ lệ, mà còn có hình thái mỹ lệ. Tộc trưởng, có câu này ta muốn nói trước, ta là nữ tế của Bạch Dương tộc, nếu trong vòng 10 ngày ta không quay về, thì đại quân Bạch Dương tộc sẽ tấn công thảo nguyên của dã mã tộc. Không phải là uy hiếp, chỉ là đề tỉnh, các người hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt đi. Trong trường mọi người đều trầm mặc. Một lúc lâu sau Nguyên Na mới trầm trọng hạ lệnh, canh giữ hắn cho ta. Hy Bình nói, nàng sợ rồi à? Nguyên Na thở dài, không phải là sợ, chỉ là không muốn sự việc này phát sinh. Không có ngươi, đại quân Bạch Dương tộc chẳng có gì đáng sợ. Hy Bình nói, tự nhiên ngươi không e sợ, ta cũng không e sợ. Ngẩng đầu lên, băng ngưng châu trong tay bị chàng bỏ vào miệng, nuốt xuống, mỉm cười, đúng là thuốc bổ, ăn vào cũng là một loại hưởng thụ. Nguyên Na đã thua chàng một trận, hét nói, ngươi mất trí rồi, ngươi sẽ chết, giữa hai tộc chúng ta phải dùng binh tương kiến, máu chảy thành sông. Ngươi là hỗn đản, gọi ngươi ăn ngươi không ăn, không để ngươi ăn ngươi lại muốn ăn, ngươi không tự nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ. Hy Bình cười thảm, nàng có giải dược không? Nguyên Na đáp, ta mà có giải dược thì đã khẩn trương đưa cho ngươi rồi còn gì. Hy Bình lại tấn công, nàng rất thích ta phải không? Nguyên Na đầu bốc hỏa, đến lúc này ngươi vẫn còn tâm tình đùa giỡn à? Hy Bình hôn nàng, nói, nếu như nàng thật sự thích ta, có lẽ ta không thể chết. Nguyên Na hôn lại Hy Bình trong một khắc, cảm thấy môi hắn băng lạnh thấu cốt, chảy nước mắt nói, đích thị, ta thật sự rất thích ngươi. Nàng vừa nói xong, Hy Bình thả nàng ra, đứng lên rất mạnh mẽ, thật sự thình lình nằm ngửa ra, và không có một chút động tĩnh, phảng phất như một người đã chết. Vì vậy làm cho người ta không thể giải thích, dương căn của chàng thình lình phá quần lót, thẳng đứng như trụ, nộ khí trùng thiên. Tứ nữ nhìn đến hoa cả mắt. Truy tìm khai thác giả là sự nghiệp vĩ đại, cuối cùng cũng đã thành công. Đại trướng của Nguyên Na bị vây quanh trùng điệp bởi đại quân của dã mã tộc, trong trướng chỉ có Nguyên Na và Nguyên Anh tam nữ, cùng một tên Hoàng Hy Bình không động đậy. Bọn họ đang nhìn Hy Bình trần truồng nằm thẳng cẳng trên thảm. Hắn giống như một khối tượng băng hoàn mỹ bị đổ xuống, hạ thể giống như một trụ băng thẳng xuyên thấu trời cao. Từ buổi tối hôm qua, sau khi uống băng ngưng châu, hắn liền cô còn hô hấp và mạch đập nữa, tứ nữ khẳng định hắn đã chết. Mỗi lần khai mở đại điển, kẻ khai thác đều hữu tử vô sinh, nam nhân này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhóm 6 người Lôi Long Tịnh không hay biết việc này, Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt lần lượt đến truy vấn, đều không có kết quả, bướng bỉnh tìm đến Nguyên Na lý luận. Nguyên Na hạ lệnh đem bọn họ tống giam lại, nhân tiện đem 6 người nhóm Lôi Long và bọn họ giam chung tại một nơi, để phòng bất trắc. Còn khoảng 1 giờ nữa, đại điển khai mạc sẽ bắt đầu. Nguyên Na hỏi, Nguyên Anh, Lập Na có bao nhiêu người đến đây? Nguyên Anh nói, 721 người, tiếp tục nhiều hơn lần trước tới 306 người. Xem ra thời gian cử hành đại điển sẽ bị kéo dài ra rồi. Nguyên Na nói với giọng tiếc rẽ, nếu sớm biết cái thứ dưới đất ấy của hắn ta là như thế, có đánh chết ta cũng không chịu hy sinh hắn ta, từ xưa đến nay chưa thấy vật nào đáng sợ đến vậy. Thậm chí là 6 người kia sau khi đã uống trọng sinh hoàn vào cũng không thể sánh với cái của hắn ta. Nguyên Linh nói, nếu một xử nữ mà gặp phải hắn ta, có lẽ phải đau đớn một thời gian dài mới có thể hồi phục lại, thậm chí là những xử nữ cao lớn như chúng ta, xem ra cũng phải chịu khổ một chàng. Nguyên Thu, tộc trưởng, đến giờ rồi. Nguyên Na ra lệnh, tiến hành. Nguyên Thu và Nguyên Linh đi ra khỏi trướng, từ phía ngoài dắt vào một thiếu nữ bịt mắt lóa thể, thiếu nữ này cao bằng họ, cũng còn có thể tính là thanh tú, trên mặt nàng có một biểu tình nôn nóng im lặng chờ đợi. Thiếu nữ nói, tộc trưởng, ta thấy hơi sợ. Nguyên Na đáp, hài tử ngốc, có nữ nhân nào mà không trải qua chuyện này, sau đó ngươi có thể tùy tiện cùng nam nhân hoan ái. Dũng cảm nên. Tiếp nhận sự tẩy rửa của thần thánh của người khai thác. Nguyên Anh nói, đưa cô ấy đến đây. Nguyên Linh và Nguyên Thu lưỡng nữ cùng mang thiếu nữ đó đến bên Hy Bình rồi ấn mạnh xuống. Thiếu nữ đó hét lên một tiếng cuồng thảm, muốn bỏ trốn, lập tức bị Nguyên Linh và Nguyên Thu lưỡng nữ khống chế nàng ta tại đỉnh Dương Căn, bắt đầu tiến hành các động tác theo tiết tấu. Nỗi thống khổ và khoái cảm cùng dâng lên trong khoảnh khắc ấy, thiếu nữ bắt đầu chủ động chuyển thân theo bản năng. Dã mã tộc khai mạc đại điển 10 năm một lần,
các xử nữ từ 14 đến 24, tất cả khi đến tuổi chớm nụ ra hoa, được tộc trưởng chỉ định, đều có thể cùng nam nhân hoàn hảo. Đây là quy định của dã mã tộc, nếu không phải thực sự là xử nữ, sẽ không thể cùng nam nhân giao hợp. Nếu vi phạm tộc quy, sẽ bị trừng phạt bằng cách hủy đi dung mạo. Có thể nữ nhân không sợ chết, nhưng sợ nhất vẫn là bị hủy đi dung mạo. Thành thử hàng thiên niên kỷ trôi qua, điều này đã trở thành một phong tục của dã mã tộc, cũng có thể nói rằng, khai mạc đại điển cũng là ngày hội lâu đời nhất tại bộ lạc mà xã hội do nữ quyền làm chủ này. Mỗi thanh xuân xử nữ khi ngày hội này đến, đều đoán trước được rằng họ sẽ sớm trở thành nữ nhân đích thực, từ đó có thể hưởng thụ cuộc sống theo đúng cách của một người phụ nữ. Từ thời tổ tiên xa xưa của dã mã tộc đã luôn tin rằng, vô luận dù là nữ nhân nào đi chăng nữa, cũng đều quyến luyến với nam nhân đầu tiên của mình, đây chính là nguyên tắc thống trị vô cùng tai hại của họ. Nữ nhân một khi đã quyến luyến một nam nhân nào đó, sẽ dễ dàng phục tùng hoặc có sự thiên vị đối với nam nhân đó, điều này khiến họ có thể dễ dàng bị khống chế, trở thành người bị lệ thuộc hoặc trở thành nô lệ của nam nhân. Vì thế, họ tổ chức khai xử đại điển này để nữ nhân trong tộc sẽ mãi mãi không bao giờ biết nam nhân đầu tiên của mình là ai, hơn nữa, kể cả khi người đó có chết cũng sẽ không thể bị quyến luyến. Người trong tộc đều hiểu rõ người khai thác là một khối tượng băng không có sinh mệnh, về sau này bọn họ cô phải ra sức để tìm kiếm và quyến luyến. Băng ngưng châu là được đặc biệt nghiên chế dùng cho khai xứ đại điển, bí phương này chỉ có mình tộc trưởng ở mỗi thế hệ hiểu được. Tác dụng của nó là làm người ta trong chớp mắt kết thành băng, và cùng lúc kích phát dương căn của nam nhân cương cứng đồng thời kết băng. Đây là một loại dược vật có màu sắc cực kỳ thần bí, cho tới nay vẫn chưa có ai xác định rõ nguyên lý của nó. Tuy nhiên điều khiến Nguyên Na không hiểu được, hồi trước khai thác giả sau khi uống thuốc, toàn thân như hàn băng, chỉ có hạ thể không nóng không lạnh, tuy nhiên hy bình ở trên thảm thì lại cứng như đá đại lý, từ sáng tới giờ thân nhiệt đã khôi phục như bình thường, nhưng hạ thể lại cực nóng. Đây là một câu đố không giải được, nhưng hắn rốt cuộc đã chết. Không có chút hô hấp và mạch đập nào, người này lại có thể còn sống sao? Nguyên Na tin chắc rằng hy bình đã chết, làm nên một khai thác giả thanh khiết. Không có khả năng bất tử, chỉ có người chết mới là thanh khiết nhất. Nguyên Na nhìn cơ thể hoàn mỹ đang nằm trên thảm, như một bức tượng nam tính hoàn mỹ, hạ thể của hắn đã được nhuộm đỏ bởi máu của 30 xử nữ. Bắt đầu từ sáng, các thiếu nữ được Nguyên Linh và Nguyên Thu hai người dẫn vào dẫn ra. Tới tối mịt, Nguyên Linh và Nguyên Thu được nghỉ, tộc trưởng và Nguyên Anh thay thế. Bởi vì không có bất kỳ ai trong bộ tộc được biết thân phận thật sự của người khai thác, chỉ có tộc trưởng và những người thân tín mới biết được. Vì vậy mà tứ nữ trong thời gian này thật là vô cùng khổ ải. Đương nhiên, những nữ binh canh gác bên ngoài cũng nhọc nhằn, bất quá ít nhất bọn họ cũng có thể luân phiên hoán đổi vị trí, bọn bốn nữ nhân Nguyên Na lại chỉ có thể hai người nghỉ ngơi, hai người làm việc, gánh vác lấy sự mệt nhọc và oán trách, vừa nhìn vừa chỉ huy bọn xử nữ làm chuyện mê người trên băng điêu cũng là thân thể của Hy Bình, càng làm các nàng khó chịu đựng được. Hai ngày cứ thế qua đi. Lúc này, trên người Hy Bình là thiếu nữ thứ 128, sau một hồi nhún nhảy điên cuồng mãnh liệt, đổ người lên thân thể Hy Bình, nằm bất động. Nguyên Thu cùng Nguyên Linh mang nàng ta ra, sau đó trở lại với một xử nữ có vóc người cao ráo. Khi hạ thể của thiếu nữ này tiếp xúc với hạ thể của Hy Bình, dương căn của Hy Bình đột nhiên biến ra dài và thô, trực tiếp tiến thẳng vào thể nội của thiếu nữ. Thiếu nữ đó la lên một tiếng thảm thiết, rồi hôn mê bất tỉnh. Nguyên Thu và Nguyên Linh cả kinh, ôm thiếu nữ đó qua một bên. Nguyên Na và Nguyên Anh cũng choàng tỉnh, nhìn thấy biến đổi dị thường như vậy thì đều thốt lên, chuyện này là thế nào? Nguyên Na nói, Nguyên Anh, ngươi thử kiểm tra hắn xem có còn thở hay không. Nguyên Anh nhấc tay Hy Bình lên để xem mạch, sau đó lại chuyển qua ngực chàng, liền đáp, tộc trưởng, không thấy động tĩnh gì. Nguyên Na tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn nếu đã chết, tại sao cái thứ đó lại có thể đột nhiên biến ra vừa thô vừa dài như vậy? Nguyên Anh ba nàng đã lấy làm kỳ diệu, nam nhân này nguyên lai là thiên sinh dị chủng, kích cỡ của hắn đã tới không thể tưởng được, trừ nữ nhân của dã mã tộc bọn họ, các nữ nhân của tộc khác chạm vào hắn, bất luận là xử nữ hay là đáng nữ, đều đã tới cực hạn. Lúc này nó đột nhiên thô dài không thôi, giống như cánh tay cường tráng thô lớn của hắn, sao lại có khả năng này? Hà huống hắn lại là một người chết. Thật là bất khả tư nghị. Làm sao đám người này có thể biết được rằng Hy Bình kỳ thực vẫn chưa chết, chỉ là đang tiến nhập vào cảnh giới thiên dương địa âm,
làm cho hơi thở và mạch đập đều hoạt động một cách yếu ớt khiến người khác không thể phát hiện ra được. Băng ngưng châu cực lịa tỏ băng hà chi khí ong tỏ sinh khí ơ thể á là cho thiên niên huế xa ộ đan cục vớ họ vân sư hổ ộ đan hai luồng tinh khí ấp chung là cả tạ dương căn, linh khí ạ địa tùy nhu ính chất cúc sốc như hà khí ủ băng châu, hai luộc âm hà chi khí ầy lước âm tương hộ tạ thờ á chế ước chuộc nộ đan chí ương chi khí nhấp thờ không thể ò hợ được là cho thân thể ức lạ như đá. Băng ngưng châu tị không là ột lọa chất độ, nếu không thì bắc vào tinh khí trong nội đan của thiên niên huế xa úng đủ ò áng hó giả. Nhưng băng ngưng châu là một loại có ea sinh ra băng hà chi khí ới năng lực tinh thể ự đạ, vì vậy thiên niên huế xa ộ đan không có á nả lụy hó học. Nhưng hi bị bả thân mang cử dương chọc thể ý ương chi khí ả sinh mã không ngược, là cục vớ kế hợ với vô số nguyên âm của sử nữ đã ý thí lước chuộc nộ đan mang chi ương chi khí á độc, khá y oi úc một đìa hò nộ thể ố đang bị úc một âm hà chi khí ược hòa, vấp đê ý a ở gian. Cứ ế ổ âm mộ dương chi khí úc một đìa hợ. Tụ ổ tạ nộ thể bì tự yên lưu chuyển không ngược, không cập hy bì tập trung khốc chế thập mà ó thờ địa nà há ta đã ấp chi bấp giá rơi và cả giớ vô ngã đố vớ sự ư bên ngoài mộ địa cúc không bía. Họ vân sư hổ ò cục thiên niên huế xa ổ đan tình khí ông ngược hấp thụ ứ nguyên âm ập ứa, phạc phấp như đang tá sinh, bổ vập đó à tược như tự ô anh giá tự ự tự ược các sứ hô ơ ủa ân là ra sinh lự bề bì ục vớ khốc chế ổ yên mã, cược nghệ nhấp. Với lại huyết xa ngàn năm có đặc tính biến hình. Nói cách khác là rắn sống đến một lúc nào đó thì sẽ hóa thành rồng, và rồng có thể chuyển hóa thành vạn vật. Khi rắn gặp kẻ địch thì có thể biến to ra, khi gặp hang động nhỏ thì biến nhỏ lại để vào hang dễ dàng. Nhân vi ệ hy hữ nà, nộ thể bì có úc một âm dương chi khí ạ tranh và ứ nguyên âm ký phá, linh giá cổ thiên niên huế xả ự như phân ly vớ thân thể ủa ân tạ thải ý ứ độ lập, khi chùa ân rơi và chè thá bấp tỉ, thứ anh giá nà tự úc một độc khốc chế ột phập thân thể ấp địa củ chùa ân dương căn. Khi dương căn của hy bì tía xú vớ địa phương đó ủ nữ ân, tự yên có ưng cả giá đựa có ê ung nạ đựa tố đa đế mứ độ à do đó ư yên, một đạ mứ cược hã mà ế nhập. Đây thực sự là vấn đề mà nguyên na tứ nữ dẫu có nghĩ đến nát óc cũng không ra, thậm chí ngay kể cả hy bình cũng không biết rõ. Nguyên thu hỏi, tộc trưởng, có cần phải tiếp tục giữ cô ta không? Nguyên na khẳng định đáp, nữ nhân dã mã tộc chúng ta trước nhất là phải đạt được sự thỏa mãn. Mau làm cô ta tỉnh lại, nâng lên. Thiếu nữ đó tỉnh lại lộ rõ vẻ kinh hãi van này, không muốn, ta không muốn tiếp tục. Ái ra, đau lắm, hãy tha cho ta, tộc trưởng, cầu xin người. Nguyên Thu cùng Nguyên Linh không thèm để ý đến lời van xin thảm khốc của nàng, tiếp tục khống chế kéo người nàng ta xuống cái vật to lớn vô bì trên thân hy bình. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu la thống khổ ấy bỗng biến thành những âm thanh cuồng loạn thống khoái, cho đến lúc lả đi. Nguyên Anh kinh ngạc, tộc trưởng, tại sao cô ta lại ngất đi khi đang đạt tới khoái cảm cao trào như vậy? Nguyên Thu đáp, kỳ thật, hai ngày nay cũng không có bất kỳ thiếu nữ nào hôn mê bất tỉnh, cô ta không những ngất đi, hơn nữa còn tựa như là bất tỉnh do bị choáng, điều này quả là không giống với lẽ thường. Nguyên Na nói, Nguyên Anh, tới lượt ngươi. Nguyên Anh lập tức cởi bỏ sạch sẽ, ngồi lên người Hy Bình. Khi cơ thể nàng tiếp với Hy Bình, dương căn của hắn đột nhiên lại có sự biến hóa. Vào lúc dương căn nhập thể, Nguyên Anh kêu lớn một tiếng, cơ thể không tự chủ được xoay đi, rên lên, tộc trưởng, của hắn to quá, làm của em rách ra mất. Nguyên Na hỏi, Nguyên Anh, nói cho ta nghe cảm giác của ngươi lúc này. Nguyên Anh vừa rung động kịch liệt vừa nói, tộc trưởng, mỗi khi em ra vào, chỉ cảm giác là vật của hắn có cửu đạo nhục hoàn vô hình, lại phảng phất cửu đạo khoái cảm choán lấy thần kinh của muội. Làm cho khoái cảm của muội tăng lên rất nhanh và dày đặc, chỉ trong một thời gian ngắn, muội đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Chả trách lúc trước xử nữ đạt cực khoái nhanh vậy, lại cường liệt nữa. Nguyên Na kinh ngạc nói cách khác, vật đó của hắn mỗi lần nhập xuất có thể mang lại cho người ta 18 đạo khoái cảm cùng lúc, tương đương 9 lần nhập xuất, đúng không? Nguyên Anh thân người cử động liên tục rên rỉ, đúng vậy thưa tộc trưởng. Nguyên Na nói, rất tốt đại điển có thể hoàn thành sớm rồi. Nguyên Anh đứng dậy đừng ở đó uốn éo nữa. Nguyên Anh cảm thấy không nỡ lòng nào đứng dậy, chúng nữ thấy vật đó của Hy Bình to hơn hồi nãy rất nhiều, càng không thể hiểu nổi, trong lòng nghĩ nó có thể to lớn hơn nữa không. Nguyên Thu và Nguyên Linh dẫn một thiếu nữ ở bên ngoài vào, thiếu nữ này thon thả nhỏ con hơn nàng vừa rồi, khi cơ thể của cô ta tiếp xúc với Hy Bình, dương căn đột nhiên rút ngắn lại rất nhiều. Thiếu nữ chỉ có thể dung nạp tới hạn độ lớn nhất tiến nhập được vào trong nội thể của nàng.
Cả bốn người phụ nữ đều giật mình mở to mắt, trên đời lại có thứ như thế này sao, có khả năng biến lớn biến nhỏ biến to hay dài. Thiếu nữ vẫn chiến đấu điên cuồng sau đó hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng đạt tới cao trào, khoái cảm vô hạn làm nàng lăn ra bất tỉnh. Nguyên Na nói, kiếm ra một người tương đối trẻ tuổi, thân hình tương đối nhỏ nhắn. Hai nàng đi ra rồi dẫn vào một người chỉ khoảng 14-15 tuổi, thiếu nữ cao khoảng tầm Đỗ Manh Manh tiến lại. Tuy dương căn của Hy Bình đã rút nhỏ lại nhiều, chưa trở thành cỡ ban đầu, lúc ban đầu thì lớn hơn ít nhất 30%. Nguyên Anh nói, tộc trưởng nữ nhân của chủng tộc chúng ta ở đây đều là cao lớn, không cách kiếm ra được một người nhỏ hơn so với xử nữ này. Nguyên Na suy nghĩ trong giây lát, đoạn ra lệnh, đi mang một xử nữ ở ngoài kia lại đây, ta phải xem cái thứ đó của hắn có khả năng khôi phục lại mô dạng ban đầu hay không. Nguyên Thu, Nguyên Linh vâng lệnh thi hành. Lúc này thiếu nữ đã đổ thân hình mềm mại lên trên người của Hy Bình. Rất nhanh Đỗ Manh Manh bị Nguyên Thu cùng Nguyên Linh kéo đến, nàng cũng bị bịt kín hai mắt, nàng cô hề có một chút cử động hiển nhiên đã bị điểm huyệt. Lước nướng Đỗ Anh Manh ra cởi bỏ ế y phụ, nạc cố êu lên nhưng áo huyệt đã y úc một đỉa không thể á ra âm thanh gì. Lước nữ úc một đưa nạc từ gay trên đỉa Hy Bì, khi mà ý địa phương đó ủ hai người tiếp xúc, sắp mập nạc khó oi vô cục tự như đã hế đỉa gì á xả ra vớ mì. Hy Bì dương căn ngay tứ thì hôi phụ bả lai diệ mạ lập tứ công thả phá ây mở úc một được mà huy si một đi và. Đỗ Anh Manh trên khuôn mặt cơ bá độ nhiên co dập, môi nạc nhế lên lộ ó ai hà răng đang nghía chặt, chỉ ấp rung bập bập trông thốc khổ ô hạ. Khoảnh khắc sau đó, biểu tình của nàng chuyển sang mê man, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển, khuôn mặt xuất hiện xuân ý hoan lạc cực độ. Mặc dù vậy, chiếc khăn che đôi mắt nhung của nàng đã ướt đẫm, cô biết đó là nước mắt hay là mồ hôi. Đỗ Manh Manh rất mau chóng bị Nguyên Thu và Nguyên Linh đỡ ra ngoài, lúc này xác thật đã hôn mê rồi, bất luận nguyện hay không nguyện ý, lần đầu của nàng thật rất khoái lạc, nhưng nàng càng hận nam nhân và đồng bọn của hắn đã làm nàng được tới khoái lạc và mãn nguyện vô bì. Nàng vốn định dùng đêm đầu của mình dâng cho Hy Bình hoặc Đại Hải, đối với hai nam nhân này nàng đều không thể cự tuyệt. Còn đối với những nam nhân khác muốn tiến nhập vào thân thể nàng thì nàng cự tuyệt hoàn toàn, hà huống còn là lần đầu của nàng. Nàng đã phát thệ sẽ xé tên nam nhân hủy đi trinh tiết của nàng thành vạn mảnh. Nàng không ngờ rằng người đàn ông lấy đi sự trong trắng của mình chính là Hy Bình, người mình đang yêu. Hy Bình cô hề biết rằng hắn đã bất ngờ đoạt được lần đầu tiên của Đỗ Manh Manh. Nguyên Thu và Nguyên Linh tiếp theo lại đem vào một tiểu nữ chỉ khoảng 11-12 tuổi. Đây là chủ ý của Nguyên Na, nàng muốn thấy dương căn của Hy Bình còn có khả năng rút lại nhỏ hơn không? Nguyên Linh hỏi, tộc trưởng, điều này có phù hợp không? Nguyên Na nói, chuyện trước sau, hiện tại phải thả nàng ta ra, nàng ta bất tất phải đợi tới 10 năm nữa. Nguyên Anh nói, tiểu muội muội, hiện tại tùy ý muội quyết định, muội có nguyện ý không? Tiểu nữ hài có đôi má dễ thương bất ngờ lộ ra thần sắc hoan hỉ nói, ta đồng ý. Khi dương căn của Hy Bình tiến vào thân thể của tiểu nữ hài, lập tức nó biến thành nhỏ lại như cũ. Nguyên Na biết được đây là hạn độ chót mà hắn có thể rút ngắn lại được, không thể hơn nữa. Nếu là như thế, dòng căn của Hy Bình chỉ còn lại là một cỡ của một nam nhân mạnh khỏe bình thường, nhưng không biết được hắn có thể biến lớn tới trình độ nào. Nguyên Na hỏi, tiểu muội muội, có đau không? Tiểu nữ hài nói, đau nhưng cũng rất sung sướng, tộc trưởng. Nam nhân này có vật đó lớn quá, nếu ta lớn hơn có phải vật đó sẽ thay đổi nhỏ hơn không? Nguyên Na cô trả lời, đúng ra với nam nhân thông thường cũng chỉ như thế này, hoặc là chỉ hơn một chút. Lúc nàng lớn lên, kích cỡ như hiện tại không thể thỏa mãn được nàng, trừ phi nàng có may mắn gặp được nam nhân có thiên sinh dị bẩm, ít ra cũng được giống như 6 gã sủng nam của nàng. Đương nhiên, nếu như trên đời này có một kẻ như gã khai thác giả này thì tốt hơn, chỉ tiếc hắn đã chết. Sau khi tiểu nữ hài rời đi, Nguyên Thu và Nguyên Linh tiếp tục mang một thiếu nữ khác tới. Khai sử đại điển tiếp tục duy trì. Khi Nguyên Thu và Nguyên Linh đem sử nữ thứ 257 tới, thiếu nữ này cũng gục xuống và gần như hôn mê. Nguyên Na nói, tại sao lại nhanh như vậy, tiếp tục mang người khác tới xem sao. Nhưng cả thiếu nữ tiếp theo cũng rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nguyên Na nói, Nguyên Anh, người đến đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nguyên Anh tội nghiệp và khả kính, động tác bên trên không tới phiến khắc đã ngã nhẹ trên thân Hy Bình, toàn thân không còn sức, tựa hồ như nói không ra lời được.
Nguyên Na hỏi, thế nào? Nguyên Anh thở không ra hơi, đáp tộc trưởng, ta thực không biết nói sao cho phải, chỉ thấy vô số khoái cảm mỗi lần tiến thoái ma sát, mỗi cú kích tới đều dẫn đến từng đợt khoái cảm thần kinh, khiến thân thể ta như mất kiểm soát, muốn ngưng lại cũng không thể, hơn nữa còn đạt đến trạng thái chưa từng thấy, đẩy ta lên đến cao trào. Nguyên Lai Hy Bình có cửu dương trọng thể tiếp nạp một lượng lớn sử nữ nguyên âm làm ướt và kích thích biến thành năng lượng vô hạn. Hơn nữa thiên dương địa âm chi khí tự động lưu chuyển làm phóng xuất ra chín đạo kỳ dâm vô song dẫn dụ tình khí hoàn trên đầu dương căn của hắn cô ngừng chuyển động. Bởi vậy, khi tiến nhập ra vào nữ nhân tựa hồ cảm thấy chín đạo nhục hoàn liên kết với dương căn, thực ra đó là một loại ảo giác đặc biệt. Lúc này Nguyên Anh biết ra được tình trạng. Là vì do thiên dương địa âm chi khí trong người Hy Bình di chuyển nghịch nhau, làm ra cửu dương trọng thể đạt tới cửu cửu quy nguyên, mỗi lần tiến hoặc ra đều có thể làm người nữ có 81 đạo khoái cảm đánh tràn vào, hèn chi Nguyên Anh lại tệ như thế. Nguyên Na tỏ vẻ không tin, hắn sẽ không chết chứ. Nguyên Anh thở không ra hơi đáp, hy vọng là như vậy. Nguyên Na hạ lệnh, bất kể thế nào, khai sử đại điển vẫn phải tiếp tục được tiến hành. Nguyên Anh nói, tộc trưởng. Sớm mai đã có thể sớm hoàn thành lễ đại điển được rồi. Nguyên Na cười đáp, như thế là tốt nhất, ta muốn là đi vì kiệt sức, thân là tiểu bối mà lại phải nhận trọng trách lãnh đạo cái cuộc hưởng lạc này, khiến lão nương phải lao lực quá độ, thực chẳng hợp lý a. Nguyên Anh nói, tộc trưởng, người cũng nên đến hưởng thụ đi nào. Nguyên Na đáp, để sau khi đại điển xong đã. Khi Đỗ Manh Manh được đưa về hạ trại, hoàn toàn hôn mê, bảy người nhanh chóng kiểm tra thương tích. Nhưng khó phát hiện được thảm trạng ở hạ thể. Bảy người không tìm ra nguyên nhân, thấy nàng mê man, toàn thân vô lực, liền tự lại bàn luận náo nhiệt. Tuy nhiên cả bọn bàn tán, tìm hiểu nguyên nhân đều không có kết cuộc, dẫn đến tranh cãi kịch liệt. Đỗ Manh Manh tỉnh dậy liền kêu to, ôm lấy Hoàng Đại Hải mà khóc lớn, sư huynh, Manh Manh không còn mặt mũi nào để nhìn huynh nữa. Hoàng Đại Hải bi thống kêu lên, là sư huynh không bảo hộ được muội, chính là sư huynh đáng chết. Đỗ Manh Manh càng kêu khóc to hơn, sư huynh, huynh vẫn còn muốn muội chứ? Hoàng Đại Hải ôm chặt lấy nàng mà rằng, tất nhiên huynh vẫn muốn muội, đợi khi nào muội khỏi hẳn thương thế, huynh sẽ làm lễ thành thân với muội. Hoa Tiểu Ba hỏi, Manh Manh tỷ, kẻ nào đã làm ra việc này? Đỗ Manh Manh trả lời, tỷ thực sự không biết, họ mang tỷ đi sau đó bịt mắt tỷ, rồi ép tỷ ngồi lên thứ đó của một người đàn ông. Manh Manh liền cảm thấy hạ bàn bị tê liệt. Nhưng mà sau đó. Thực ra thì thực sự muốn nói sau đó cảm thấy rất sung sướng và khoái lạc, nhưng cuối cùng không thể xuất khẩu. Tiểu Nguyệt nói, mọi việc dường như đã đi quá xa, đầu tiên là việc đi tìm đại ca, sau đó là Manh Manh tỷ bị hủy liễu, khi muội mà gặp lại đại ca, tất sẽ đòi huynh ấy thay chúng ta đòi lại công lý. Hừ, tất cả mọi người đã trở thành nô lệ của bọn họ, ta đợi đại ca đến cứu mọi người vậy. Hoa Tiểu Ba nói, Manh Manh, tỷ có cảm giác được vật đi vào thân thể tỷ rất to lớn không? Đỗ Manh Manh khóc ròng, rất lớn, nhưng ta chẳng biết lớn đến chừng nào. Hoa Tiểu Ba hỏi lại, so với chúng ta thì thế nào? Đỗ Manh Manh giận dữ trả lời, ta mới chỉ biết mỗi cái đó của hắn, nhà ngươi bảo ta so sánh với cái gì đây? Hoa Tiểu Ba tự vỗ vào đầu mình, rồi nói, thứ lỗi cho đệ, rồi bất chợt giật mình, hỏi, Manh Manh, hắn có đưa dương tinh vào nội thể tỷ không? Đỗ Manh Manh trầm tư suy nghĩ rồi nói, ta không biết, ta bị ngất ngay sau đó, thực sự không hiểu sau đó hắn có xuất dương tinh hay không nữa. Hoa Tiểu Ba nhanh nhẩu nói, để ta xem nào. Đỗ Manh Manh gào to, Manh Manh đã bị như thế rồi mà nhà ngươi còn khi phụ Manh Manh, ta không muốn sống nữa. Hoa Tiểu Ba khoa tay nói, đó là đệ muốn tốt cho tỷ, nếu như tỷ mang mầm mống của hắn thì hậu quả xử lý ra sao? Đỗ Manh Manh giật mình. Ngừng khóc, kêu lên, được rồi. Sau khi Hoa Tiểu Ba kiểm tra hạ thể Đỗ Manh Manh kỹ lưỡng, thở phào mà rằng, may mắn quá, hắn không xả tinh, không để lại di chứng, sau này tỷ có thể cùng Đại Hải kết hôn, Đại Hải là người biết trước sau, sẽ không chỉ vì tỷ đã mất đi trinh tiết mà chối bỏ tỷ. Còn nếu như Đại Hải không tiếp thụ tỷ, Hoa Tiểu Ba ta trăm phần hoan hỉ tiếp nhận tỷ. Tứ cậu cùng độc cô mình cùng kêu lên, ta cũng sẽ như thế. Đỗ Manh Manh nhất thời kích động, kêu lên các người. Rồi không nói tiếp được nữa. Hoàng Đại Hải nói, các người đừng hòng mơ tưởng đến nữ nhân của ta, nàng là của ta, cả đời này là của ta.
Tứ Cẩu nói, xem ra chúng ta đã lo thừa cho ngươi, Manh Manh, mọi việc đã xảy ra rồi, chúng ta hãy coi như chưa có gì. Chúng ta cùng không nghĩ đến nó nữa, muội cũng đừng nghĩ đến sự trong trắng là cái gì đó to lớn. Đỗ Manh Manh nói, ta thề sẽ hoàn hắn để trả mối hận trong tim. Chúng nhân nhận thấy rằng tạm thời Đỗ Manh Manh đã ổn định, trong lòng như chút được một tảng đá nặng. Về sau thế nào, tạm thời chưa tính đến. Đỗ Manh Manh nhanh chóng nằm trong lòng Hoàng Đại Hải ngủ. Nằm mơ thấy Hy Bình, rồi lại mơ thấy Hoàng Đại Hải, cuối cùng là mơ thấy một người đàn ông bịt mắt tiến tới thị. Cô nàng liền giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang nằm úp mặt vào ngực Hoàng Đại Hải, liền nằm ngắm gã, nước mắt tuôn trào. Bởi vì hạnh phúc, cho dù chuyện gì đã xảy ra với nàng, gã nam nhân này vẫn luôn thương yêu nàng. Nàng cũng rất yêu hắn. Một tình yêu trọn đời. Hoàng hôn lại đến. Khai sử đại điển đã đến hồi kết. Nguyên Na nói, còn ai nữa không? Nguyên Anh đáp lại, trừ người hiện tại, chỉ còn công chúa và ngũ đoá kim hoa. Nguyên Na nói, cuối cùng thì cũng đến lúc kết thúc. Trên mình Hy Bình đang có một thiếu nữ kịch chiến, chàng tiếp thu nguyên âm của cô ta một cách vô thức. Nguyên Anh nói, tộc trưởng, người thực sự muốn công chúa khai liễu với hắn. Nguyên Na nói, sao lại không được? Nguyên Anh nói, công chúa cùng với Nguyên Linh nghiên cứu học, tự nhiên tỏa âm chân kinh, nếu như để họ mất đi sự trong trắng, có thể rất không tốt, giống như lời sấm truyền của tổ tiên chúng ta. Nguyên Na sẵn giọng, đó chỉ là truyền thuyết, chẳng có bằng chứng. Huống hồ, đây là phương thức giúp phụ nữ bộ tộc dã mã không thể yêu, hơn nữa cũng làm cho người phụ nữ được chính thức khai liễu, cho phép họ trở thành nữ nhân thực thụ. Nếu như truyền thuyết của tổ tiên là đúng thì nhi tử của ta lại không kế thừa phong cách của ta. Ha ha, ta đã nói rồi, sau khi khai liễu, phải tìm kiếm một tá đàn ông cho nó tận hưởng sung sướng. Nhi tử có thể đang chờ đợi để được khai điển đó. Nguyên Anh nói, hy vọng là tộc trưởng đã đúng, nếu không ba người bọn họ sẽ gặp thảm cảnh. Cùng lúc đó, Nguyên Thu và Nguyên Linh lưỡng nữ đưa vào một phụ nữ, chính là một trong ngũ đoá kim hoa Nguyên Đan. Nàng ta năm nay 23 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong ngũ đoá kim hoa. Tức thì năm người nói nhỏ lại, đưa thị vào chỗ nhô lên của Hy Bình. Nguyên Đan ngồi lên dương căn của Hy Bình chưa kịp cử động đã lăn ra hôn mê, làm cho bốn người Nguyên Na nhất thời kinh sợ. Ngay sau đó, Nguyên Na lại kêu Nguyên Anh làm thử rồi cho biết cảm giác, Nguyên Anh thử và thấy trong người ướt át vô cùng. Đó là bởi vì Hy Bình trong người có thiên dương, địa âm chi khí đã chuyển sang giai đoạn giao hòa. Dòng khí thuận và nghịch tại nội thể đồng thời hoạt động. Khi dương căn của chàng tiến vào thân thể nữ nhân, hằng hà vô số làn sóng khoái cảm như những quả cầu đột nhiên hướng ra bên ngoài mà dâng lên, tiến nhập vào cơ thể nữ nhân làm cho họ nhanh chóng tiến đến cực khoái, hơn nữa cảm giác giữ được rất lâu. Nguyên Na hỏi Nguyên Anh về cảm giác đến 10 lần, Nguyên Anh lúc này người lặng đi, không thể nói ra lời. Tiếp đến là người thứ hai trong ngũ đoá kim hoa là Nguyên Mang. Nàng này năm nay 21 tuổi, cơ thể đặc biệt cường tráng, so với Nguyên Na còn cao hơn nửa cái đầu, khi dương căn của Hy Bình tiến nhập nội thể, nàng ta la to một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Tiếp đó là Lão Tam Nguyên Linh, năm nay 18 tuổi, chỉ cao hơn Hy Bình một cái đầu, nhan sắc mỹ lệ, linh khí bức nhân. Lão Tứ Nguyên Hà có hình dạng khá giống Nguyên Na, trẻ đẹp mê người, cũng 18 tuổi như là Nguyên Chân và Nguyên Linh. Cuối cùng là Nguyên Nghiên. 16 tuổi, thân hình mảnh rẻ, nụ cười như hoa nở mùa xuân, nàng được Hy Bình khai liễu một cách tự nhiên, được hưởng cảm giác vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Đó là cảm giác đầu tiên vĩnh viễn không thể quên được. Sau khi Nguyên Nghiên đi thì đến lượt công chúa Nguyên Chân. Thân thể nõn nà của nàng ta chắc chắn đẹp hơn nương của mình, thật là một cơ thể phụ nữ hoàn hảo, tràn trề sinh lực và khỏe khoắn, thân thể cân đối, có cảm giác như một khối thuốc nổ. Làm cho người đàn ông ngay khi nhìn thấy thân thể tuyệt đẹp đó dương căn liền dựng đứng. Nguyên Chân nói, nương, con sợ lắm, con thực sự là không muốn. Con không muốn khai liễu như mọi người. Nguyên Na nói, nhi tử ngốc, sợ cái gì chứ? Nguyên Chân đáp, nương, con muốn giữ gìn sự trong trắng này trọn cuộn đời. Nguyên Na nói, tại sao? Má Nguyên Chân thoáng hồng, con muốn hiến dâng sự trong trắng của con cho hắn. Nguyên Na kinh hãi hỏi, ai? Cổ Nguyên Chân đỏ lên lan ra cả bộ ngực khổng lồ, thị nói, gã hỗn đản đó. Nguyên Na tỉnh ngộ, nói, Hoàng Hy Bình. Nguyên Chân lý nhí, dạ. Nguyên Na nở nụ cười hắc ám nói thầm, nhi tử,
chẳng phải con đang hiến cho nó hay sao? Trong khi miệng lại nói, không tốt, quy định của bộ tộc không thể phá, con phải hòa hảo cùng hắn, ta muốn như thế. Nguyên Chân ủy khuất mà rằng, nương, nương không thương nhi tử của người. Nương biết vấn đề thực sự của nhi tử, lại muốn nhi tử làm chuyện đó, con thực sự hận nương. Mặt Nguyên Na không biểu cảm mà rằng, đó không phải là vì nương không yêu con, nhưng đây là quy định của bộ tộc, con không muốn làm nương bị mất mặt chứ. Nguyên Chân trầm mặc một hồi rồi nói, con có thể nhìn thấy hình dạng thác giả không nương? Con thực sự muốn biết hình dạng của người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nguyên Na nói, tất cả mọi người đều không biết mặt người đàn ông đầu tiên của mình, Chân Nhi, con không giữ thể diện cho nương sao? Nguyên Chân cắn môi rồi nói, được rồi, ta tuân thủ theo tộc quy, ai bảo Nguyên Chân này là công chúa của dã mã tộc. Nguyên Thu và Nguyên Linh đưa Nguyên Chân ngồi lên dương căn của Hy Bình, Nguyên Chân đột nhiên nói, nương, có phải là rất đau không nương? Nguyên Na dối trá nói, Chân Nhi, dương căn của đàn ông rất ngắn, của chúng ta lại to, làm sao có thể đau được chứ? Dũng cảm lên, rồi con sẽ thấy. Nguyên Chân dường như hạ quyết tâm, cố gắng ngồi xuống. Đúng lúc dương căn của Hy Bình phá thể đi vào, Nguyên Chân cảm thấy tê liệt tọa bàn, đồng thời kéo theo hàng loạt luồng khoái cảm cực đại, đột nhiên cảm thấy đau đớn và nguồn cực khoái vô hạn khiến nàng lập tức ngất đi. Nương nàng đã lừa dối nàng, thứ đó của đàn ông tuy trông có vẻ nhỏ, ngay khi đi vào nội thể lập tức biến đổi theo kích cỡ cơ thể nàng, nhưng ngoài cơn đau một cảm giác thực sự sung sướng lan tràn làm nàng không thể quên đi trong suốt cuộc đời. Nguyên Na toàn thân thư gian nói, thật tốt quá, khai sử đại điển cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ là lúc ăn mừng. Người chăm sóc công chúa, để ta còn tận hưởng kỳ trùng nam nhân này. Nhìn lũ trẻ tuổi sung sướng thật là một cực hình. Nguyên Anh, ngươi cảm thấy tốt chứ? Nguyên Anh trả lời, không những tốt mà còn chỉ muốn nằm bò ra. Nguyên Anh quả nhiên cảm thấy hữu khí vô lực khi ngồi lên dương căn của Hy Bình, kinh hoàng kêu lên, cảm thấy thứ đó bùng nổ trong nội thể của nàng, làm cho hạ thể của nàng cảm thấy như bị tê liệt, thực sự bị tê liệt. Nguyên lai vào thời điểm tiến nhập thân thể Nguyên Anh, khí âm dương trong cơ thể Hy Bình tự động hoàn thành, điều hòa, dương căn trong nội thể lập tức khuếch trương, làm cho nàng ta vô phương chống cự lại. Nàng nằm trên mình Hy Bình, đột nhiên có cảm giác như ngực Hy Bình vẫn còn đập và hô hấp. Nguyên Anh đang vật lộn với khoái cảm, đột nhiên thấy một cặp mắt ôn nhu chứa chan nhìn mình, đồng thời cảm thấy nguồn cảm khoái mà dương căn gây ra trong nội thể giảm đi nhiều lần, kinh hãi kêu lên, ngươi, ngươi chưa chết. Hy Bình lúc này mới thực sự tỉnh dậy, thực sự là không biết chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên nhìn mặt Nguyên Anh lúc này liền lộ rõ vẻ kinh ghét, vừa cười vừa nói, có lẽ ta vừa nằm mơ, nhưng ta biết nội thể nàng thực sự đã bị nội thương, đang chảy máu, nàng cần phải cầm máu đã. Sau này nếu như nàng muốn, ta lúc nào cũng có thể chiều nàng được. Nguyên Anh cảm động mà rằng, đa tạ chàng, nhưng ta không thể xuống được, ta không chỉ đau mà toàn thân còn cảm thấy vô lực. Hy Bình nhấc nàng ta lên rồi nhẹ nhàng đặt sang một bên, láo lỉnh nhìn Nguyên Na nói, nàng kêu người đến để khiêng cô ta đi liệu thương đi. Lúc này Nguyên Thu và Nguyên Linh đi vào, nhìn thấy Hy Bình còn sống, liền đứng sững lại ngạc nhiên, sau đó theo lệnh của Nguyên Na. Mặc quần áo cho Nguyên Anh rồi đưa ra. Hy Bình nhìn dương căn cực kỳ to lớn của mình, cười khổ, dường như những người đàn bà của dã mã tộc nhân lúc gã bất tỉnh đã thừa cơ cuồng bạo với gã. Chàng vận khí bình tức điều hòa chân khí, làm của hắn thu nhỏ lại nguyên dạng, rồi nằm nhỏ nhẹ tại khố gian, ngồi trên mặt đất, hướng về Nguyên Na nói, tộc trưởng, ta chưa chết, nàng nên giữ lời hứa của mình. Nguyên Na ngồi xuống bên cạnh, ôm ấp hắn. Hy Bình tịnh không cự lại. Để mặc nàng vuốt ve, nói, tộc trưởng, chúng ta bàn về tránh sự đã. Nguyên Na nói, miễn là chàng còn làm cho ta quyến luyến, họ sẽ không bao giờ nhận được điều khiển của ta. Hy Bình cười nói, ồ, thật chứ. Nguyên Na hôn hắn rồi nói, một người phụ nữ bị khuất phục bởi một người đàn ông thì có khả năng điều khiển người đàn ông khác không? Để tu luyện tâm linh thuật, người luyện tập phải luôn hữu dục, vô tình, một khi bị chân chính động tình với một nam nhân nào đó. Tâm linh thuật sẽ bị mất đi tự nhiên, và không có khả năng hồi phục. Hy Bình tiếu đạo, như vậy tộc trưởng đối với tiểu tử ta có tình ý. Nguyên Na yêu kiều nói, còn phải nói. Hy Bình nói, không thể nói mồm được, phải chứng minh thôi. Có nhiều việc chỉ có người trong cuộc mới biết được rồi tay hắn không khách khí cởi y phục của Nguyên Na ra và bắt đầu hoạt động trên thân thể nàng. Nguyên Na đưa tay ngăn lại,
chỉ vào đám máu hồng của lũ sử nữ lưu trên dương căn của hắn nói, không được, ngươi vừa hòa hảo cùng bọn họ, thân thể còn rất bẩn, ngươi cần phải đi tắm đã. Hy Bình nói, ta chẳng nhớ mình đã làm gì, cũng như nàng đã làm gì ở đây, tại sao lại nhiều máu như vậy? Ồ, mà cứ bẩn là phải tắm à? Làm cái chuyện này căn bản là bẩn, tắm rửa toàn bộ sau cũng chưa muộn. Nguyên Na còn muốn nói nữa, nhưng đôi môi của Hy Bình đã chặn họng nàng lại, mê mẩn quên mất phải nói gì, chỉ biết cuồng nhiệt đưa lưỡi vào trong miệng Hy Bình đáp trả. Hy Bình không ngờ tới khi việc khi dương căn tiếp xúc với hạ thể Nguyên Na thì lập tức biến đổi một cách kỳ diệu, lập tức lớn gấp 3 lần, giống như một cái cọc gỗ lớn nhô lên giữa háng hắn, nghĩ thầm, nguyên lai ta có thể biến hóa thật tự nhiên như vậy sao? Khi dương căn tiến nhập nội thể Nguyên Na, Hy Bình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, của nàng ta quả thật rất lớn, làm sao mà bọn họ làm nàng ta thỏa mãn được nhỉ? Ồ, có thể là cái chỗ này của nàng ta gặp cái nào lớn thì sẽ giãn ra, gặp cái nào nhỏ thì sẽ co lại. Nguyên Na nhận được những khoái cảm mạnh bạo chưa bao giờ gặp khi hai luồng gia hỏa đồng thời tăng lên thì nàng lúc đó cũng mới biết thế nào là sung sướng thật sự. Mới biết thế nào là tột đỉnh của sung sướng làm cho nàng cảm nhận được những sung sướng không gì sánh bằng. Hơn nữa, cường độ hoạt động của nam nhân này cường hãn vô cùng, thể lực của hắn hiển nhiên là số một trên đời. Nàng rên rỉ nói rằng, chàng có thể to hơn nữa chứ. Nói chưa dứt lời liền cảm thấy dương căn của Hy Bình trong nội thể liền to và dài ra, nhưng thị vẫn chưa thực sự có được cái cảm giác có chín luồng khoái lạc cùng hoạt động trong cơ thể như Nguyên Anh. Nàng hỏi, chàng có thể vận khí vào bảo bối của mình không? Hy Bình nói, được. Rồi chiếu theo, thiên địa tâm kinh, tâm pháp vận chuyển âm dương chi khí trong nội thể, Nguyên Na liền cảm thấy chín đạo chân khí bên ngoài dương căn của Hy Bình. Hơn nữa, trong lúc hoạt động, khi dương căn của Hy Bình đưa ra, đưa vào nàng liền cảm thấy khoái cảm tăng lên nhanh chóng. Nàng hỏi tiếp, chàng có thể tách các luồng chân khí đó ra không? Hy Bình cũng nhận thấy phản ứng của Nguyên Na. Cảm thấy rất hứng thú, liền nhớ lại bí quyết về nghịch chuyển chân khí trong thiên địa tâm kinh, theo đó tiến hành thử. Ngay lập tức, có 9981 làn sóng khoái cảm tiến vào, trùng trùng, điệp điệp tấn công vào trung tâm thần kinh khoái cảm của Nguyên Na, làm thân thể tuyệt đẹp của nàng uốn éo như lên đồng, mồm miệng kêu gào điên dại, lúc này nàng lập tức được đưa lên tuyệt đỉnh sung sướng, mỗi làn sóng không ngừng công kích làm nàng sướng mãi không thôi. Nguyên Na sướng đến phát cuồng. Vừa nói vừa thở mạnh, còn có gì nữa không? Mắt Hy Bình lóe lên, lập tức khởi động chiêu tối hậu của thiên địa tâm kinh, thiên địa giao hợp. Lập tức tại nội thể Hy Bình, hai luồng khí nghịch lưu thiên dương, địa âm tương tác với nhau, Nguyên Na cảm thấy toàn thân và đầu óc liền đạt được cực khoái, cảm khoái dâng lên ồ ạt, đồng thời cảm thấy cách cư xử nhu tình của Hy Bình rất chân tình. Vào lúc đó, trái tim của nàng ta liền khắc sâu hình bóng của Hy Bình cũng như tình cảm của chàng. Hy Bình lật mình lại, ôm thân thể khỏe mạnh của nàng lại, rồi hôn một cách dịu dàng rồi thản nhiên lăn ra ngủ. Khi Nguyên Na tỉnh dậy thì một ngày nữa đã qua, trời cũng đã tối mịt. Nàng nhìn nam nhân phía dưới, không ngừng ôn nhu vuốt ve khuôn mặt đẹp trai, trìu mến nói, chàng là người duy nhất trong suốt cuộc đời Nguyên Na này có thể đi qua khe hở của trái tim ta, tiểu tình nhân của Nguyên Na à. Hy Bình mắt nhắm, mở mắt, ngáy ngủ nói, thật chứ? Nguyên Na nói, ta đã thực đã yêu chàng rồi. Hy Bình cười nói, khi ta nuốt vào băng ngưng châu, nàng đã bỏ qua cơ hội hạ thủ với ta biết là nàng đã tình ý với ta, nhưng để biết nàng có tình ý thật sự với ta là khi nàng đang ngủ say, lúc đó, ta có thể cảm nhận được tình yêu trong tâm hồn nàng. Lại đây nào tộc trưởng thân yêu, để ta hôn môi nàng. Nàng có thể giải thoát cho bọn họ được chưa? Nguyên Na giận dữ nói. Nhân gia căn bản hiện tại không thể cảm giác được mối liên hệ gì bằng tâm linh thuật, bọn họ đương nhiên là được tự do, chàng không tin ta hay sao? Hy Bình cười xòa nói, nàng đã nói thế, ta sao lại không tin? Nguyên Na đứng dậy, mặc quần áo vào và nói, khi nào thì chàng quay lại? Hy Bình suy tư nói, có thể không quay lại. Nguyên Na nói, ta biết không thể giữ được chàng, nhưng ta cũng không thể từ bỏ dã mã tộc và cùng chàng quay lại Trung Nguyên. Nhưng ta thực sự mong muốn có ngày chàng cùng bọn họ quay lại thăm dã mã tộc, được chứ? Hy Bình trầm mặc. Nguyên Na ôm ghì lấy hắn, kéo đầu hắn vào ngực mình, buồn buồn nói, ta sau này có lẽ cũng có thể có nhiều đàn ông khác, nhưng trong tim ta chỉ có một người là chàng, bây giờ và mãi mãi. Nguyên Na ta có thể không yêu, nhưng một khi đã yêu thì chỉ yêu một người, đó chính là chàng. Hy Bình dìu nàng ngồi xuống,
hôn nàng một nụ hôn thật dài rồi nói, làm sao ta có thể biết tương lai ra làm sao, cũng không thể hứa chắc với nàng được, nhưng nếu ta có cơ hội, nhất định sẽ quay lại đây thăm nàng. Nguyên Na vui vẻ nói, đến lúc đó, chàng hãy mang đám nữ nhân đông đảo của chàng về đây để ta chiêm ngưỡng nhé. Hy Bình kỳ lạ hỏi, sao nàng biết ta có rất nhiều nữ nhân? Nguyên Na giận dỗi nói, đàn ông anh Tuấn, cường tráng như chàng ai chẳng có hoa tâm, nếu nói chỉ có một vài nữ nhân thì ai mà tin được. Hy Bình cười to mà rằng, nguyên lai ta cũng có rất nhiều ưu điểm, chẳng trách nàng lại có thể yêu ta được. Nguyên Na nhẹ nhàng đấm Hy Bình một cái, vui vẻ nói, chàng thật là vô lại. Hy Bình cùng Nguyên Na, Nguyên Thu, Nguyên Linh tam nữ tiến nhập nơi bọn Lôi Long bị giam giữ, Đỗ Manh Manh tuy không thực sự đáng lo, nhưng hành động hoàn toàn bất tiện. Chúng nhân nhìn thấy tam nữ, sắc mặt đại biến. Đỗ Manh Manh nếu như toàn thân không vô lực, sớm đã xông vào quyết một trận sống chết. Hy Bình đỡ Đỗ Manh Manh lại hỏi, sao muội lại như vậy? Đỗ Manh Manh khóc thảm, đại ca, bọn họ đã cướp đi trinh tiết của Manh Manh, huynh phải vì Manh Manh mà báo thù nha. Hy Bình phẫn nộ vô cùng, quay sang tam nữ quát lớn, sao lại như vậy? Nguyên Na biến sắc không biết nói gì, lúng túng bào chữa, đó chỉ là một sự hiểu lầm, chàng không nên hỏi đến. Đỗ Manh Manh nói, ta phải biết kẻ đó là ai? Nguyên Na trầm mặc một hồi rồi thở nhẹ, ngươi thực sự muốn biết đó là ai? Đỗ Manh Manh ừ một tiếng. Nguyên Na nói, ngươi ra đây với ta chỉ nói tên người đó cho ngươi. Đỗ Manh Manh và Nguyên Na đi ra ngoài, sau đó quay lại. Trên mặt Manh Manh không còn sự bi phẫn, đổi lại rất vui vẻ và kích động. Nhãn thần của Manh Manh cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, yêu kiều nhìn Hy Bình nói, đại ca, Manh Manh không muốn trả thù nữa, chúng ta quay về thôi. Hy Bình hỏi, tại sao? Má Đỗ Manh Manh ứng hồng, nói, huynh đừng hỏi, muội không muốn trả lời rồi quay sang chui vào lòng Hoàng Đại Hải nói tiếp. Sư huynh, chúng ta sẽ thành hôn khi quay lại chứ? Hoàng Đại Hải nhẹ nhàng gật đầu, rồi ôm nàng thật chặt. Nguyên Na bảo Nguyên Linh cầm giải dược hổ yên vụ cấp cho bọn Lôi Long mấy người đó cuối cùng cũng chân chính mà khôi phục được tự do. Tứ Cẩu, Hoa Tiểu Ba, Độc Cô Minh cũng như Triệu Tử Huy lập tức đi ngay ra ngoài lều, tìm kiếm các trinh nữ để cùng họ hoan lạc vì Nguyên Na đã đáp ứng cho họ làm việc này, lúc đó mới phát hiện ra tất cả đều đã bị khai liễu. Hơn nữa giao hợp cũng không thực sự thoải mái vì không thể nào làm họ sung sướng được. Bốn người đi ra từ lều của các trinh nữ, tinh thần thực sự đi xuống, gặp Nguyên Na mà than rằng vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại dã mã tộc, rất muốn phong lưu trước khi quay về. May thay đích thân tộc trưởng truyền lệnh cho phép họ tùy tiện có thể cùng các nữ nhân còn lại hoàn hảo, bọn họ nhanh chóng tìm được cho mình những nữ nhân ưng ý rồi điên cuồng hoàn hảo một ngày một đêm liền. Những gã hỗn đản này thực sự hiểu được giá trị vàng ngọc của thời gian trong ngày cuối ở dã mã tộc. Hy Bình an ủi Tiểu Nguyệt ở phía sau trướng bồng của Nguyên Na. Tiểu Nguyệt nói, đại ca, huynh nên đi cùng với bọn họ. Hy Bình nói, nếu như muội không muốn ta đi, ta không đi. Tiểu Nguyệt biết hắn cùng một ruột với bọn họ, liền nói, đại ca, đi đi. Nguyệt Nhi không coi chuyện của huynh và bọn họ vào đâu đâu, đại ca đi vui vẻ với bọn họ một chút. Dù sao thì chúng ta cũng quay về vào ngày mai. Muội trước kia vốn không thích họ, vì họ cướp mất nhị huynh, bây giờ họ phóng thích nhị ca rồi, muội không quản đến họ nữa. Hơn nữa, bằng vào trực giác của nữ nhân, Nguyệt Nhi nhận thấy Nguyên Na rất phù hợp với đại ca, muội nghĩ nàng ta cũng thực sự yêu huynh rồi. Hy Bình nói, đại ca nghe Nguyệt Nhi nói chuyện, xem ra Nguyệt Nhi không vui vẻ nếu đại ca đi, đại ca không dám đi. Tiểu Nguyệt yêu kiều mắng, muội nói không vấn đề gì là không vấn đề gì mà. Nhưng mà, đại ca đừng đi vội, lại đây cho Nguyệt Nhi hôn nào. Hy Bình đi vào trướng bồng của Nguyên Na, lúc đó Nguyên Na, Nguyên Linh cùng Nguyên Thu đang tắm rửa tại chính trung tâm của trướng bồng. Hy Bình nói, tam vị mỹ nhân đợi ta có lâu không? Nguyên Na ép Hy Bình ra ngoài lẩy táo, nhưng không ngờ, bốn nữ nhân tắm rửa cho hắn bị hắn hí lộng đến tê liệt. Sau khi tắm rửa, Hy Bình đi vào lều của Nguyên Na một lần nữa, ba nữ nhân đã hoàn toàn lõa thể đợi gã. Hy Bình vừa cười vừa nói, các người hành động thật là nhanh nhẹ quá ta. Nguyên Na giận dỗi nói, tại sao chàng lại tắm lâu đến vậy? Hy Bình ngồi vào giữa bọn họ, ôm lấy nàng và Nguyên Linh, cười nói, ta cũng giúp họ tắm táp, hơn nữa tiện thể du hí với họ một chút, nên cũng hơi tốn thời gian một chút.
Nguyên Linh kinh nghi, nhà người lại ăn vụng. Thi Bình hôn vào miệng nàng ta, nói, làm sao có thể trách ta được. Bọn họ tự dâng vào tận miệng ta, nàng bảo ta có thể từ chối bữa ăn ngon đó sao. Giống như bọn các nàng lúc này, nếu như ta không làm các nàng sống dở, chết dở các nàng có để cho ta đi không? Nguyên Na nói, chàng không được lười nhắc nha, hôm nay là đêm cuối cùng, nếu chàng không phục vụ chúng ta bằng toàn bộ sức lực, chàng đừng hòng quay lại Bạch Dương tộc. Thi Bình cười nói, nếu nói như vậy, các nàng còn chờ đợi gì nữa? Ai muốn làm đây? Nguyên Linh không kịp nói, Nguyên Na đã nói, tối qua ta vừa mới cùng chàng hoan hảo, còn bọn họ thì chưa, để bọn họ trước đi. Nguyên Thu vốn ngồi đằng sau, ôm vai Hi Bình, miêng ghé sát tai Hi Bình nói, vậy để Thu Thu trước nha. Hi Bình giải phóng lưỡng nữ, quay lại ôm lấy Nguyên Thu, đè nàng xuống tấm da thú, miệng chàng lúc này tấn công vào khu rừng cấm của Nguyên Thu, tay tấn công loạn vào thượng thể nàng. Nguyên Thu bị Hi Bình làm cho sung sướng phát cuồng, nắm chặt lấy đầu chàng mà rên rỉ. Hi Bình chuyển người lên trên, sờ nắn khắp thân thể nàng, rồi trườn lên bên trên, dừng lại ở miệng nàng, hôn nàng thật nồng ấm, cả hai vừa hôn nhau vừa tiến hành nhập thể. Bàn tay của Hi Bình xoa nắn khắp thân thể Nguyên Thu rồi tiến nhập thông đạo của Nguyên Thu quấy dày, Nguyên Thu tiếp nhận sự chọc phá của Hi Bình, trong hạ thể cảm thấy như tan chảy, cảm giác này lan tỏa trong toàn bộ hang động. Nguyên Thu nắm chặt tay vào nam căn đang dựng đứng của Hi Bình, nhiều lần muốn kéo dương căn của Hi Bình vào hạ thể nàng nhưng cuối cùng vẫn không đạt được mục đích. Hi Bình nói, nàng muốn rồi chứ. Nguyên Na ở bên cạnh nói, chàng thật là quỷ quyệt, chàng không thấy bạch thủy của y xuất ra rồi hay sao? Hi Bình chú ý nhìn xuống, tấm lông cừu đã sớm ướt hết, vừa cười vừa nói rằng, được rồi, xem ra ta không thể lười nhác được nữa rồi, lụt lội thật là nghiêm trọng. Nguyên Thu, ta sẽ tiến vào nạo vét dòng sông của nàng đây. Khi Hi Bình tiến nhập hạ thể Nguyên Thu, cảm giác thông đạo của nàng rất hẹp và chặt, điều này có nghĩa là dương căn của chàng không thể lớn hết cỡ. Thực tế thì kích cỡ dương căn của chàng lúc này chỉ lớn gấp đôi kích cỡ thường, chàng không thể tưởng tượng nổi tại sao Nguyên Thu to lớn như Nguyên Na mà bên trong hạ thể lại có thể nhỏ hẹp vậy. Hi Bình rút tay ra, hỏi, Nguyên Thu, mật đạo của nàng dường như không hoành tráng như bề ngoài của nàng. Nguyên Linh ở bên ngoài yêu kiều cười nói, Thu Nhi tuy thân thể cao lớn, nhưng em nhỏ của thị đích xác là rất nhỏ, vì thế mà đàn ông trong tộc tất cả đều vừa với thị luôn kiếm được người để đáp ứng nhu cầu. Hi Bình dùng lực nhấp mạnh, nói, còn nàng, Nguyên Linh. Nguyên Linh giận dỗi nói, sao chàng không hỏi người khác, muốn biết thì lát nữa kiểm tra thì biết. Nguyên Na nói, Hi Bình, chàng đừng trách Nguyên Thu nhỏ, hẹp, nhưng của thị còn rất bền bỉ đó, thậm chí nếu chàng mãnh liệt hơn nữa, thì cũng không lo bị rách đâu, bất quá, Nguyên Thu cũng cảm thấy rất đau đớn. Ồ, Hi Bình tập trung cảm nhận hứng thú. Bởi vì lúc này chàng đã có thể đạt tới kích cỡ lớn nhất bên trong hạ thể Nguyên Thu, nguyên lai chàng nghĩ nàng ta không thể tiếp thụ được một khi dương căn của chàng lớn lên, nhưng sau khi nghe Nguyên Na nói, chàng đột nhiên muốn thử, dần dần tăng kích cỡ dương căn trong khi hành động. Quả nhiên, Nguyên Thu liền bó chặt lấy cái đó của chàng, làm chàng kéo ra, kéo vào rất phí lực, kinh ngạc thầm nghĩ nếu không phải thể lực kinh nhân của chàng, có lẽ đã sớm bỏ cuộc vì mệt mỏi. Nguyên Thu bị Hi Bình tăng từ từ kích cỡ dương căn, cùng với cảm giác đau đớn ngày càng tăng là cảm giác sung sướng dâng trào. Hi Bình nhìn biểu cảm đau đớn của nàng, đột nhiên nghĩ ra trò đùa quái ác, đột ngột tăng nhanh kích cỡ bảo bối của mình. Nguyên Thu vào lúc đó đau đớn kêu to lên một tiếng, nghiến chặt răng, cặp mông khỏe mạnh vẫn không dừng lại, cặp đùi dựa vào thảm trên mặt đất mà nhịp trả, thân thể phối hợp tấn công tới Hi Bình rất mãnh liệt. Hi Bình cũng không để nàng chiếm thượng phong. Ôm nàng ta thật chặt, hướng vào giữa hai chân nàng mà tấn công. Nguyên Thu rên rỉ cầu khẩn, Hi Bình, bỏ ra, đừng làm như thế, ta cảm thấy rất cay đắng, đau đớn, bên trong đau như lửa đốt. Chàng hãy giảm kích cỡ cái đó đi, Thu Thu xin chàng mà, á á. Nghe nàng nói, Hi Bình lập tức tăng cực đại kích cỡ dương căn, đổi thời gia tăng tốc độ, tấn công trên toàn thân thể nàng ta, làm nàng ta kêu gào liên hồi, chết đi, sống lại.